Cũng trong buổi chiều hôm ấy, tập đoàn Diệp Thị Phát thông báo lấy công ty Thiên Hân không tuân thủ hợp đồng làm lý do tạm ngưng hợp tác cùng công ty Thiên Hân. Mặc dù Khả Hân sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn làm cho nàng sức đầu mẻ chán, phải dừng lại hợp tác, công ty Thiên Hân sắp tổn thất bao nhiêu. Trước mắt còn không có cách nào để tính toán, phỏng đoán ít nhất 2.000 vạn trở lên. Người trong công ty sau khi nghe chuyện này, lập tức trong lòng đều bàng hoàng, nếu tiếp tục như thế này đừng nói đến thưởng cuối năm, thậm chí cũng rất có thể sẽ thất nghiệp. Phía bên này Tiểu Mạn cũng đang bàn kế sách cùng với Khả Hân, tình huống bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Bên cung ứng cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, liên tục gọi điện thoại đến hỏi. Khả Hân đáp, tận lực trấn an khách hàng, chúng ta phải hết sức cố gắng. Nghe thế Tiểu Mạn cũng ấp úng không biết phải nói gì trong tình huống này. Khả Hân lại nói tiếp, Tiểu Mạn, cô cái gì cũng không cần phải nói, theo tôi đi làm đi. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là cuộc gọi đến từ Diệp Đông Huyên cầm chiếc điện thoại trên tay, do dự hồi lâu. Cuối cùng Khả Hân cũng chọn cách nhấc máy, tức thì đầu dây bên kia giọng nói của Diệp Đông Huyên thay thế vang lên, trình tiểu thư, không biết cô cân nhắc thế nào. Mở loa điện thoại Khả Hân đáp, không cần cân nhắc, tôi sẽ không thay đổi chú ý, nói xong cô đập vội chiếc điện thoại xuống bàn. Trong điện thoại giọng của Diệp Đông Huyên vẫn còn văn vẳng, không thấy quan tài không đổ lệ. Câu nói này như cũng thể hiện bà ta đang vô cùng tức giận. Chuyển cảnh tại Diệp ra, lúc này Diệp Nghỉm đang suy nghĩ gì đó, bỗng ngừng lại rồi nói, "Cô ba, cô cho là cô ta sẽ khuất phục." Trong tiếng cười đầy ngạo nghễ cùng Đắc Ý bà Ta Đáp, "Không khuất phục, trừ phi cô ta không cần đến công ty." Ngồi cạnh bà là gia chủ, lúc này lão cũng thở dài một hơi, có vẻ ngao ngán, anh cả của bà thì nói, "Ta muội, chuyện này phải cẩn thận không thể làm quá mức, không chừng Âu Dương Hào lại bất mãn, chúng ta có thể sẽ mất nhiều hơn được." Vẫn nụ cười ấy, bà Ta Đáp, "Đại ca nói rất có lý, yên tâm đi, chuyện này ta tự có chừng mực." chẳng qua là hù dọa cô ta một chút. Lúc này Diệp Hàng Đông cùng cất tiếng hỏi, cô như vậy không thấy mệt mỏi sao? Vẽ mặt khó hiểu bà ta đáp, mệt mỏi. Tại sao nói như vậy? Diệp Hàng Đông lại nói, các người hắn biết, bọn họ là không thể nào trở lại dịp ra. Đã như vậy, các người tại sao còn phải đuổi cùng giết tận? Không sợ gặp báo ứng sao? Thấy mình đang bị công kích, bà ta lớn tiếng quát, nhị ca, huynh nói chuyện làm sao vậy? Ta làm nhiều như vậy là vì cái gì? còn không phải là vì nhà ta. Nghe thế Diệp Hằng đông quát, những việc cô làm chính là vì bản thân cô chứ. Hy vọng có thể cùng Âu Dương Hào tạo quan hệ, ta chỉ không rõ, coi như thật là ngươi cùng Âu Dương Hào tạo quan hệ. Trịnh Khả Hân cuối cùng 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 Âu Dương Hào chung một chỗ người lại có thể được cái gì. Như bị nói chúng tim đen, bà ta gượng gạo đáp, trông cậy vào ông Dương Hào có thể đối với huynh vạn phần cảm kích. Đừng quên huynh cũng là đại gia tộc sinh ra, cái thân tình huynh có thể nói sao vẻ mặt hờ hững diệp hàng đông lại nói tiếp nếu như không có cô còn trông cậy vào âu dương hào cho cô cái gì nói xong ông vội đứng lên thưa với gia chủ con còn có chút chuyện mọi người cứ tiếp tục đi nhưng chưa bước được mấy bước thì phải ngừng lại vì tiếng quát của lão gia chủ ngừng lại hàng đông trong mắt con còn có sự tồn tại của ta không hàng đông bức xúc đáp ba chẳng lẽ con còn không có đủ nghe lời sao ba cho con làm cái gì thì con làm cái đó để cho con không đi tiếp tế bọn họ con cũng chưa có đi giúp bỏ họ, ba còn cần con làm cái gì. Bị con mình bắt bẻ, lão gia chủ không có lý lẽ để để phản bác, lão cả giận hết to, láo sược. Phi kêu, thấy thế liền đến xoa vai, trấn an lão gia chủ, ông nội, đừng tức giận, tức giận đối với người không tốt. Ngay lúc này có người vào bẩm báo, nhị thiếu ra, bên ngoài có vị trình khả hân tiểu thư cầu kiến. Lời này khiến cho những người tâm cơ kia vui mừng không thôi vì nghĩ trình khả hân rốt cuộc đã không chịu nổi mà đến cầu xin mình nhịp nghiệm cũng vuốt mông ngựa mà tán thưởng một câu, cô ba, thật là lợi hại. Phía ngoài lúc này tiếng bước chân mỗi lúc một gần, không lâu sau Khả Hân đã vào đến, vừa vào cô đã chào Diệp Thúc. Thấy Khả Hân đã vào đến, Diệp Hằng Đông bèn hỏi, Khả Hân, con tìm ta có chuyện gì không? Cô đáp, Diệp Thúc, con hôm nay có chút chuyện cùng chú nói, nhưng không để Diệp Hằng Đông kịp trả lời, Diệp Đông Huyền đã mở lời trước. Trình Tiểu Thư, chuyện tình trạng công ty cô phải cùng tôi nói, vì nhị ca tôi cũng không thể nào hỏi chuyện của công ty. Không do dự khả hân đáp, không cần, chuyện này cần phải cùng Diệp Thúc nói mới được. Rồi quay sang nói với Diệp Thúc những thứ này mời chú xem qua một chút, thấy đó là một túi hồ sơ, ông liền hỏi, đây là cái gì? Khả hân đáp, chú mở ra xem một chút thì sẽ biết. Đứng cạnh đó, Diệp Đông Huyên lúc này vô cùng chấm hỏi, tại sao khả hân lại không phải là tìm bà ta? Như cũng bắt gặp ánh mắt đó của bà, khả hân nguyết dài một cái khiến bà không khỏi quê sệ. Lúc này Diệp Thúc cũng mở ra túi hồ sơ xem xét hồi lâu, ông cả kinh hét, Khả Hân, cháu đây là đang làm gì vậy? Đáp lời ông Khả Hân nói, tôi tới hôm nay chẳng qua là đưa lại những thứ này cho các người, Diệp Tiểu Thư cùng tôi nói qua, công ty Thiên Hân là bởi vì Diệp ra mới có, điểm này tôi không phủ nhận. Ban đầu khoản tiền kia đích xác là Diệp Thúc cho tôi, cho nên tôi hôm nay đem công ty trả về cho các người, công ty tôi đã sang tên cho Diệp Thúc. Lời này nói ra làm cho lão gia chủ cùng tất cả đều đang rất chấm hỏi, nhưng không ngừng ở đó khả hân tiếp tục nói diệp thúc chỉ cần ở phía trên ký tên liền có thể diệp thúc nghe thế vội hỏi tại sao cháu phải làm vậy cô đáp thứ không thuộc về mình cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nào thuộc về mình diệp thúc lại nói nhưng là công ty do cháu một tay dựng nên sao có thể cô lại nói tiếp đó cũng không phải là của cháu như muốn lần nữa khẳng định cô lại giọng giặc nói tiếp các vị các người dịp ra rất cường đại nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng sẽ muốn tới nịnh hót Diệp gia. Lời cô vừa nói ra như vả vào, vào mặt tất cả người Diệp gia một cú thật mạnh, nhất là Diệp Đông Huyên, vì bà ta luôn cho rằng Khả Hân phải đi cầu xin bà ta thì mới đúng như kịch bản. Về phần Khả Hân sau khi lời vừa dứt, tức thì một chùm chìa khóa được cô ném ra kèm theo lời nói, "Mấy chiếc xe này là của Diệp Vô Thiên, hắn bảo tôi ba chiếc xe cũng trả lại cho các người." Bắt vội chùm chìa khóa trên tay bà ta quát, "Hắn là để cho cô tới." Khả Hân đáp, "Xe là hắn bảo tôi còn công ty là tôi tự quyết định." Lúc này, cầm giấy quyết định trong tay Diệp Thúc nói, ta không đồng ý, công ty là cháu khổ cực lấy về, ta không cần. Khả Hân nghe thế bèn đáp lại, nhưng nó từ đầu đến cuối đều có bóng dáng Diệp ra, Diệp Thúc, cháu cũng sẽ không muốn. Ngồi một bên quan sát thấy vậy Diệp nhìn cũng thầm mắng, giả bộ thanh cao gì chứ, mẹ kiếp. Nghe vậy Khả Hân lại nói, ở trước mặt Diệp thiếu, tôi không dám giả bộ thanh cao, chẳng qua là tôi muốn trở về làm chính mình, chân thật. Lời Khả Hân vừa dứt, Diệp Thúc liền quay sang Diệp Đông Huyên mà chỉ trích, cô thấy không? Người ta căn bản không tham tài sản của nhà chúng ta. Như để giải vây cho bà ta, Diệp Nghìn cũng đứng lên nói, chú hai, lời cũng không nên tận tuyệt như vậy, đúng bọn họ rất có thể đang lấy lùi làm tiến. Đại bá của hắn thì đang cảm thấy kỳ lạ, vì theo lão biết khả hân rất không ưa men nhà ta, sao bây giờ lại đứng ra nói giúp. Lão gia chủ lúc này vẽ mặt cũng đăm chiêu, làm như vậy có đúng không? Người trẻ bây giờ thật là không thích tiền từ cha mẹ sao. Trở về công ty, khả hân đã thu dọn xong tất cả, đang ngồi ngắm lại bức ảnh kỷ niệm lúc này tiểu mạn đến bên cạnh cô mà hỏi tổng giám đốc cô thật muốn đi sao khả hân rất buồn nhưng vẫn cố ra vẽ để chấn an tiểu mạn thiên hạ không có tiệc nào không tàn cô ở lại nơi này làm đi sẽ không có vấn đề gì đâu tiểu mạn dưng dưng đáp nhưng tôi muốn cùng cô làm việc nghe vậy khả hân cười gượng đáp nhưng bây giờ tôi cũng thất nghiệp cô đi theo tôi cũng không có gì làm ngay cả tôi cũng không biết tương lai mình sẽ như nào nhưng cô yên tâm đi nếu như sau này cần tôi sẽ tìm cô nghe thế tiểu mạn liền phấn chấn đáp một lời đã định cô không được lừa gạt tôi nói xong cô cũng tiễn khả hơn rời đi lúc này bên ngoài công ty một chiếc taxi đã đến đón bước vào trong xe cô không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người tất cả không khí trong phút này dường như lắng động thành một giọt nước mắt chia ly không biết ngày tương phủng trở về tiểu khu thiên tâm đặt vội chiếc thùng giấy lên bàn cô nói bắt đầu từ bây giờ tôi đã thất nghiệp công ty thiên hân tôi đã trả về cho diệp ra từ giờ trở đi cùng tôi một chút quan hệ cũng không có men bước đến xoa chán cô và hỏi cô không sao đó chứ được men quan tâm cô rất vui nhưng vẫn quát anh mới là không bình thường đấy. Men cả kinh hỏi, cô là D.A.N.N.G nói thật. Không chút do dự cô đáp, vô cùng chính xác. Thấy cô quả quyết thế, Men lại hỏi, tại sao? Cô thật là không bình thường, vì người bình thường sẽ không làm như vậy. Công ty vốn thuộc về cô, cô lại mang nó đi cho. Nghe thấy cô lại đáp, bất kể tôi có cố gắng thế nào, công ty từ đầu đến cuối đều mang bóng dáng của Diệp ra, vậy có liên quan gì? Cô lại buồn bã nói tiếp, thôi đừng nhắc nữa, tất cả những chuyện kia đều đã qua rồi. Dù sao cũng trả cho bọn họ, với tôi bất cứ không có quan hệ gì nữa. Biết cô đang rất buồn, men lại bày ra vẽ mặt tiểu bạch mà hỏi, nữ hoàng bệ hạ, không có tiền người làm sao nuôi tôi đây. Nghe vậy co liền nguyết men một cái rồi nói, vậy thì anh nuôi tôi. Vẽ mặt trêu chọc hắn lại bão, không đê Tôi vừa mới được chơi rất vui, cô phải tiếp tục bao nuôi tôi. Mặt của men dày như vậy, khiến cô cũng phải e hèm rồi hứ một tiếng. Không lâu sau đó, men đang chờ cô dưới nhà, thấy cô vừa xuống tới hắn bèn nói, nữ hoàng bệ hạ, nói xong rồi sao. Cô hất tóc một cái rồi đáp, không có cách nào nói. Lời vừa xong cô cũng xoay người ngồi lên xe, tay ôm eo men rồi nói lên đường, để mặc cho phần da thịt gợi cảm áp sát vào lưng men, trong cơn phấn khích hắn đáp, vâng thưa nữ hoàng bệ hạ. Thế là chiếc xe chở lấy hai người vun vút lao đi, xuyên qua từng căn nhà san sát nhau, xuyên qua từng đám cỏ xanh gì bên vệ đường, chốc chốc men lại hỏi, nữ hoàng bệ hạ, thấy tôi cực khổ thế, có thể thêm chút tiền lương không? Cô vui vẻ đáp, được rồi từ nay mỗi tháng sẽ thêm một đồng, một câu đa tạ nữ hoàng bệ hạ rồi con xe lao vút đi bỏ lại sau lưng ánh mắt sùng bái cùng ghen tị của hai gà bảo vệ đang thầm thán chết tiệt thật là chết tiệt a à. đạp một chiếc sắt vụn còn có thể cua được mỉ nhân như hoa như ngọc chẳng lẽ tiểu tử này đang quay mv đại thiếu gia giả nghèo và cái kết rồi liên tục là tiếng nhao nhao bàn tán của ông tám cùng với ông chín đạp xe hồi lâu lúc này cả hai xuống xe đang tản bộ đi được một lúc thì thấy có người đứng chắn phía trước rồi người kia cất tiếng nói diệp vô thiên tôi muốn nói chuyện với anh rất nhanh men đã lướt trên mặt nước ta như con sóng Khả Hân thì tò mò hỏi cô ấy là ai thế. Men đáp, là một bà điên. Phân vân một lúc cô ta lại chạy đến mà chắn đường tiếp, rồi nói, tôi hôm nay đến đây là để xin lỗi anh, nghe xong hắn phải phẩy tay. Không, tôi không dám nhận, tôi không với cao tới chữ ra các cô, nghe thế tư khởi thêm khó chịu hỏi, tôi cũng nói xin lỗi anh. Anh còn muốn như nào nữa, rồi nắm chặt nấm tay mà nghĩ mình chưa từng thấy qua loại đàn ông như này, hẹp hỏi, vô sỉ, thật mất thể diện đàn ông, nhưng không ngừng lại ở đó, hắn lại quát, mau cút rồi lè lưỡi ra mà trêu khiến tư khởi điên máu lên mà quát anh anh họ diệp anh muốn như nào lúc này mặt men nghiêm nghị hẳn ra rồi hắn chỉ thẳng cô mà quát nói xong chưa nói xong rồi thì đứng sang một bên chó khôn không cản đường tư khởi rất bẽ mặt nhưng vẫn gắng gượng mà hỏi anh muốn như nào mới chịu tha thứ cho tôi men gần giọng hỏi điều này rất quan trọng sao đáng ra đến nổi cô phải như vậy mục đích là gì nhưng cô vẫn câu hỏi củ anh muốn như nào mới chịu tha thứ tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa men quát Bà điên, cô nghe kỹ cho tôi, bất kể như thế nào, tôi cũng không muốn cùng chữ ra các người có bất kỳ quan hệ nào. Nghe rõ ràng là bất kỳ. Nghe xong tư khởi cũng điên tiết lên rồi quát, đồ biến thái, anh có phải đàn ông không? Một chút độ lực anh cũng không có, vẽ mặt gian xảo hắn liền hỏi, có ai quy định đàn ông nhất định phải độ lượng sao? Tư khởi thì lại không từ bỏ ý định vội nói tiếp, hôm nay anh nhất định phải tha thứ tôi, nếu không tôi không đi, men như cũng hết cách bèn xua xua tay nói. Được rồi tôi tha thứ cho cô, cô mau đi đi, nghe thấy cô rất vui mừng nắm vội tay men mà nói vậy đi thôi ông nội tôi muốn gặp anh như men gạt phăng cánh tay cô ra rồi quát buông ra đừng có lôi kéo tôi loại như cô lão từ đây coi thường lời vừa nói tức thì men ăn một bạt tay như trời giáng kèm theo đó là lời cảnh cáo của tư khởi anh lại nói ra lời ô nhục tôi thì đừng trách tôi đối với anh không khách khí không điếm xỉa cô hắn giơ một tay lên đít like rồi nói với tôi cô dám động tay nữa cũng đừng có trách tôi thấy tình hình quá ư là tình hình khả hân vội can ngăn hai vị có chuyện gì muốn cứ từ từ nói Men ngắt lời cô, tôi với cô ta không có chuyện gì để nói. Là một người nóng tánh cơn giận của Tư Khởi lúc này cũng đến đỉnh điểm. Mặc cho Tư Khởi lửa giận đầy người, Men quay sang Khả Hân nói, chúng ta đi thôi. Nhưng Tư Khởi vẫn không từ bỏ ý định, nàng ta lao lên phía trước tiếp tục chặn đường, có thể tha thứ cho tôi không? Lúc này Men đã thật sự tức giận, hắn nghiến răng mà quát, đàn bà điên, cô có còn là người nữa không? Mặt dày như vậy. Lời này vừa nói ra, tức thì hắn lảnh chọn một bà tay như trời dáng của Tư Khởi, kèm theo đó là tiếng hét, tôi đã nói, anh lại dám ô nhục tôi, tôi đối với anh sẽ không khách khí. Thấy cô ta quá vô lý, Khả Hân chắn trước người Men mà quát, cô dựa vào cái gì mà đánh người? Cô cho cô là ai? Nhưng Men đã ngắt lời Khả Hân, hắn gằn giọng, tôi cũng đã nói, cô đánh tôi, tôi cũng sẽ với cô không khách khí. Lời vừa dứt thì trên người hắn tỏa ra làn khói màu trắng, ngay lập tức, tư khởi chấn kinh, cả người không có chút sức lực, ngồi bệt xuống đất miệng lẩm bẩm, anh, anh đã làm gì tôi? Đáp lời cô là bàn tay của hắn, túm lấy tóc cô cười nham nhở đàn bà điên, cô tưởng mình họ chữ, thì tôi sẽ đối với cô khách khí. Hành động của hắn khiến cô ta vô cùng kinh hãi, anh muốn làm gì? Nhưng không để cô kịp kinh hãi, hắn đã vác cô trên vai như bác một bao lúa, mặt cho cô có kêu la bao nhiêu vẫn vô ích, rồi từng bộp tay vào mông cô tạo nên tiếng vang bồm bốp, khiến cô ta mặt mày khó coi, nhưng không dừng lại ở đó, hắn vác cô đến gần một thùng rác, bên trên có dòng chữ, loại rác thải có hại, rồi không chút do dự hằng ném cô thẳng vào đó, ném xong hắn phủi tay bồm bộp, trước sự chấn kinh của khả hân là tiếng thét của tư khởi họ diệp anh tốt nhất lập tức thả tôi ra lúc này ánh mắt khả hân nhìn hắn càng thêm oái oăm thấy có vẻ căng thẳng hắn vội xoay người làm động tác bắn tim cực kỳ tinh quái rồi xoay người rời đi bỏ lại sau lưng là tiếng kêu thất thanh của tư khởi cả hai đi được một lúc hắn quay sang hỏi khả hân tại sao nhìn tôi như vậy có phải cho là tôi làm quá mức không đáp lời hắn là một biểu tượng lai like, kèm lời nói làm tốt lắm đối đãi đàn bà chính là phải ác nghe cô nói thế trong lòng hắn không rét mà run thầm nghĩ người phụ nữ này nói cái gì vậy đối với đàn bà thì phải ác vậy đối với đàn ông có phải ác hơn hay không trong lúc hắn còn đang hoang mang khả hân lại hỏi hắn thật là không cần để ý cô ấy hắn đáp cô yên tâm cô ta không chết đâu nhiều nhất cũng chỉ là bị mùi hôi thối làm cho choáng váng nghe vậy cô cười tinh quái anh thật là xấu người ta dù gì cũng là mỹ nữ vẻ mặt ngây thơ vô số tội hắn lại nói cô ta đẹp làm sao sao tôi cảm giác không được cũng còn không đẹp bằng cô. Không đáp lời hắn, Khả Hân e thẹn đang hai tay vào nhau. Lúc này đây tại chữ gia, khắp nơi đều là tiếng gào thét của Tư Khởi, cháu muốn giết hắn, nhất định phải giết. Đáp lời cô là giọng nói của ông nội, tiểu tử kia, thật có chút ý tứ, nghe thế cô vội hỏi, ông nội cháu mới là cháu gái của ông, ông đáp, nha đầu, cách cháu xử lý không đúng, chuyện này ông nội phải nói cháu, hắn đối với chữ gia ta có ân, nhưng cháu có phát hiện cái gì không? Cô giận dỗi, không thèm nhìn ông nội mà nói phát hiện cái gì cháu chỉ biết hắn vô cùng biến thái nghe thế cha cô vội ngắt lời con tại sao đột nhiên cả người tê liệt cái vấn đề này con không phải nên nghĩ thật kỹ sao nghe đến đây như chợt nghĩ ra gì đó cô lại nói còn có một chuyện tay bị con đã thương giống như cũng không có gì đáng ngại cha cô nghe thế vội nói tiếp bây giờ con biết tại sao không để cho con đối phó hắn chưa nếu như có thể được hắn phối hợp đem những thứ thuốc chữa trị vết thương kia đến chiến khu thì sẽ như thế nào những ngày qua không muốn con lại đi đánh hắn nhiều lần, ngày khác ta tự mình đi một chuyến. Lúc này ở tiểu khu thiên tâm, liên tiếp ba ngày, men đều vô cùng bận bịu mua về các loại thảo dược tiến hành chế biến. Cho đến chiều ngày thứ ba, hắn mới vừa hoàn thành công việc trên tay, với một nồi thuốc đang được đun sôi, nhưng hắn bận rộn thì khả hân cũng không nhàn rỗi, hắn vung tay một cái lại mua tiếp từng đống đổ. Mà trong đó mua nhiều nhất chính là nước lọc, ba ngày trước, khả hân hỏi không chỉ một lần, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng lần nào cũng không nhận được câu trả lời, mỗi lần hắn đều dùng một câu thiên cơ bất khả lộ để trả lời cô ấy một mình ngồi trên đống hàng hóa đang cười ngay ngốc chợt có tiếng men nói há miệng ăn đi cô xoay người thì thấy trên tay men là một viên tròn tròn cô hỏi đây là gì thế hắn đáp độc dược nghe thế cô không chần chờ mà há miệng ngoạm luôn một cái men ngạc nhiên hỏi cô thật không sợ là có độc khả hân bình thản đáp độc chết tôi với anh được cái gì nói xong rồi tiếp tục nhai ngủ ngoàm men lại hỏi thế thế cô không sợ là thấy hắn có vẽ gian xảo cô bèn đáp anh là muốn chiếm tiện nghi tôi." Nhìn vào cặp đùi trắng nõn của cô, hắn đáp, "Dĩ nhiên. Đẹp giống như cô vậy, người đàn ông nào không nghĩ tới." Lúc này Khả Hân bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình có gì đó rất lạ, thấy thế men vội trấn an, đợi một lúc cơ thể cô sẽ có chút bẩn, chỉ là hiện tượng bình thường, không cần khẩn trương. Nghe vậy cô quay sang chỉ chỉ vào ngực men, "Anh mới bẩn đấy, tôi cũng tắm rồi, thơm ngát, anh không tin gửi một cái đi." Như được cô cho phép, hắn đưa mũi lên tóc cô hít một hơi thật dài, nhưng lúc này vì quá luốn cuốn, cô vội né người sang một bên rồi nói xấu xa anh tới thật sao hắn đáp là cô kêu tôi ngửi còn gì nói xong hắn liền chuẩn bị một chậu to đầy nước đứng bên cạnh quan sát hồi lâu chợt cô hỏi tại sao lại làm như vậy có tác dụng gì vẻ mặt tự tin hắn nói chờ một lúc bên trong cơ thể cô sẽ có chút bẩn chảy ra cô dùng nước máy tắm đợi sau khi rửa sạch cô lại chui vào thùng này ngâm nửa giờ cô thắc mắc lại hỏi tại sao hắn đáp cô trước tiên đừng hỏi đến lúc đó cô tự nhiên sẽ biết coi như báo đáp cô bao nuôi ta đưa cho cô một phần đại lễ. Lúc này trên người Khả Hân chỉ toàn một mùi hôi, khắp nơi trên da là những vết tím đen, cô cũng nhảy dựng lên khi phát hiện điều này, rồi hỏi men tại sao lại như vậy. Không đáp lời cô, mà hắn lẩm bẩm một mình, đến rồi, đã trổ ra rồi, xem ra thực lực của mình vẫn còn, nhưng dược liệu thì hơi kém, so với mình tưởng tượng tới chậm hơn một chút. Xem ra sau này có cơ hội phải tự trồng một ít thảo dược, không có sự chú tâm chăm sóc thảo dược, thì dược liệu luôn là kém như vậy. Ngầm xong lại quay sang dặn dò Khả Hân, cô hãy chuẩn bị đi tắm, nhớ không thể dùng sữa tắm, thuận tiện mang mấy chai nước suối vào, uống nhiều nước một chút. Lúc này nhìn trong rổ là đống y phục của cô, hắn cười đắc ý nói, từ từ tắm, không cần nóng vội, tôi sẽ không xong vào phòng tắm đâu. Đáp lời hắn lúc này là tiếng của khả hân vọng ra từ phòng tắm, đừng làm phiền tôi, a à, a à, làm sao lại bẫn như vậy chứ. Nghe thế hắn cười tươi, rồi hướng vào trong mà hét to, nữ hoàng bệ hạ, xin đừng khẩn trương. Những thứ kia đều là độc tố bên trong cơ thể, tống ra đối với cô có chỗ tốt, nhìn cơ thể mình lúc này cô rất hốt hoãng hỏi nhưng có chuyện gì à nghe thấy hắn bèn đến gần cửa sổ nói vọng vào không biết nếu không cô để cho tôi vào xem một chút đi nghe hắn nói muốn vào trong khả hân vội hét lên anh đừng hòng vào nghe thấy hắn lẩm bẩm một mình đàn bà bây giờ thật không dễ lừa a à. nói xong hắn vội ngồi xuống sofa nhìn về hướng đó mà chờ đợi lúc này khả hân đứng lên lau tóc bóng dáng cô hiện dỏ qua từng ô kính khiến hắn lại xịt cả máu mũi hắn lại lẩm bẩm người anh em tình huống này như không đúng lắm tiếp tục như vậy ta sẽ thích vị hôn thê của cậu vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó cậu đừng trách ta bất nhân bất nghĩa, nhưng cô ấy bây giờ đã không phải là vị hôn thê của cậu, ta cùng cô ấy chung một chỗ, cậu cũng không có kiến gì chứ gì chứ. Tiện nghi của người khác không bằng tiện nghi của mình, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ hắn lại nói, đã 40 phút trôi qua, tại sao còn chưa tắm xong? Nhưng lúc này tiếng hét thất thanh của cô đã làm hắn một phen chấn kinh, ngay lập tức hắn tông cửa xông thẳng vào trong. Vừa vào đến nơi hắn đã hét to, chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không đáp lời hắn, khả hân xoay người lại thân hình chỉ trong mỗi chiếc khăn tắm làm hắn xịt cả máu mũi nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng mà quan tâm hắn cô đang nhảy nhót không ngừng vì phấn khích rồi cô lại nói điều này làm sao có thể chứ giờ tôi biến hóa nhiều quá trắng nỏn giống như em bé vậy thấy vậy hắn bèn giơ lên một ngón tay nói nếu hoàng bệ hạ cô vốn là rất đẹp rồi bây giờ tốt không thật là đẹp như tiên nữ vậy nói xong hắn thầm nghĩ mình cũng là lần đầu tiên nghiêm túc dốc hết sức không nghĩ tới hiệu quả lớn như vậy cho người đẹp dùng thật nhiên nước nhiên thành a mãi một lúc sau có vẻ đã bình tĩnh hơn cô mới hỏi quả thật là rất đẹp sao không đáp lời cô mà hắn bước đến gần chăm chú nhìn cô thật lâu khiến cô vô cùng bối rối e thẹn rồi phút giây ngắn ngủi đó cũng trôi qua cô tiến lên một bước hôn vào mặt hắn một nụ hôn kèm theo đó là lời cảm ơn ngây ngốc người sau nụ hôn của cô khi đã kịp chấn tĩnh hắn lại nói không được không được vừa rồi không tính tôi chưa có chuẩn bị xong lại một lần nữa sâu sắc một chút tới đây đi ban thưởng cho tôi một lần nữa cô cười khúc khích đáp anh đừng hỏng hai người cùng nhau vui đùa mãi đến lúc sau cô nói cùng tôi ra ngoài một chuyến tôi mời anh ăn bữa ngon, coi là phần thưởng được chưa? Không lâu sau đó, cả hai quần áo chỉnh tề, nắm tay nhau bước xuống chung cư, nhưng vừa xuống đến nơi thì phát hiện. Âu Dương Hào đứng chắn ở lối đi, nhìn thấy cô, hắn ngẩn người thật lâu, rồi reo lên, nha đầu mụi thay đổi rồi. Không đáp lời hắn cô hỏi, sư huynh, tìm ta có chuyện gì không? Hắn đáp, ngày mai là mừng thọ ông nội ta có rảnh không? Cảnh chuyển đến ngày hôm sau tại Âu Dương Sơn Trang, lúc này Khả Hân nói với Men, anh chắc chắn không vào sao. Tôi sẽ nói anh là bằng hữu của tôi, Men cười đáp lời cô, đừng làm bừa, tôi rất muốn đi vào Âu Dương Hào còn không nỡ đánh chết tôi, cô không phải sợ. Tôi chuẩn bị lễ thọ tuyệt đối là cao cấp nhất, Khả Hân như muốn nói thêm gì đó nhưng Men đã ngắt lời, cô cứ yên tâm vào đi, tôi ở đây chờ cô. Lúc này bên trong Âu Dương gia, vô số bàn tiệc cỡ lớn, cùng đó là vô số khách mời đông đúc, lúc này Âu Dương Hào mới hỏi, cô hồi hộp sao? Ta cũng rất hồi hộp, hôm nay đối với ta mà nói ý nghĩa rất quan trọng. Bên trong đại sảnh, lúc này người dịp ra cũng đã tới, cả ba cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Khả Hân, lúc này cô vẫn đang cùng Âu Dương Hào nói chuyện không hề biết đến người diệp gia đang chăm chú nhìn cô, chăm chú nhất vẫn là diệp nhỉm. vừa ngắm nhìn cô hắn lại thầm thán, trình khả hân bây giờ lại trở nên đẹp như vậy. như bắt gặp ánh mắt hắn, cha hắn vội can dặn, sau này đối với cô ấy khách khí một chút, không có chuyện gì thì đừng phát sinh mâu thuẫn. nhìn thấy nhân sắc của khả hân, vk của diệp hàng tài cũng thốt lên, số mệnh thật tốt, được âu dương thiếu gia thích. phía diệp nhỉm lúc này cha hắn lại hỏi, con với hạnh nguyệt chuyện thế nào rồi? có tiến triển gì không? nghe thế hắn bèn hỏi, cha là không tin con. đáp lời hắn là tiếng thở dài của của diệp hàng tài lúc bấy giờ phía trên sân khấu người dẫn chương trình cũng cất tiếng giọng giặc nói các quý ông quý bà tôi bây giờ tuyên bố bữa tiệc chính thức được bắt đầu lời kia vừa dứt tức thì Âu Dương Hào bước lên phía trước thỉnh an gia chủ là Âu Dương An Nam hắn quỳ xuống nói ông nội Tiểu Hào chúc ông phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn sống lâu trăm tuổi ông lão cười đáp đứng lên đi nghe nói cháu mang theo bạn gái về cô ấy đâu Hương Ánh nhìn về Khả Hân Âu Dương Hào đáp ông nội cô ấy là Trình Khả Hân là học muội lúc cháu đi học ở Mỹ lời hắn vừa nói ra khiến mọi người gần đó Nho nhao bàn tán, người phụ nữ này có lai lịch gì? Làm sao có cảm giác trước kia đã gặp ở đâu? Thấy thế Âu Dương Tương Vũ cũng thầm nói, mình biết cô ta, đại ca như thế nào lại tìm một người đàn bà như vậy mang về. Lúc này được Âu Dương Hào giới thiệu, Khả Hân đa lễ, chào Âu Dương gia gia, ông khỏe chứ? Cháu là Trình Khả Hân, hôm nay lỗ mãng tới, hy vọng Âu Dương gia gia có thể thứ lỗi, cháu chúc ông phúc như đông hải, thân thể khỏe mạnh. Nghe thế ông cũng không có phản ứng gì, mà lại hỏi, "Tiểu Trình, nhà cháu ở đâu? Cha mẹ là ai?" Cô vừa đáp, "Cha cháu là Trình Bồi Đông, mẹ là kha khải vân nhà cháu chỉ là buôn bán bình thường nghe khả hân giới thiệu lão cười gượng rồi nói cảm ơn cháu hôm nay có thể tới tham gia bữa tiệc của ta nhưng trong lòng ông lại nghĩ gia đình bình thường có thể không xứng với tôn nhi như để giải vây cho khả hân âu dương hào tiếp lời ông nội khả hân là vì ông đã chuẩn bị một phần lễ vật thấy âu dương hào mở lời khả hân vội lấy ra trong túi một chiếc hộp cổ rồi nói âu dương ra ra đây là lễ vật cháu chuẩn bị mừng thọ xin ông nhất định phải nhận đối với ông tương lai vô cùng có giá trị nhưng lời cô vừa dứt lúc này âu dương tương vũ bước đến nói nhỏ vào tay ông lão ông nội nếu không mở ra xem một chút là lễ vật gì không biết có phải là khế ước đính hôn cháu nghe nói người đàn bà đại ca theo đuổi từng đính hôn nghe thấy ông lão cả kinh đứng bật dậy mà hỏi trình tiểu thư cô đã từng đính hôn sao khả hân lúc này đang ngẩn người với câu hỏi này thì âu hương hào lại nói ông nội là hiểu lầm thôi nhưng ông gần giọng xuống mắt nói ta không có hỏi cháu rất bẻ mặt trước bao ánh mắt đang dòng ngó khả hân vẫn đáp lời ông đúng vậy tôi đã từng đến hôn âu dương ra ra tôi biết ông nghĩ cái gì thật ra thì xin ông đừng lo lắng tôi hôm nay chẳng qua là coi như vãn bối tới thọ đừng để ý lúc này âu dương tương vũ bước lên phía trước mà nói trình tiểu thư có thể mở ra để cho chúng ta xem không nghe ra ý tứ trong câu hỏi khả hân lặng người từ từ mở ra chiếc hộp để lộ ra bên trong là một viên thuốc lập tức đám người bên ngoài nhao nhao bàn tán sinh nhật người khác cô ta lại gửi một viên thuốc có ý gì muốn nguyền rủa người được chúc thọ sao thấy đó là một viên thuốc lão gia chủ cũng mặt mày giữ tợn nhưng chưa vội nói gì lúc này khả hân mới kịp trình bày viên thuốc này có công hiệu vô cùng đặc biệt thời khắc quan trọng có thể cứu một mạng người nghe thế ông ta vội từ chối thẳng cảm ơn ý tốt lão phu tạm thời không cần những thứ này ý tốt của trình tiểu thư lão phu xin nhận đây là lễ vật mà men đã rất công phu chuẩn bị vậy mà giờ đây âu dương an nam lại cự tuyệt lễ vật này đây đối với trình khả hân mà nói không thể nghi ngờ rõ ràng là tát vào mặt lúc này đây âu dương chính cũng bước ra mà nói tiểu hào con mau dẫn trình tiểu thư xuống nghỉ ngơi đi nghe thế cô vô cùng tuổi thân mà đáp âu dương ra ra thật xin lỗi hôm nay lỗ màng tới quấy rầy rồi nói xong cô vội xoay người rời đi thấy khả hân rời đi âu dương hào muốn tiền chân cô nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng quát to của âu dương chính con làm cái gì vậy rốt cuộc muốn làm cái gì cho tới nay cũng cho là con hiểu chuyện nhưng chuyện ngày hôm nay con thật là làm cho người ta thất vọng thấy cha mình giận dữ âu dương hào vội chạy đến giải thích ba con đối với khả hân là nghiêm túc con muốn kết hôn với cô ấy nghe thế ông lập tức hét lớn nằm mơ ta nói cho con biết không bao giờ con sớm bỏ cái ý định này đi con quên con là ai có thân phận địa vị gì cô ta có thể xứng được với con sao? Huống chi cô ta đã từng đính hôn. Lời ông vừa thốt ra, Khả Hân như rơi vào hố sâu với trăm ngàn ánh mắt đang dày xéo cô, làm cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nơi này cũng không thích hợp với cô. Có cố gắng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô bé lọ lem, hơn nữa còn là một cô gái lọ lem đã từng đính hôn. Lúc này bỗng có giọng nói vang lên bên tai, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô gái nhỏ, chiếc hộp trên tay cô có thể để cho ta xem một chút không? Không do dự cô đáp, lão bá, thích thì cầm đi. Nói xong cô vội lấy chiếc hộp ra đưa cho ông lão, thấy vậy ông lão rất vui mừng hỏi, "Là thật sao?" Cô đáp, "Tuyệt đối không giả dối." Lúc này ông lão mới lấy một thứ gì đó từ người thân cận, rồi xoay qua nói với cô, "Vậy tôi cảm ơn trước, rồi lại nói tiếp, vật này tôi không thể tự nhiên lấy đi, tiểu cô nương, sau này có gì cần hỗ trợ, có thể tìm tôi, hôm nay coi như tôi thiếu cô một phần nhân tình." Nói xong ông đưa cho cô tấm danh thiếp rồi bảo, "Thật xin lỗi, không thể tiếp tục nói chuyện." Nhưng đi được vài bước dường như ông nhớ ra gì đó, ông vội quay lại dặn dò. Tiểu cô nương, có thể chờ tôi một chút không? Tôi lát nữa có chút việc muốn nói với cô. Ông lão rời đi không bao lâu, thì có tiếng bước chân tiến dần về phía cô, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Trình tiểu thư, vừa rồi thật xin lỗi." Thấy Khả Hân, cũng xoay người lại nhìn, cô lại nói tiếp, "Tôi thay ông nội tới nói lời xin lỗi với cô, tôi là Âu Dương Hạnh Nguyệt, chuyện vừa rồi thật là xin lỗi." Thấy người vừa đến không có ác ý, Khả Hân cũng vui vẻ bắt tay cô, rồi nói, "Rất hân hạnh được biết cô." Bắt tay xong, Hạnh Nguyệt lại nói, "Trình tiểu thư, có thể lỗ mã hỏi một vấn đề không vừa rồi viên thuốc kia là thế nào thật là có công hiệu đó sao thật có thể cải tử hồi sinh khả hân đáp cái này tôi không dám cam đoan những người bạn kia của tôi nói ít nhất có thể giữ được mạng trong một năm được nghe chính miệng khả hân nói ra khiến cô cả kinh thầm nghĩ điều này cũng đủ điên rồ a nhìn như một viên thuốc thông thường thật là có công hiệu cường đại như vậy sao như nhìn ra được ánh mắt kỳ hoặc kia khả hân cười nói âu dương tiểu thư cô không cần giữ lời của tôi ở trong lòng coi như tôi nói bậy bạ cô cứ xem như một trò đùa đi hai người đang trò chuyện thì chợt có tiếng gọi hạnh nguyệt rồi diệp nghiễm bước ra chào hạnh nguyệt tôi chúc lão ra thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đáp lời hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh nhạt của hạnh nguyệt thấy thế khả hân vội nói âu dương tiểu thư các người nói chuyện trước đi rồi xoay lưng rời đi lúc này dịp nghỉm lại nói hạnh nguyệt ba mẹ tôi cũng tới không điếm xỉa hắn cô nói thật xin lỗi tôi còn có chút chuyện cần xử lý xin cứ tự nhiên nói xong cô vội rời đi bỏ lại diệp nghiễm một mình khiến hắn vô cùng bẻ mặt trong lúc hắn đứng đó nghiến răng nghiến lợi thì lúc này khả hân đã rời khỏi buổi tiệc nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt soi mói cùng nhiều lời bàn tán khiến cô vô cùng tủi thân và khó chịu lúc này ở trong ánh mắt mọi người khả hân chính là người đàn bà muốn với cao tới nhà âu dương nghỉ ngợi hồi lâu cô lấy điện thoại ra gọi cho men vừa nhấc máy lên đã nghe giọng cô nức nở anh có thể tới đón tôi không tôi muốn trở về nghe thế men hỏi chuyện gì xảy ra cô có phải đang khóc không cô ấp úng đáp không có chỉ là ở chỗ này cũng không có ý nghĩa muốn cùng anh trò chuyện một lúc hắn đáp cô chờ chút tôi lập tức tới ngay bên trong buổi tiệc lúc này âu dương gia chủ đang nói với trừ gia chữ huynh cảm ơn huynh có thể tới tham gia bữa tiệc của tôi chữ lão đáp nhắc tới tôi còn phải cảm ơn ông hôm nay tôi có thể thu hoạch không ít nghe thế âu dương gia chủ thắc mắc hỏi không biết chữ huynh vừa mới nói lời kia là có ý gì nhưng không đợi chữ lão đáp lời ông đã phát hiện ra chiếc hộp trên tay chữ lão lúc này chữ lão mới kịp đáp lời bởi vì tôi ở đây gặp được người tôi muốn tìm nói xong ông đưa vội hộp thuốc trên tay về hướng âu dương lão thấy thế âu dương lão bèn hỏi người ông tìm họ trình không trả lời câu hỏi của ông chữ lão nói xin lỗi tôi có chút chuyện phải đi trước vẽ mặt đầy nghi vấn âu dương lão lại hỏi chữ huynh nhanh như vậy đã vội vã đi sao chữ lão đáp à ra rồi tùy tiện hoạt động một chút thì sẽ mệt mỏi hơn nữa bên ngoài còn có người đang chờ thấy chữ lão không có ý nán lại âu dương lão cũng tiển chân ông đi được một lúc ông lại nói chữ huynh ngày khác tôi tự mình đến nhà ông nói xin lỗi hôm nay thật ngại quá. Nghe vậy chữ lão cười vui vẻ đáp, ông vẫn còn khỏe, cháu gái vừa đẹp lại hiểu chuyện, không giống tôi đứa cháu gái đó cả ngày chỉ biết đánh đắm, làm tôi lo lắng. Nghe chữ lão khen mình Hạnh Nguyệt cũng đáp lời, chữ ra ra, người khách khí rồi, Hạnh Nguyệt không tốt như người nói. Mãi trò chuyện lúc này đã ra đến nơi chữ lão mới phát hiện, Khả Hân đã mất tâm, ông cố gắng nhìn quanh nhưng không còn thấy cô bé, lúc này cô đang đứng một nơi nào đó trò chuyện cùng Âu Dương Hảo, hắn nói, nha đầu, hôm nay thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới là sẽ như vậy, Khả Hân buồn bã đáp, sư huynh người không cần nói nữa ta sẽ không trách huynh nghe thế hắn nói tiếp ta đưa muội vào đi nghỉ ngơi một chút cô đáp không cần sư huynh cứ đi làm việc của huynh đi tự ta đi là được rồi nghe thế vẽ mặt hắn có vẻ thất vọng hắn hỏi đi ngay bây giờ sao cô lại đáp ta hơi mệt một chút muốn đi về nghỉ vẫn không từ bỏ ý định hắn lại ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối hắn và nói cô đã có người đón nghe nói cô đã có người đón ánh mắt hắn có một tia khó chịu hỏi là ai diệp vô thiên sao ngay lúc này có giọng nói khác vang lên ngắt lời hắn tiểu cô nương hóa ra cô ở đây như là để cho ta tìm thấy theo sau ông vẫn là âu dương lão và hạnh nguyệt thấy một màn này âu dương lão cũng tự hỏi trình khả hân như thế nào lại quen biết với chữ lão hạnh nguyệt thì cũng nghĩ chữ lão tuyệt không phải là một người nhàm chán ông nếu biết trình khả hân thì nhất định ghi nhớ đám đông bên ngoài thấy thế cũng nhao nhao không biết người con gái này là ai có la lịch gì sao lại có quan hệ cùng chữ lão hơn nữa còn là đích thân chữ lão đi tìm vừa trông thấy ông Khả Hân cúi đầu chào lão bá, ông liền nói, đi, chúng ta đi vừa đi vừa nói chuyện. Thấy vậy Âu Dương lão như muốn xác định lại lần nữa ông liền hỏi, chữ huynh, cô ấy là. Chữ lão cười phải một nụ cười bí hiểm rồi nói, quý nhân của tôi, lời ông vừa nói ra khiến ông cháu nhà Âu Dương. Sắc mặt như đang đi tấu hài, còn Khả Hân thì cũng cả kinh không kém, cô thầm nghĩ mình lúc nào lại thành quý nhân của ông ấy rồi. Thấy mọi người có vẻ vẫn còn chưa hết thắc mắc ông lại nói, à xin lỗi, thời gian trước thân thể tôi không thoải mái. May mà có bạn cô ấy giúp đỡ chấm một lời này chữ lão nói ra khiến Âu Dương lão cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay lập tức ông nghĩ đến viên thuốc vừa rồi, không lẽ đó thật sự là cứu mạng đan. Nghĩ đến đây ánh mắt cũng tham lam mà nhìn trầm trầm vào chiếc hộp trên tay chữ lão rồi hỏi. Chữ huynh, không biết vị bằng hữu kia của ông tên gì. Chữ lão đáp, hắn họ diệp. Nghe thế khả hân cũng vui vẻ hẳn lên, hóa ra là vì vô thiên mà tới, về phía Âu Dương lão, lúc này vẫn đang trầm tư suy nghĩ xem người họ diệp mà chữ lão nhắc đến là ai. Nhưng vẫn không có đáp án, lúc này đứng cạnh đó là ba người của diệp gia lúc nghe chữ lão nhắc đến người họ diệp ngay lập tức diệp hằng tài liền nghĩ ngay đến diệp vô thiên âu dương lão cùng lúc này cũng hỏi chữ lão hắn hiện giờ ở đâu có thể giới thiệu cho tôi biết được không nghe thế chữ lão cười nhạt đáp ừm ngày khác đi tôi hiện giờ cũng không biết hắn đang ở đâu nghe xong âu dương lão như còn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này chữ lão đã quay sang khả hân mà nói tiểu cô nương chúng ta lên xe trò chuyện tiếp có được không đáp lời ông khả hân nói chữ ra ra ông đi trước đi đợi một chút sẽ có người đến đón cháu ngay một khắc này âu dương lão cũng nhìn về hướng này với ánh mắt vô cùng chấm hỏi trong lúc ấy thì hạnh nguyệt cũng đang tìm cách giữ chân khả hân ở lại cô nói trình tiểu thư không bằng chúng ta trở vào chờ bạn của cô mọi người đứng ở đây cũng không phải cách cô thấy thế nào nghe thế khả hân cười tươi mà đáp không cần đâu tôi ở đây đợi được rồi mọi người bận thì cứ đi gì không cần để ý đến tôi trong lúc khả hân đối đáp cùng hạnh nguyệt thì một người bên cạnh chữ lão nói vào tai ông chuyện gì đấy nghe xong ánh mắt ông có vẻ hốt hoảng rồi vội quay sang nói với khả hân tiểu cô nương tôi có chút việc phải rời đi trước ngày khác sẽ tìm lại các người cô cười tươi đáp lời không sao chữ ra ra cứ đi làm việc đi chợt cô lấy ra trong túi thứ gì đó rồi nói với âu dương hào sư huynh ta cũng đi đây vật này trả lại cho sư huynh thấy thế hắn vội nói nha đầu đây là quà ta cho muội rồi để nó về hướng cô nhưng cô đã kiên quyết từ chối rằng nó quá quý trọng ta không có cách nào tiếp nhận cầm món quà trên tay hắn nhìn theo bóng lưng cô dần xa hắn thì một mình lẩm bẩm chuyện không phải là kết cục này không phải ta muốn kết cục như này. Bên ngoài Âu Dương gia, lúc này Men đang trên đường đi đón Khả Hân thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, nhưng hắn vẫn một đường đi thẳng không nghe điện thoại, không lâu sau hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của Khả Hân phải hai người nhìn nhau ánh mắt ngập tràn chiều mến, bồng nước mắt cô lúc này tràn lại mi, dường như sự ủy khuất mà cô chịu đựng bấy lâu nay cũng sắp được chút hết khi nhìn thấy Men. Còn phía Men lúc này hắn đang bị bảo vệ ngăn bên ngoài khâu cho vào, ngay lập tức sự việc này gây chú ý cho đám đông xung quanh, trong số đó cũng có người của Diệp gia vừa trông thấy một màn này cả ba vẽ mặt đều khó tin mà nghĩ đúng thật là tên giả chúng kia chẳng lẽ hắn luôn là thâm tàng bất lộ thấy men bị ngăn không cho vào khả hân cũng vừa chạy vừa lau nước mắt lúc này cũng đã tiến gần tới men hắn lo lắng hỏi thế nào tại sao lại khóc cô lau nước mắt rồi đáp không sao chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi nghe thế hắn vội đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi quay sang âu dương hào mà quát âu dương hào anh đã làm gì với cô ấy âu dương hào vẫn im lặng không biết phải nói gì thì một tên bảo vệ đã lao đến chắn trước hắn trong cơn tức giận men chỉ thẳng tên bảo vệ giọng đe dọa mau cút đi nhưng khả hân đã kéo lấy tay hắn mà nói thôi chúng ta đi thôi nhưng lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ gì đó mà đứng chần chừ hồi lâu nhìn trong ánh mắt khả hân lúc này thì đầy vẽ mong đợi hắn mới thở dài một hơi rồi nói được rồi tôi sẽ nghe lời cô nhưng trước khi đi tôi muốn lấy lại một món đồ nói xong liền hướng sang đám bảo vệ lại quát mau cút hết đi nghe thế đám bảo vệ cũng điên máu đang định sẽ bay vào nện cho men một trận nhưng lúc này trên người hắn một thứ bột gì đó đã được hắn tung ra ngay lập tức đám bảo vệ chân tay giã rời từng tên một ngã dạp xuống đất không có sức kháng cự một màn này cũng khiến đám người xung quanh há hốc mồm mà cảm thán vệ sĩ nhà bọn họ lúc nào lại trở nên vô dụng như vậy không phải nói toàn bộ đều là bộ đội đặc trùng sao làm sao vừa đối mặt cũng chưa tới liền bị người đánh ngã một màn này cũng làm cho người của âu dương ra tất cả không rét mà run nhưng chưa dừng lại ở đó lúc này hắn lại nhìn vào đám người nhà âu dương mà quát tôi lười để ý vừa rồi xảy ra chuyện gì tôi chỉ biết là các người làm cho cô ấy khóc bị các người làm cho khóc loại hậu quả này rất nghiêm trọng tôi vô cùng không thích thấy hắn nổi điên khả hân vội kéo kéo áo hắn nhưng chưa kịp nói gì hắn đã nói tiếp hôm nay tôi đem chuyện nói ở nơi này rồi một tay ôm lấy khả hân tay còn lại hướng xuống đất mà nói cô ấy ở trên đời này chỉ có tôi mới có thể khiến cô ấy các người ai muốn khi dễ nàng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không lời vừa dứt lập tức có tiếng quát to ngang ngược rồi âu dương tương vũ bước ra chỉ thẳng mặt men mà quát cậu là ai cậu có biết cậu đang ở nhà ai không không quan tâm hắn men nói là ai không quan trọng bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại một thứ cô ấy vừa rồi đưa cho các người lễ vật tôi muốn cầm về đem đồ trả lại cho tôi tôi sẽ đi ngay lập tức nghe thấy hắn liền nghĩ ngay đến cái hộp khi này rồi hắn lại lớn tiếng nói cái hộp đó không ở đây chúng ta loại đồ vật này ông nội tôi sẽ không thu nhận nghe vậy men có chút bình tĩnh hơn rồi hắn hỏi ý các người là không nhận âu dương tương vũ đáp là khinh thường không xứng đáng để nhận lời hắn vừa nói ra khiến âu dương lão và hạnh nguyệt cũng lo lắng không thôi vì loại chuyện như này sao sao có thể nói ra không lẽ là muốn cho mọi người đều biết Âu Dương gia là chỉ nhận đồ vật quý trọng, lúc này men cũng cười ha ha nói thật là thú vị. Thật biết điều, nhưng không nhận cũng tốt, dù sao các người cũng không xứng có. Ngay lúc hắn định sẽ rời đi thì có giọng nói vang lên bên cạnh, anh chắc là Diệp gia, Diệp tiên sinh sao? Xin chào, tôi là Âu Dương Hạnh Nguyệt, nghe vậy hắn lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn lại đồ của tôi thôi, nghe xong cô thầm thán, tiểu tử này quả thực rất giỏi, nhưng ở trước nhiều người như vậy mình không thể tức giận, ngầm xong cô liền đáp, đồ không có ở chỗ chúng tôi, cái này chữ lão mang đi rồi. Hắn lại hỏi, là chữ bằng, chữ lão đầu. Ông ta cũng ở đây. Trong lúc mọi người lời qua tiếng lại, thì Âu Dương lão đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động, vì lão không mất mặt vì chuyện như này. Lúc này Hạnh Nguyệt đang suy nghĩ người mà chữ lão nói hẳn chính là anh men nhà ta chứ không ai, còn men thì lúc này vẽ mặt đang rất là tiếc của mà thầm thán. Lão đầu kia thật là biết nhìn hàng A. Về phía Hạnh Nguyệt vẫn muốn lần nữa xác minh lại tính năng của viên thuốc kia bèn hỏi, Diệp tiên sinh, cho hỏi dùng viên thuốc kia có tác dụng gì. Hắn mỉa mai đáp, chỉ là rác rưởi thôi. Miềm mai xong hắn quay sang Khả Hân bảo đi thôi, bỏ lại Hạnh Nguyệt một mình đứng nghiến răng như một bà điên, nhưng chưa đi được mấy bước Âu Dương Thương Vũ đã lao ra rồi hét to, đi dâu. Không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng cậu đã muốn đi, xem Âu Dương gia ta là cái gì. Nghe hắn quát men cũng ngoái đầu lại rồi hỏi, vậy anh muốn cái gì? Mặc cho gà tức giận men lại nói tiếp một câu, tầm nhìn thiền cận. Lúc này mấy tên vệ sĩ cũng đã tỉnh, thấy thiếu gia bị ức hiếp cả đám cũng định lao lên, lúc này men đã kéo tay Khả Hân muốn rời đi nhưng Âu Dương Thương Vũ lại quát, bắt hắn lại, còn Âu Dương Hào thì lại hết còn to hơn, để cho hắn đi. Thấy ông anh mình ra mặt hắn tức lắm, nhưng không dám làm gì mà chỉ nói, được lắm, ta ngược lại muốn xem anh giao phó thế nào với ông nội, Hạnh Nguyệt thì chạy theo phía sau nói. Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, ngày khác tôi tự tới cửa để xin lỗi, một đường đi thẳng men đáp, tôi không muốn cùng quý gia các người đồng thời xuất hiện, thật xin lỗi. Bị từ chối như vậy Hạnh Nguyệt rất bẻ mặt, thầm nói một câu tiểu tử này quá tồi tệ. Bổng Dương lúc này bên trong nhà có tiếng hét to, không tốt. Ông nội bị thương, tiếng truy hô vừa rứt ngay lập đám con cháu bên ngoài náo loạn cả lên, còn men thì thầm kêu khổ. Định mệnh, đi tới chỗ nào cũng có thể gặp phiền toái, thật không biết rốt cuộc đây là cái quái gì. Lúc này đám vệ sĩ cũng chạy tán loạn trong sân với hy vọng sẽ bảo vệ được gia chủ, cả hai đứng lặng hồi lâu rồi cũng rời đi, lúc này cả cảnh sát cùng bác sĩ cùng đã tới rất đông. Tin tức ở Âu Dương gia có vụ án nổ súng, hơn nữa người bị thương còn là Âu Dương gia chủ, đừng nói là đông thành cục trưởng mà ngay cả người đứng đầu đông thành lúc này cũng đứng ngồi không yên lúc này men đang ngồi nghĩ chân cạnh hồ nước hắn thầm thán một câu tôi thấy chuyện này giống như một trò đùa tiếu mị thấy vậy lại hỏi anh muốn nhìn người khác chê cười tôi phát hiện nơi nào có chuyện xảy ra thì nơi đó có bóng dáng của anh hắn cười gượng rồi đáp cô cho là tôi muốn sao tôi cũng không muốn như vậy nghe xong tiếu mị lại quát bớt nói nhảm mau lấy khẩu cung men hỏi có phải sau khi lấy khẩu cung xong tôi liền có thể rời đi không trả lời anh tiếu mị lại hỏi chuyện này không phải anh làm chứ nghe thế hắn cả kinh liền đáp cô đừng nói lung tung ăn bậy cũng có thể ói ra nước bọt một khi phun ra rồi khó mà liếm lại hết được nghe vậy tiếu mị lại cười chăm chọc nói nhìn anh có vẻ khẩn trương nói tôi biết anh tới nơi này làm gì hắn chỉ tay về khả hân rồi đáp tới đón nữ hoàng bệ hạ của tôi khả hân lúc này đỏ mặt rồi quát xấu xa lúc này phía bên trong âu dương ra cảnh sát cũng đang lấy khẩu cung từng người một ngoài này tiếu mị cũng đang ghi lời khai cho men chốc chốc cô lại nói anh lâu rồi không đến thăm mẹ của tôi men đáp yên tâm đi mọi thứ đều ở trong tay tôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe vậy cô lại không vui nói, không được, anh mau dành chút thời gian đi xem một chút, tôi không an tâm lắm. Men đáp, được vậy hai ngày nữa tôi sẽ đi một chuyến, rồi lại quay sang hỏi, vậy tôi lúc nào có thể đi? Tiếu mị nói chờ một chút. Trong lúc chờ đợi hắn liền đi một vòng quanh hồ nước, đi được một lúc thì gặp Hạnh Nguyệt từ bên trong đi ra, men vội bước tới gần rồi hỏi, cô định khi nào mới để cho tôi đi? Đáp lời hắn lẽ vẽ mặt khó chịu, anh muốn đi không ai cản anh cả, nghe xong hắn cười tươi rồi nói, tốt, tôi chính là chờ những lời này. Hạnh Nguyệt dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, ngơ ngẩn thật lâu mà nhìn theo hướng hắn rời đi, lúc này mãi đứng một bên quan sát. Ba người của Diệp gia cũng toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ, loại dã trũng trong miệng bọn họ thật sự đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn so với trước kia, nhưng càng như vậy càng không thể để hắn quay về Diệp gia, mãi suy nghĩ đâm chiêu, chờ Diệp nhìn quay sang hỏi cha hắn, "Ba, người nghĩ sát thủ là ai phải tới?" Ông đáp, "Đừng nói bậy bạ, biết điều một chút không nên rước họa vào thân." Lúc này vợ ông cũng nói khác theo tôi thấy nhất định là mấy thế gia khác có hiểm nghi lớn nhất nghe vậy ông vừa quay sang cảnh báo bà có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không lúc này diệp nghỉm lại hỏi ba người nói xem tạp chúng kia thật có biết y thuật sao bởi hắn vẫn cho rằng men chính là diệp vô thiên là oát con vô dụng nhưng giờ men đã quá thay đổi khiến hắn luôn không có cách nào chấp nhận hắn không chấp nhận được cũng là lẽ thường bởi chính cha hắn cũng đang phải nghi ngờ nhân sinh chuyển cảnh đến tiểu khu thiên tâm lúc này chiếc xe đạp chở theo hai người cũng sắp về đến nhà suốt chặng đường về khả hân chỉ ôm chặt men mà ngẩn ngơ không nói gì thấy cô không giống như bao ngày men hỏi đang nghĩ gì vậy trong lòng còn không vui sao khả hân nhẹ nhàng đáp hôm nay cảm ơn anh men lại hỏi cảm ơn vì cái gì sau này để cho tôi bắt nạt lại là duc nghe thế cô liền bảo không được anh là tôi bao nuôi chỉ có tôi được bắt nạt anh anh là muốn làm phản cắt ngang bầu không khí lãng mạn này là một chiếc xe hơi màu tím đang đến với vận tốc cao đến gần hai người chiếc xe liền phanh gấp chặn ở phía trước từ trong xe hạnh nguyệt bước ra chào diệp tiên sinh tôi vì chuyện vừa rồi tới xin lỗi anh là chúng ta có mắt không biết thái sơn hy vọng diệp tiên sinh có thể tha thứ chúng ta vô lý giúp ông nội tôi một tay men dừng xe lại rồi nói với năng lực của nhà các người muốn bác sĩ nào cũng có thể thật xin lỗi chuyện này tôi không giúp được gì bị từ chối thẳng nhưng cô vẫn nói tiếp chỉ cần diệp tiên sinh có thể giúp ông nội tôi âu dương gia nhất định sẽ rất cảm kích anh nghe thế hắn thở một hơi dài lại nói biết không tôi dối với âu dương gia các người cũng không hề quan tâm là chính các người bỏ lỡ cơ hội sinh tử do mệnh chuyện ông nội cô tôi không thể làm gì hạnh nguyệt nghe thế vẫn không bỏ ý định mà hỏi tiếp ý anh là viên thuốc có thể cứu ông nội tôi không biết diệp tiên sinh có thể hay không bán cho tôi một viên đáp lời cô là một giọng lạnh lùng vấn đề không phải là tiền tôi có hơi càn rỡ thể nhìn ai không vừa mắt thì sẽ không cứu nói xong hắn liền rời đi nhưng không quên nói siju ở ghen nhìn theo bóng lưng men cô thầm nghĩ nhìn hắn có vẻ là thật ghét âu dương ra mãi đắm mình trong suy nghĩ chợt có tiếng chuông điện thoại cô vội nhấc máy lên rồi nói giải phẫu hoàn thành. Được, được tôi tới đó ngay. Lúc bấy giờ bên trong bệnh viện bác sĩ đang nói về tình trạng của Âu Dương lão, tuy đầu đạn được lấy ra, nhưng đạn vừa vặn trúng dây thần kinh động mạch, hơn nữa đã phá hệ thống thần kinh, tình huống xấu nhất là người bệnh không thể tỉnh lại, biến thành người thực vật, mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý. Nghe thế Âu Dương chính kích rộng mà cầm chặt lấy tay vị bác sĩ kia rồi nói, mong bác sĩ giá nào cũng phái cứu cha tôi tỉnh lại. Vị bác sĩ bị nắm chặt tay thì run rẩy đáp, các vị, tôi hiểu tâm tình mọi người lúc này, nhưng tôi cũng đã cố hết sức không từ bỏ cơ hội Âu Dương Chính tiếp tục liên lạc những chuyên gia khác, mong rằng có thể tìm ra một đoàn chuyên gia, như vậy khả năng sẽ lớn hơn một chút. Hạnh Nguyệt nói, ba, con đề nghị tìm trừ ra ra, để ông ấy nhường viên thuốc kia cho chúng ta, nghe thế ông nhíu mải lại một cái rồi hỏi, con tin viên thuốc kia là thật. Cô đáp, ít nhất nó cũng là một cơ hội, Âu Dương Cống Căn cũng nói chen vào, Hạnh Nguyệt nói không sai, ít nhất là có cơ hội, hơn nữa em cho là chữ lão ra sẽ không nói sai. Lúc này Âu Dương Chính mới suy nghĩ lại thì thấy quả thật rất có lý, nhưng để tìm được chữ lão ra cũng không thật dễ âu dương cống căn thì chợt nghĩ ra là diệp vô thiên chúng ta có thể đi tìm diệp vô thiên nhưng hạnh nguyệt lại bảo không được con đã đi tìm rồi hắn không chấp nhận ông lại hỏi tại sao chúng ta có thể đưa ra thật nhiều tiền cô đáp hắn là căm ghét âu dương ra lúc này âu dương chính mới thở dài khi nhận ra hậu quả quả nhiên đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội thần ia à. âu dương hào thì vẫn đứng lặng im một chỗ không hề nói hay làm gì lúc này hắn mới nghĩ đến thật chẳng nhẹ tiểu tam kia là thiên tàng bất lộ sao chuyển cảnh đến một làng trài lúc này biển xanh nắng vàng không khí thật trong lành khả hân lúc này cũng hòa mình vào thiên nhiên bất chợt cô hỏi thời gian trước anh chính là ở làng trài này sao men đáp ừ tôi chính là ở nơi này được người ta cứu sống nói xong hắn chợt nghĩ nếu không phải lưu phúc giết chết thằng chủ này ta nói không chừng sớm đã thành cô hồn dã quỷ ý nghĩa nào đó còn phải đi cảm tạ hắn nghe xong khả hân cười tươi nói nhanh lên một chút nói cho tôi biết anh ở chỗ này phát sinh chuyện gì hắn nháy mắt tinh nghịch đáp nơi này nơi này có thể nói có người đẹp à mà không phải là đàn bà trung niên như mây tôi có thể tự do trêu gẹo các cô ấy khả hân cười khúc khích nói tên bại hoại như anh có khả năng sẽ trêu đùa đàn bà trung niên sao cắt ngang bầu không khí vui vẻ lúc này là tiếng gọi của hồ tử sư phụ sư phụ tiếng kêu vừa rất tức thì một thân hình cao to vạm vỡ với chiếc đầu nhặn nhụi liền xuất hiện rồi hắn phi người tới như một đứa trẻ mà gào thét sư phụ con nhớ lão nhân ra ngày muốn chết nhưng chớ chiều thay tiếp đón tấm chân tình này của hắn là bàn chân của men hắn hét to đều là đàn ông đừng có tái máy tay chân Ăn một đá vào mặt nhưng miệng hắn vẫn còn gọi, "Sư phụ, sư phụ." Lúc này Lý Gia Gia cũng ung dung bước tới, vừa tới ông liền hỏi, "Dịp tiểu ca thật là cậu về rồi." Nhìn thấy ông men cũng hỏi, "Lý lão đầu, đã lâu không gặp." Miệng thì chào nhưng chân thì vẫn đạp hổ tử, rồi hắn nói tiếp, "Tôi tới là giới thiệu với ông một chút, cô ấy là Trình Khả Hân." Nói đến đây hắn chợt ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "là phiếu công của tôi." Lời vừa dứt Khả Hân lập tức véo mặt hắn mà hỏi, "Ngày hôm qua còn là nữ hoàng sao hôm nay lại là phiếu công được?" Hắn ư ừ, ừ nhẹ nhẹ một chút, thấy một màn này ông lão cũng phán đoán hai người này nhìn dáng vẻ quan hệ không thật tồi dịp tiểu ca nha đầu uyển nhi kia không cùng trở về sao men đáp cô ấy khoảng thời gian này học hành bề bộn nhiều việc không có thời gian trở về tôi làm theo lệnh của cô ấy đến giúp ông giải quyết vấn đề đi biển giúp ông bớt cực khổ nghe thế ông cười hiền hòa nói nha đầu kia thiệt là tôi bây giờ rất thỏa mãn nó còn làm phiền cậu nói xong ông thầm nghỉ nhìn có vẻ dịp tiểu ca vẫn là rất để ý uyển nhi nha đầu men lại nói lý lão đầu ông đừng khách khí ông bây giờ có tuổi ra biển đúng không thích hợp? nghe vậy ông lão bèn hỏi có phải cậu có chưa gì mới không? men liền đáp tôi lần này tới là muốn cho ông trở thành người giàu nhất tiểu ngư thôn này. chuyển cảnh đến ngày hôm sau tại căn nhà của ông lão từng tiếng động ầm ầm, inh inh làm chim chóc bay tán loạn. phía bên dưới có một chiếc xe cuốc đang móc đất thành một chiếc hố to. lúc này hắn đứng chỉ huy nhóm người đến đây bơm nước vào trong cái hố này trước ngay lập tức chiếc máy bơm được khởi động. không lâu sau đó cái hố to đã được lấp đầy nước. quan sát đã lâu thấy một cảnh này ông lão cũng thầm thán như vậy một ngày tiền không kiếm được tốn ra hơn bốn vạn phải bắt bao nhiêu cá mới có thể kiếm lại hồ tử lúc này thì gãy gãy cái đầu chọc rồi nói sư phụ con tìm người ngày còn không hài lòng sao men cười nói có cố gắng nếu cậu kêu tôi một tiếng sư phụ tôi cũng không thể bạc đãi cậu xác định một mục tiêu nhỏ năm nay trước hết để cho cậu kiếm một triệu nghe nói đến số tiền lớn như vậy hồ tử vui mừng không thôi cười ha ha thế rồi cả hai thầy trò cùng cười phá lên lúc này khả hân lấy ra chiếc điện thoại rồi chụp liên lịa chụp xong cô lại nói người này lúc làm việc chăm chỉ trông lại rất đẹp trai chụp thêm vài tấm nữa mới được. Không lâu sau sắc trời cũng đã về chiều, đứng trước hồ nước men thầm thán. Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Hồ tử thì hỏi sư phụ chúng ta đây là đang làm gì? Men đáp, đây là nuôi tôm hùm. Nghe là nuôi tôm hùm, hỗ tử khó tin rồi hỏi, sư phụ loại đó vô cùng khó nuôi, thôn chúng ta trước kia có người đã nuôi, nhưng hầu hết đều thất bại. Vẻ mặt khinh bỉ men nói, người khác không thể thành công, thì ta sẽ nhất định thất bại sao? Nghe vậy hổ tử cũng cười ha ha nói, đó là sư phụ tôi, sư phụ tôi là ai? Chính là không gì không thể, lúc này lý gia gia cũng hỏi dịp tiểu ca cậu chắc chắn là được sao thật ra thì cuộc sống bây giờ tôi rất hài lòng không cần lo lắng học phí của uyển nhi còn có tiền dư gửi ngân hàng nghe lão lý tâm sự hắn lại nói tôi nói để cho ông làm người giàu nhất kiểu ngư thôn ông nhất định có thể thành nhà giàu nhất hết thầy giao cho tôi nói xong hắn rút trong túi một gói thuốc bột sắc xuống ao ngay lập tức nước dưới ao kết tủa thành những đám sương mù màu sầm đục khả hân thấy vậy cũng reo lên trên mặt nước có sương mù kìa chẳng nhẽ là nước đá khô rồi cô lại nói không đúng nước đá khô sương mù không phải màu đỏ hơn nữa cũng không làm cho nước trở nên trong như vậy hỗ tử thì phấn khích nói sư phụ lại bắt đầu biểu diễn tiên thuật nghe thế men khó chịu nói cái gì là tiên thuật cái này gọi là dược thuật nói xong lại hắn quay sang căn dặn hổ tử lát nữa cậu đi mua chút tôm hùm giống thả vào trong ao nhớ không cần cho ăn cách ba ngày giải một lần thuốc 15 ngày sau sẽ mập nghe là vậy hỗ tử lắp bắp hỏi như vậy cái này nuôi được tôm hùm sẽ không có tác dụng phụ gì chứ đáp lời hắn men nói tác dụng phụ đùa gì thế đây chính là rút ra từ tay dược thánh ăn không những không có tác dụng phụ sẽ còn điều giải cơ năng thân thể đại bổ nhanh đi mua giống nhớ 15 ngày kế tiếp cậu dọn ao ở bên trông non tông hùm đây là mấy triệu điều phụ thuộc vào cậu lời men vừa nói ra tức thì hổ tử một thân hạo nhiên chính khí mà nói yên tâm đi sư phụ đừng nói là ngủ lúc ăn uống con cũng sẽ coi chừng men nói ư ừ cậu có thể ăn uống nếu còn muốn qua loa thì đi nơi khác nói xong hắn đưa cho lý ra ra một tờ giấy rồi bảo đây là cách điều chế ông cũng biết đồ chơi này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ để cho không ít người đến gây rối Ông lão cười tươi rồi nói yên tâm đi, phương thuốc lần trước cũng vậy, đợi tối nay tôi nhớ nội dung bên trong sẽ đem nó theo hủy. Khả Hân đứng một bên quan sát rồi tự hỏi, người này làm sao cái gì cũng biết, càng ngày càng thấy không hiểu hắn, nhưng dáng vẻ hắn giả thần giả quỷ cũng rất đẹp trai chụp thêm vài tấm. Chụp hình xong cô lại liếc qua màn hình điện thoại, rồi thầm than thở, lại tới rồi, lúc này vừa tới tiểu thư thôn hai ngày, đã nhận được hơn 20 tin nhắn, thấy thế cô vội mở ra xem nội dung bên trong, thì thấy, chào cô Trình Khả Hân, tôi là Âu Dương Hạnh Nguyệt, xin hỏi Diệp Vô Thiên đang ở cùng chỗ với cô sao? mọi người bây giờ ở đâu chúng tôi có việc gấp tìm hắn nếu thấy phiền xin thông báo một tiếng đọc xong tin nhắn hắn lại ồ lên rồi hỏi âu dương hạnh nguyệt lại lấy được số điện thoại của cô sao khả hân đáp không chỉ âu dương hạnh nguyệt còn có âu dương hào cùng với người của âu dương gia thậm chí ngay cả diệp ra cũng có người tìm anh tôi còn nghe tiểu mạn nói tiểu khu thiên tâm đều sắp bị phá nát tất cả đều là tìm anh đáp lời cô là một tiếng thở dài không phải là muốn tìm tôi cứu âu dương lão đầu sao lười để ý bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp vì bảo vệ tôm hùm an toàn Diệp Vô Thiên đã mua dụng cụ giám sát tiến hành lắp đặt, thậm chí còn lắp cả còi báo động, ước chừng hai ngày đã bỏ ra sắp xỉ 100 ngàn, dĩ nhiên tất cả tiền đều là của Trình Khả Hân, hắn lại một vẻ mặt tiểu bạch kiểm mà nói với Khả Hân. Quốc khố thiếu thốn, mong nữ hoàng đại nhân tài trợ, Khả Hân thì cười tươi như hoa rồi lấy trong người một chiếc thẻ đưa cho hắn. Lúc này men ở Tiểu Ngư thôn rất bận rộn, đồng thời bên ngoài Âu Dương gia đã sớm hỗn loạn, bọn họ vất vả tìm được trừ lão, nhưng không có được viên thuốc mà Trình Khả Hân tặng ngày mừng thọ, cần dùng viên thuốc kia để cứu mạng Âu Dương đạo đầu các người đáng lẽ phải nói sớm một chút, ta đã đưa cho một người bạn rồi. Đối mặt với cơ hội ngàn năm có một như vậy, vì muốn ôm đùi Âu Dương ra, dịp ra cũng không nhẫn nại được. Và nếu như viên thuốc kia thật sự có thể cứu Âu Dương An Nam một mạng, hơn nữa còn là do chúng ta đưa đến cho Âu Dương ra, tuyệt đối Âu Dương ra sẽ phải nợ một ân huệ. Đây chính là thời cơ tốt đủ cho Diệp ra tiến thêm một bước, nhị đệ, Diệp vô thiên dù sao cũng con trai đệ, ngươi đi xin hắn một viên thuốc đi. Nghe ra ý tứ, Diệp hàng đông bèn đáp, ban đầu các người coi thường người ta, bây giờ lại để tôi phải đi cầu nó. Không đi, muốn đi thì tự các người đi đi. Lúc này lão gia chủ cũng nói, chỉ cần con có thể lấy được viên thuốc, ta có thể cân nhắc để cho hắn trở lại dịp ra. Chuyển cảnh đến tiểu ngư thôn, lúc này trời có vẻ sắp mưa, men chợt hỏi, cô không về phòng của mình sao? Khả hân đáp, trở về, trở về cũng không có chuyện gì làm, ngược lại nơi này của anh, điện thoại cũng đã lâu, thật là không mở máy xem một chút sao. Hắn bình thản đáp, không xem, vất vả mới được mấy ngày cuộc sống yên tĩnh, mở lên không phải là tìm đau khổ sao còn cô định lúc nào thì về phòng. Tôi hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, gần đây làm việc hơi quá sức, Khả Hân ngại ngùng nói. Cái, cái này. Nhưng chưa kịp nói gì thì ngoài trời từng tiếng sét giáng xuống như xé toạc không gian nơi đây. Tiếng sét vừa đi qua khiến men cũng hốt cả hền, còn Khả Hân thì ôm đầu bịt tai mà run rẩy toàn thân, thấy thế hắn bèn hỏi, cô sao thế? Lúc này Khả Hân đã nước mắt đầy mặt mà nói sấm. Sấm đánh. Hắn nhíu mày một cái rồi nói, người lớn như vậy rồi lại còn sợ sấm sét, có thể sợ cái khác không? khả hân chỉ hỏi mà không đáp lời hắn anh có thể giúp tôi không hắn đáp giúp cô ngược lại là không thành vấn đề nhưng bây giờ hình như không thích hợp nửa đêm canh ba cô nam quả nữ ở chung một chỗ sẽ rất nguy hiểm lời hắn vừa dứt tức thì hàng loạt tiếng sấm lại vang lên như muốn xe tan căn phòng lúc này khả hân kêu lên thất thanh rồi nhào tới mà ôm lấy hắn ôm cô vào lòng lúc này thật có vô vàng cảm xúc khó có thể tả không lâu sau đó máu mùi hắn lại chảy rồi hắn quay sang nói với khả hân nhìn có vẻ không thể mưa nhanh như vậy nếu tiếp tục như thế này không phải là cách nghe thấy khả hân giọng run run nói anh anh đừng đuổi tôi đi chợt hắn cười ha ha rồi nói Nếu hoàng bệ hạ thật ra thì còn có một cách khả hân liền hỏi là cách gì hắn nháy mắt tinh quái rồi đáp cùng tôi ngủ lời này của hắn vừa nói ra lập tức được khả hân tán thưởng bằng những nắm đấm rất là nồng nhiệt đấm đến nổi mắt hắn cũng biến thành gấu phanda lát sau hắn lại nói chỉ là đơn thuần ngủ chung nằm đắp chung một cái chăn cái gì cũng không làm cô nếu quả thực không tính nhiệm tôi thì nghĩ ra cao chiều đi nói xong hắn liền chui vào trong chăn rồi nói tiếp nếu không tôi ngủ trước cô cứ ở đó đi. Lúc này Khả Hân rất bực tức vì bị hắn tính kế, nhưng sau đó cô vẫn nhẹ nhàng chui vào trong chân. chốc chốc hắn ta hắn ta lại liếc sang mà nhìn cô. Khả Hân thì vẫn nằm im đó nhưng trong lòng lại có rất nhiều cảm xúc khó tả, không lâu sau đó khi đã chìm vào giấc ngủ, cả hai đã ôm lấy nhau trong vô thức, trong mơ màng hắn thầm nghĩ, tiếp theo có lựa chọn đặt ở trước mặt, là muốn làm cầm thú, hay là không bằng cầm thú, thật là khó mà lựa chọn. Trật Khả Hân tỉnh giấc cô quát, anh có thể quân tử một chút không? Nghe thế hắn liền đáp Lúc này cô cùng một người đàn ông bình thường ngủ chung mà nói phải quân tử. Hiểu rồi, thật ra thì tôi cũng không muốn thử cơ người gặp nguy, nhưng là có những thứ không phải tôi có thể khống chế, nếu không thì như thế này. Cô giúp tôi một tay đi, rồi sau đó, từng tiếng động lạ vang lên trong phòng, rồi lại sau đó nữa, AD cũng không nhìn thấy nên không biết nữa. Sáng hôm sau phải hai người cùng lúc bước ra khỏi phòng, Lý Gia Gia cũng chào buổi sáng. Diệp Tiểu Ca, mắt cậu là bị làm sao vậy? Hắn đáp, "Không, không có gì, vô tình đụng phải nói xong hắn gải giải đầu lia liệng, nhưng câu trả lời của hắn làm sao qua mắt được ông lão rồi hắn quánh trống lãng mà nói lý ra ra mau đi xem tình hình ao tôm một chút vừa đi ông lão lại vừa cười rồi nói thật là kỳ quái làm sao nhìn cứ giống như là bị người đánh nghe thế khả hân lại cười chế diều hắn lão đầu là không phải cố ý nói cho anh nghe đó chứ thật xin lỗi nghe xong lời cô hắn e hèn đáp đừng nói cái gì xin lỗi tôi cũng không có trách cô lần sau chui vào chân tôi nữa thì báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị một chút ít nhất thì cũng chuẩn bị chút thuốc giảm đau đáp lời hắn là một biểu tượng hình trái tim từ khả hân lúc này hắn thầm nghĩ thật đúng là muốn để cho mình chuẩn bị thuốc giảm đau thật sao lúc này phía trước nhà có một chiếc xe màu đỏ đang chạy đến từ trong xe bước ra vương phàm tư đã kêu lên ui cha đồ khốn nạn đã xảy ra chuyện gì mắt anh bị làm sao thế nghe thế hắn bèn tỏ ra bí hiểm rồi nói vương đại ký giả tôi vẫn cho là cô kiến thức rộng lớn không nghĩ tới cũng chỉ có như vậy đây là trên trang điểm thịnh hành nhất năm nay cô chẳng lẽ không biết đáp lời hắn là tiếng cười ha ha của phạm tư thật vậy sao tôi chưa từng thấy trang điểm kiểu mắt gấu trúc này hôm nay tôi đúng là học được rất nhiều nhưng anh có biết không tôi vì tìm anh người bên ngoài cũng sắp điên nghe thế hắn hỏi là cô đem vị trí của tôi trong thôn nói cho bọn họ thái độ hờ hững phạm tư đáp cái đó ngược lại là không có nhưng âu dương ra với dịp ra có mạng lưới tin tức sớm muộn sẽ điều tra được men lại hỏi diệp ra bọn họ muốn tìm tôi làm gì phạm tư đáp đương nhiên là để bợ đít âu dương ra Diệp gia lợi hại hơn nữa cũng là cường hào áp bá ở Đông Thành, Âu Dương gia. Phạm vi bao trùm có thể là cả Hoa Hạ, muốn cao hơn một tầng thì phải cùng tứ đại gia tộc có quan hệ. Đáp lời cô là nụ cười nhạt của hắn. Bọn họ thật là biết mơ tưởng chỉ thích theo ý mình. Lời này của hắn vừa dứt tức thì có người của Diệp gia cũng từ trong xe bước xuống, thấy một màn này, Khả Hân cũng thầm ai thán. Có vẻ như những ngày sống yên ổn cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này bước xuống xe có hai cha con của Diệp Hằng Tài, cùng với Diệp Hằng Đông, nhìn thấy ông Khả Hân cũng bước tới chào Diệp Thúc, cười gượng ông đáp, Khả Hân không nghĩ tới các người ở chỗ này thật nói xong ông cũng hướng mắt sang nhìn men hai cha con nhìn nhau hồi lâu chợt ông cất tiếng gọi vô thiên ngay lập tức một loạt câu hỏi được men nói ra ông là gọi tôi ông xứng sao ông là ai xứng đáng gọi tên tôi sao thấy thể diệp Hằng tài cũng cả giận mà quát to cậu sao có thể nói chuyện với cha mình như vậy tên cậu cũng là hắn đặt làm sao không xứng nghe lão quát men lại hỏi còn ông là ai tôi cùng ông ấy nói chuyện liên quan gì đến ông nghe đến đây lão đã rất điên máu nhưng do dự hồi lâu lão lại quát diệp vô thiên cậu đừng quá kiêu ngạo cậu đối xử như vậy đối với người nhà của mình sao đáp lời ông là tiếng cười lạnh nhạt rồi hắn hỏi người nhà sao ai ai là người nhà tôi các người sao ông mà cũng xứng làm người nhà tôi sao các người lại là cái thá gì thấy vậy diệp nghiểm cũng xen vào mắng ké diệp vô thiên mày đây chính là bất hiếu lời hắn vừa ra ngay lập tức bị men túm lấy áo hắn rồi gằn giọng mà nói tiểu vương bát đản anh nói tôi một câu nữa có tin không tôi sẽ để cho anh nửa đời sau ngồi xe lăn thấy men quá dữ tượng làm hắn cũng cả kinh mà không dám mắng nữa thấy cả ba im lặng men lại nói tiếp tôi là tò mò các người không phải một mực sợ tôi trở lại diệp ra tranh tài sản sao hôm nay tôi không chọc các người không đi dựa vào các người còn sống sao các người là không quen im lặng đã lâu lúc này diệp hàng đông lại cất tiếng vô thiên con có thể nghe ta giải thích một chút không đáp lời ông là vẽ mặt lạnh lùng của hắn với hai từ không cần nói xong hắn xoay người đi vào trong nhưng vẫn không quên nhắn lại một câu ba vị không có chuyện gì các người có thể biến đi. Một màn này của men cũng khiến Phạm Tư cùng Khả Hân cùng z run mà thầm nghĩ người này quá ác độc, một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này Diệp Hằng Tài cũng tự nhủ với lòng rằng không được tức giận, không thể tức giận, không thể cùng tên tạp chủng chấp nhặt. Nghĩ xong ông liền bước lên bá vai men mà nói. Vô thiên, đại bá biết, Diệp Gia thật xin lỗi cậu, nhưng chúng ta cũng không có cách loại bỏ Gia Quy. Nhưng hiện nay cậu có một cái cơ hội, một cơ hội có thể trở lại Diệp Gia nghe xong từng lời này men lại nói nếu như vậy muốn cho tôi trở về cũng không phải là không thể gia sản dịp ra cho tôi một nữa nếu không thì mẩy dù trẻ tại sao không nói chuyện đã như vậy thì biến đi giữa chúng ta không có gì để nói thấy không khí có vẻ quá căng thẳng khả hân vội đến đặt tay lên vai diệp hàng đông mà nói diệp thúc cháu thấy mọi người hay là trở về trước đi đáp trời khả hân là vẻ mặt buồn bã của ông ông nói khả hân diệp thúc có phải đã làm sai hay không khả hân tươi cười đáp lời ông chuyện này cháu không nên nhận xét cháu sẽ tìm cơ hội khuyên hắn một chút Ông lại thở dài nhìn hai cha con Diệp Hằng Tài rồi nói, "Ừ, chúng ta đi thôi." Thấy Diệp Hằng Đông muốn bỏ về, Diệp Hằng Tài lại chỉ mặt ông mà quát to, "Nhị đệ, cậu làm cha quá thất bại, ngay cả con trai mình cũng không dám lên mặt cho cậu nhìn." Diệp Nghiễm thấy thế cũng thêm chút dầu và lửa nói, "Chú hai phải nhanh lên một chút nghĩ cách đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta." Mặc cho hai người kia có nói gì, Diệp Thằng Đông cũng không quan tâm, ông thầm trách mình đúng là một người cha thất bại, có thể tạo thành hết thảy những thứ này nguyên nhân đều do ông, ban đầu trong phương hàng kế ngăn cản ta đón con trai trở về chỉ có thể là các người ngẩn ngơ hồi lâu, ông xoay người rồi nói tôi đi trước, thấy vậy Diệp Nhỉm bèn hỏi, "Cha, chú hai cũng đã đi chúng ta còn ở lại hay sao?" Đáp lời hắn là tiếng hừ lạnh của ông, "Con của hắn hắn cũng không lo, chúng ta ở lại làm gì, đi thôi." Cuối cùng cả ba người của Diệp ra cũng đã rời đi, đi được một lúc Diệp Hằng Tài lại hỏi, "Con với Châu Dương Hạnh Nguyệt tiến triển thế nào?" Diệp Nhỉm đáp, "Hạnh Nguyệt là một phụ nữ thông minh, cô ấy nhìn rất dễ gần, lời nói cử chỉ lại rất có chừng mực, luôn chú ý không để cho ai tiếp cận nội tâm của nàng." Nghe thế Diệp Hằng Tài lại suy nghĩ, dù sao Diệp Vô Thiên bên này chúng ta cũng không thể động con đem tung tích dịp vô thiên nói cho cô ta để lấy cảm tình dùng để tiếp cận cô ấy cũng không tệ lúc này tại âu dương sơn trang hạnh nguyệt đang hỏi tiểu ngã bên trí tuệ kia tiến triển như thế nào tiểu ngã đáp tiểu thư tiến triển không nhanh như dự tính nhưng tiến triển cũng không ít phỏng đoán qua mấy ngày nữa là có thể suy tính được nghe thế hạnh nguyệt lại thở dài một hơi rồi nói nhà xảy ra chuyện lớn như vậy bên ngoài sợ rằng không ít người nhận được tin tức trong số đó người không muốn để cho ông nội tỉnh lại cũng có rất nhiều phải đuổi bọn họ đi trước mới được đang lúc nói chuyện này thì diệp nghỉ gọi đến cho hạnh nguyệt cô im lặng nghe máy hồi lâu rồi vui mừng reo lên tìm được diệp vô thiên rồi diệp nghỉ lúc này cũng đã chờ sẵn bên ngoài hạnh nguyệt vừa ra khỏi nhà cũng đã trông thấy hắn cô vội hỏi diệp công tử đợi đã lâu hắn cười đáp không lâu không lâu nói xong hắn đưa tay kéo cửa xe rồi nói tiếp để tôi dẫn đường cho mọi người nhưng hạnh nguyệt đã khép lại cửa xe rồi nói không cần khách khí làm phiền diệp công tử đi trước dẫn đường lúc này hắn nghĩ lời đồn đại âu dương hạnh nguyệt không có cho bất kỳ ai ngồi xe bao gồm cả cha cô ấy quả nhiên là thật không lâu sau đó cả hai chiếc xe cùng nhắm hướng tiểu ngư thôn mà tiến lúc này tiểu ngã cũng hỏi hạnh nguyệt tiểu thư cô cho là diệp vô thiên sẽ đồng ý sao theo trí tuệ truyền tài liệu tới diệp vô thiên là một phá gia tri tử tính khí không tốt lắm không nể mặt ai tôi lo rằng nghe thế hạnh nguyệt cũng nói bản lĩnh của anh ta tôi đã lĩnh giáo qua nhưng cái này là cơ hội tốt nhất của chúng ta tiểu ngã lại nói tôi chẳng qua là không hiểu diệp vô thiên tại sao lại thay đổi lớn như vậy trước khi bị bắt cóc sát hại hắn chỉ là một tên vô học phế vật có thể từ lần đó sau này hắn cả người liền trở nên giống như không phải cùng một người. Nghe thế Hạnh Nguyệt bèn hỏi, cô ý là hoài nghi hắn không phải cùng một người. Tiểu Ngã đáp, tôi có hoài nghi tới như vậy, cũng âm thầm điều tra, sự thật chứng minh bọn họ là cùng một người. Hạnh Nguyệt lại nói, nhưng tôi chỉ quan tâm là anh ta có thể giúp được ông nội tôi, bên ngoài ngược lại là đồn đãi anh ta rất tà ma, chắc có mấy phần thực chân tài học. Không lâu sau đó, cả ba người đã đến được Tiểu Ngư thôn, Diệp Nghìn vội bước lên phía trước, chỉ tay về hướng căn nhà Lý Gia Gia rồi nói, Hạnh Nguyệt, hắn ở ngay trước mặt, tôi đưa cô đi nhưng lúc này hạnh nguyệt lại lướt qua người hắn rồi nói diệp công tử tôi tự mình đi là được hôm nay rất cảm ơn anh lời này của cô vừa nói ra cũng là lúc hắn ôm một bụng tức giận mà thầm mắng to con bà nó chứ người phụ nữ này có ý gì thấy mình không có giá trị lợi dụng thì muốn bỏ rơi mình nghĩ thế hắn liền mặt dày mà nói không sao tôi đưa cô vào hắn ở đây không dễ tìm dù sao tôi cũng không có chuyện gì quả thật không được tôi ở lại đây cũng có thể cùng cô phối hợp nhưng lúc này hạnh nguyệt đã gạt phăng cánh tay của hắn sang một bên lạnh nhạt nói không cần anh đi về trước đi có gì cần giúp tôi sẽ tìm anh nói xong cô đi vội vào trong căn nhà bỏ lại hắn một mình tức tối đấm đá vào xe rồi nghiến răng mà nói người phụ nữ này đúng thật là khó chịu bên trong căn nhà lúc này cả ba cùng ngồi một chỗ bàn chuyện nuôi tông hùng lúc này khả hân nói đầu tiên tông hùng cũng nhanh phải nuôi mập khách hàng anh liên lạc xong rồi sao men đáp có một đại ký giả ở đây còn phải lo lắng khách hàng sao vương phàm tư làm tiếp phỏng vấn phổ biến rộng rãi một chút đi chứ nghe ra ý tứ của men phàm tư quát anh xem bổn tiểu thư là công cụ sao Chuyện tốt thì tìm tới cửa, không có chuyện thì lời cũng không nói một tiếng. Ai muốn giúp anh quảng cáo? Bỗng lúc này có tiếng bước chân từ ngoài đi vào, cả ba cùng hướng ánh nhìn về phía đó thì thấy đó là Âu Dương Hạnh Nguyệt, men cười gian một cái rồi nói, "Được, khách hàng chưa gì đã tới." Phạm Tư khi thấy cô thì cũng thốt ra một câu, "Hạnh Nguyệt, không nghĩ là cô ấy tự mình tới đây." Vào đến nơi Hạnh Nguyệt vội mở lời, "Diệp tiên sinh chúng ta lại gặp nhau." Men cười đáp, "Âu Dương tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?" Hạnh Nguyệt đáp, "Tới gặp anh xin lỗi." chuyện lần trước thật xin lỗi anh và trình tiểu thư. nghe thế hắn giả vờ không nhớ rồi hỏi lần trước, lần trước lúc nào, vì chuyện gì. nghe xong lời hắn hạnh nguyệt lại nói cảm ơn diệp tiên sinh, khoan hồng độ lượng, hạnh nguyệt vô cùng cảm kích. nhìn cô hồi lâu trong lòng hắn lúc này cũng thầm thắn phục mà nói nhìn một chút đây mới là con cháu của đại gia tộc đi ra, có văn hóa, có dày công tu dưỡng, lòng dạ rộng lớn. sau cô ấy với diệp nghìn kia chỉ là một cục u thôi, cùng là con nhà giàu, trên lịch làm sao lại lớn như vậy. ngầm xong hắn lại hỏi âu dương tiểu thư từ xa tới một chuyến không chưa đãi một chút thì không được rồi quay sang nói cùng khả hân cô báo cho hồ tử một tiếng bảo hắn bắt mấy cân tôm hùm đi dặn dò xong xuôi hắn liền tạo ra dáng vẽ của một vua đầu bếp rồi nói hôm nay tôi tự mình xuống bếp thấy hắn có vẽ quái gỡ hạnh nguyệt trong đầu cũng đầy chấm hỏi không lâu sau đó bên trong căn nhà mùi thức ăn thơm ngát đã xông lên chín tầng mây trên bàn là đầy áp những đĩa tôm hùm hồ tử cũng phải chảy nước miếng mà hỏi sư phụ thức ăn này bên trong có phải cho thuốc gì không sao chỉ ngửi thôi mà quá thơm luôn vậy không chỉ có hồ tử mà một người giàu có sành ăn như hạnh nguyệt cũng phải suýt xoa thế là từng miếng từng miếng thịt tôm lần lượt được mọi người thưởng thức phàm tư thì luôn miệng nói chắc chắn là bỏ thuốc nếu không tên chết tiệt này làm sao có thể có tài nấu nướng nghe thế men quát có ăn còn không tránh nổi cái miệng này của cô nói bậy nói bạn nữa có tin tôi thu lại chén đũa của cô không khả hân bên cạnh thì cũng khen hết lời tài nấu nướng của anh ta quả thật rất tốt bên trong cũng là anh ta tự phối hợp nguyên liệu ta bây giờ ăn cơm cũng sắp nghiện rồi trong lúc mọi người cười nói vui vẻ thì âu dương hạnh nguyệt ngồi buồn bã không có tâm trạng ăn gì thấy thế men liền nói âu dương tiểu thư nếm thử một chút tôm hôm nay đi tôm này tôi cũng không cho hương liệu đặt chế tuyệt đối là mùi vị nguyên bản nghe thế hạnh nguyệt cũng dùng đũa gấp lấy một miếng thịt tôm nhẹ nhàng cho vào miệng tức thì cô rất là bất ngờ rồi vội khen hương vị ngọt ngào trơn tru không tệ được khen tức thì men cười thích thú mà nói phụ nữ ăn vào còn có thể làm đẹp tuyệt đối là thứ tốt nghe thế hạnh nguyệt liền hỏi không biết diệp tiên sinh có phải để bán hay không bán lại một ít tôm hùm này cho tôi được không nghe cô hỏi thế dường như ý đồ đã đặt hắn bèn nói cái cái này thật sự không dám giấu giếm tôi cũng không muốn bán bởi vì có hai lý do một là tôm hôm này với tôi có chút tốt hai là giá tiền nghe thế không do dự hạnh nguyệt liền đáp ngay phương tiện giá tiền dễ thương lượng còn hy vọng dịp tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích nói xong cô thầm nghĩ hôm nay chỉ chờ anh nói những lời này đây nghe cô nói xong hắn im lặng hồi lầu rồi mới đáp chỉ sợ cô không ra giá hơn nữa tôm hùm này mùi vị quả thật không tệ mua cũng không coi là thua thiệt nếu Âu Dương Tử Thư thành tâm như vậy cũng tốt, tôi sẽ nhịn đau bỏ bớt. Giá cũng không nhiều so với trên thị trường đắt gấp đôi là được, Hạnh Nguyệt đồng ý ngay, tất cả đều theo Diệp Tiên Sinh, nói xong cô lại thầm nghĩ, mấy con tôm hùm mà thôi đắt gấp 3 lần cũng không tốn bao nhiêu tiền, nghe xong lời cô hắn lại cười gian xảo đáp, cứ quyết định vậy đi, quay về cô liền có thể phái người tới lấy tôm hùm. Số lượng không nhiều, cũng chỉ hơn 300, Âu Dương lão bàn thật là rộng rãi. Nghe đến đây Hạnh Nguyệt mới cả kinh, vì biết mình đã mắc bẫy. Rồi cô thầm thán một câu, chỉ hơn 300, người tốt a à. biết mình muốn cầu cạnh hắn liền cố ý đặt bẫy để cho mình nhảy xuống thấy một màn này khả hân cũng vô cùng thán phục mà nói nguồn tiêu thụ không ngờ giải quyết lại dễ như vậy Phạm tư lúc này cũng nói người này kiếm tiền cũng thật là quá nhanh đi hồ tử thi cũng đang tính lợi nhuận hắn lẩm bẩm ao tôm một lần có thể nuôi 300 con một tháng là có thể nuôi hai nhóm cũng chính là 600 con hơn nữa mỗi con một cân rưỡi coi là tính đến đây hắn cười còn hơn chúng số việt lót rồi hắn nói định mệnh tính như vậy thì lý gia giàu nhất tiểu ngư thôn và tôi thu vài trăm triệu cũng thỏa đáng á à, sư phụ cũng là quá độc ác lúc này hạnh nguyệt cũng lên tiếng cô nói nếu đã nói ổn thỏa tôi có thể cùng diệp tiên sinh ký kết hợp đồng sau này có tôm hùm đều có thể đến âu dương gia nhưng lời này của cô chưa xong thì bên ngoài cửa lý gia gia đang rất vội mà chạy vào vừa đến nơi ông đã hét lên vui sướng diệp diệp tiểu ca nhưng mãi chưa nói được từ tiếp theo thấy thế men hỏi lý lão đầu ông không phải đang coi ao tôm sao nghe men hỏi ông lão lúc này hét to chúng ta có thể bán tôm hùm rồi. Nghe vậy men hỏi đối phương là ai. Rồi hắn đang tự hỏi, mình muốn bán tôm hùm, tin tức còn chưa bắt đầu lan truyền, làm sao lại có người tìm tới cửa. Nhưng không để hắn chờ lâu, từ bên ngoài bước vào một cô gái xinh đẹp, sang trọng, quý sở tộc, rồi cô ấy đáp thay lời ông lão, là tôi. Vừa bước vào đến nơi cô đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, nhất là men, lúc này hắn đang cố quay mặt đi mà chùi máu cam, còn phàm tư và khả hân thì cũng ghen tị không thôi. Vừa vào đến cô gái đã mở lời chào hạnh nguyệt em gái, không nghĩ đến lại ở nơi này gặp nhau hạnh nguyệt cũng đáp vi tỷ thật là đúng dịp lúc này men cũng đứng lên hỏi hai vị biết nhau nhưng tay thì vẫn không ngừng ấn vào điện thoại tiếng máy ảnh tách tách vang lên liên tục nghe men hỏi hạnh nguyệt liền đáp giới thiệu với mọi người đây là tư đồ vi là thiên kim của tư đồ gia khả hân khi nghe nhắc đến tư đồ gia thì cũng cả kinh thầm nghĩ tư đồ gia một trong tứ đại thế gia cô ấy sao lại xuất hiện ở nơi đây cô ấy là từ đâu biết diệp vô thiên ở nơi này có bán tôm hùm nghe hạnh nguyệt giới thiệu mình với mọi người tư đồ vi cũng vui vẻ đáp lời hạnh nguyệt em gái là nâng đỡ ta chị không phải cái gì thiên kim chỉ là một cu li. nghe nói âu dương lão gia thân thể không tốt bây giờ có khá hơn chút nào không nghe ra ý tứ trong câu hỏi của tư đồ vi hạnh nguyệt không vui đáp tốt hơn nhiều rồi cảm ơn đã quan tâm nghe thế tư đồ vi lại hỏi thật là đã tốt lên nhiều sao đó thật đúng là tin tức tốt đấy nói xong cô liền hướng ánh nhìn về men rồi nói tiếp vô thiên tiên sinh xin hỏi anh tôm hùng kia có bán không tôi muốn mua toàn bộ đây là chi phiếu 10 triệu đưa trước cho anh nhiều như vậy là tôi muốn cùng anh chị hợp tác lâu dài. Nhìn tờ chi phiếu trên tay cô, men không khỏi thán phục, ra tay một cái là 10 triệu chi tiền cũng thật là quyết đoán. Nhìn tờ chi phiếu trên tay Tư Đồ Vi, trần chờ hồi lâu hắn lại hỏi, cô từ đâu mà biết được tôi có bán tôm hùm? Tư Đồ Vi không đáp lời hắn ngay mà suy nghĩ gì đó, lát sau cô lại cười phá lên, làm cho cặp thỏ ngọc rung lắc dữ dội, trông thấy một màn này đập vào mắt, hắn liền quay mặt sang hướng khác vì lại chảy máu cam, lúc này Tư Đồ Vi mới chịu đáp lời hắn, có thể anh không biết tôi, nhưng mà tôi đã sớm biết có nhân vật số một như anh tồn tại nghe thấy hắn kinh ngạc vội hỏi cô là điều tra tôi thấy hắn có vẻ khó chịu cô ta liền chấn an ấy anh không nên kích động chúng tôi không điều tra anh với danh tiếng của anh hiện giờ nhiều người biết đến anh cũng là chuyện bình thường lời cô vừa nói ra khiến hắn càng chấn kinh hơn mà tự hỏi mình rất có danh tiếng sao thấy hắn không đáp lời cô lại nói tiếp nhân tiện nói cho anh biết thường tiếu mị là em họ của tôi nghe thế như một cách xác minh tính chân thực hắn lại hỏi mẹ của tiếu mị bị bệnh nặng tôi có tới thăm nhưng chưa hề gặp qua cô nếu như thường tiếu mị với cô thật có quan hệ họ hàng vậy cô đúng thật không xứng đáng làm họ hàng với cô ấy bị men chỉ trích từ đồ vi bị bẻ mặt cô bèn nói chuyện này một lời khó có thể nói hết thật sự trước kia tôi cùng tiếu mị quan hệ không tồi nhưng thôi hay là chúng ta nói chuyện tôm hùm trước đi được không phía hồ từ lúc này thì đang cùng lý ra ra bắt tay ăn mừng hắn nói có 10 triệu là 10 triệu đó cả đời này cũng chưa từng thấy được nhiều tiền như vậy ăn mừng xong hắn vội hướng ánh nhìn về phía men trong lòng thầm thúc giục mau chấp nhận đề nghị của cô ta đi sư phụ, còn lựa chọn nào tốt hơn chứ? Nhưng sự thật không như hắn nghĩ, lúc này Men nói với Tư Đồ Vi, cô đã tới trễ một bước. Tông hùng tôi đã bán cho Hạnh Nguyệt, mặc dù điều kiện của cô rất cám dỗ, nhưng làm người không thể mất chữ tín được." Lúc này Hạnh Nguyệt cũng nói với Tư Đồ Vi, "Chúng tôi đã bàn xong chi tiết hợp tác, chị e rằng lần này phải về tay không rồi." Tư Đồ Vi thì lúc này đang đùa giỡn cùng với Men, nghe thế cô liền đáp, "Không sao, còn rất nhiều cơ hội, sau này tóm lại là muốn hợp tác thật hy vọng ngày hôm đó có thể đến sớm. Miệng thì nói thế, nhưng tay cô lúc này đã lòn vào trong áo của men, nhét vào đó tờ chi phiếu 10 triệu rồi nói, một ngàn vạn này là tiền đặt cọc cho lần hợp tác sau này. Vô thiên tiên sinh mong đợi ngày chúng ta được hợp tác, dường như không mấy bất ngờ trước những hành động này của tư đồ vi, men lại hỏi, ô cô không sợ tôi cầm tiền bỏ trốn. Nghe hỏi thế cô ta cười tinh nghịch, chút tiền lẻ này vô thiên tiên sinh sẽ thật sự để ý sao? Lúc này men cũng quan sát thật kỹ cô gái này rồi thầm thán. Người con gái này đều tra mình còn kỹ hơn mình tưởng tượng, thật là người phụ nữ lợi hại. Mọi chuyện coi như giải quyết xong, lúc này Tư Đồ Vi nói lời tạm biệt với tất cả, rồi xoay người định rời đi, nhưng tiếng gọi của Men đã ngăn bước chân cô, "Tư Đồ tiểu thư, xin hãy nhận lại tờ chi phiếu này." Cô ta cầm lấy tờ chi phiếu rồi nói, "Vô Thiên tiên sinh quả nhiên không đơn giản, là tôi đừng đột rồi, vậy tấm danh thiếp này anh có thể thu giữ không?" Hắn giơ tay cầm lấy tờ chi phiếu rồi nói được. Thấy thế Tư Đồ Vi đá mắt cùng hắn rồi bảo, "Thật lễ độ, anh cũng nên cho tôi số của anh chứ." cầm tờ danh thiếp trên tay hắn do dự hồi lâu rồi thầm nhận xét người phụ nữ này bắt đầu tạo sự sắp đặt trước hết muốn mình nhận ân huệ của cô ấy thiết lập quan hệ sau này hợp tác bị cự tuyệt sau đó dùng danh thiếp đổi lấy số điện thoại nhưng danh thiếp thì mình không thể cự tuyệt cô ấy đứng ở một bên quan sát một màn này khiến cho khả hân cũng vô cùng khó chịu sau khi lấy được số điện thoại từ đầu vi cười tinh quái rồi nói quay về chúng ta sẽ liên lạc khả hân lúc này lửa giận bừng bừng thầm mắng một câu tên háo sắc khiến anh me nhà ta cũng không rét mà run mọi chuyện dường như đã xong lúc này hạnh nguyệt mới nói diệp tiên sinh có thể cùng tôi đi dạo nói chuyện một chút không không lâu sau đó hai người đã đi dạo trên bờ biển lúc này men hỏi cô là vì chuyện của ông nội mà tới đây hạnh nguyệt nói mong rằng diệp tiên sinh có thể giúp hạnh nguyệt chuyện này vẻ mặt không vui men nói ban đầu tôi đích xác hận ông nội cô có tuổi như vậy còn thích dùng mắt đối đãi người quan trọng hơn chính là ông ta tại đó làm cho khả hân khó chịu tôi không cách nào tiếp nhận từng câu từng chữ hắn nói ra khiến hạnh nguyệt không thể nào chối cãi cô buộc phải cúi đầu nói lời xin lỗi Ngừng một lúc hắn lại hỏi tiếp, biết tôi tại sao phải cố ý tắt máy không? Bởi vì tôi không muốn đắc tội một số người, dám đi giết ông nội cô khẳng định không phải người bình thường, loại người như vậy tôi không đắc tội nổi. Thấy hắn từ chối cứu ông nội Hạnh Nguyệt vội nói, chỉ cần tiên sinh có thể giúp Hạnh Nguyệt, Hạnh Nguyệt có thể bảo đảm anh an toàn. Thấy cô nói có vẻ rất chắc chắn, hắn lại hỏi, cô làm sao bảo đảm? Ngay cả chính người nhà cô cũng không bảo vệ được, thì như thế nào bảo vệ người khác? Còn có một việc, viên thuốc kia cũng không thần kỳ như vậy nó chủ yếu tác dụng bảo vệ người sắp tắt thở để cho hắn không chết bây giờ ông cô chẳng qua là hôn mê bất tỉnh cho nên viên thuốc kia đối với ông ấy cũng không bất kỳ tác dụng nghe men nói thế tâm trạng cô lại trở nên buồn bã hơn nói như vậy diệp tiên sinh không có cách cứu ông nội tôi tỉnh lại như hiểu được tâm tư cô lúc này hắn lại hỏi có phải rất thất vọng không hạnh nguyệt lẳng lặng hồi lâu rồi đáp diệp tiên sinh là rất thích trình tiểu thư hắn ngại ngùng im lặng hồi lâu không nói gì lát sau hắn gãi gãi đầu nói chắc chắn cô cũng biết chuyện giữa tôi và cô ấy Tôi thiếu cô ấy nhiều quá. Bây giờ tôi chỉ hy vọng cô ấy sau này có thể sống vui vẻ một chút, nghe men tâm sự một lúc lâu, lúc này Hạnh Nguyệt cười tinh quái rồi hỏi, nói cách khác nếu như tôi có thể bảo vệ an toàn, anh sẽ đáp ứng giúp ông nội tôi. Nghe đến đây hắn lại thầm nghĩ, mình lúc nào đã nói lời như vậy. Nữ nhân này quá thông minh, so với Tư Đồ Vi cũng thật không kém. Sáng hôm sau tại Tiểu Ngư thôn, Lý Gia Gia cùng hộ tử đang lúc tiền mọi người trở về thành phố, chợt ông hỏi, Diệp Tiểu Ca, cậu chắc chắn không đợi thêm mấy ngày? Hồ Tử cũng nói theo. Đúng vậy, đúng vậy, sư phụ còn chưa có đến nhà con ở mấy ngày đâu. Đáp lời hai người men nói, tôi lần này tới, mục đích chủ yếu là bởi vì đồng ý với Uyển Nhi. Cô ấy không muốn để cho ông xuống biển nữa, hiện giờ trước mắt đã thành, ao tôm này ông hoàn toàn có thể kiếm tiền. Nghe men nói vậy ông lão ngập ngừng một chút rồi nói, nhưng mà, nhưng mà, bộ xương già của tôi cũng không thể nhàn rỗi à. Nghe ông lão nói xong, lúc này men mới quay sang dặn dò hồ tử, ta đã cùng Lý Gia Gia nói qua, sau này lợi nhuận tôm hùm mỗi tháng chia cho cậu một trăm ngàn nghe đến một trăm ngàn hổ tử vô cùng kinh hỉ lắp bắp nói một một tháng một trăm ngàn một năm là một triệu tôi tôi sẽ trở thành triệu phú ông kinh hỉ xong hắn quay sang men mà cuối người cảm ơn không thôi cảm ơn, cảm ơn cảm ơn sư phụ thấy hắn vui mừng như thế men lại nói đây là cậu nên có được cậu phải nhớ kỹ sau này ta không ở đây lúc đó cậu phải giúp một tay trong nom lý ra ra quan trọng nhất là tuyệt đối không nên để cho ông ấy ra biển nghe men can dặn lúc này hổ tử đáp vâng sư phụ yên tâm đi con đã theo như phân phối của người đem thuyền câu đập nát lời hắn vừa dứt tức thì ông lão vác một cây chổi trà bá rồi quát hóa ra là tiểu tử thúi này làm xem tôi tẩn chết cậu như nào rất lâu sau đó hai ông cháu vẫn còn dựng đuổi nhau lúc này hắn đứng một mình ngẩn ngơ rồi than thở muốn tới nơi này là để ẩn nấp những tên kia bây giờ xem ra là không tránh khỏi lúc này tiếng cười giòn tan của phàm tư cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn cô nói nghe nói anh định mở công ty lúc nào để cho tôi vào cổ phần. Thủ đoạn kiếm tiền của anh nhất định là đại phát tài, hai ta quan hệ tốt như thế có tiền mọi người cùng nhau kiếm à. Nói xong cô lại gác tay trên vai hắn rồi cười ha ha đầy vẻ thích thú, liếc nhìn sang tư thế này của cô, chợt hắn nói, nhìn cô phẩm hạnh như vậy còn là người đứng đầu thiên kim đại tiểu thư. Nhà, tôi quay về sẽ bồi thường cho cô, còn cổ phần này một cọng cũng đừng nghĩ tới. Thấy mình bị mình từ chối lúc này phàm tư không còn vẻ ung dung nữa, mà lại quá to, anh đối với tôi hào phóng một chút sẽ chết à. Đồ quỷ hẹp hồi, ngày hôm sau tại tiểu khu thiên tâm lúc này khả hân đang nằm trên sofa vẽ mặt thích thú nói vẫn là nhà mình thoải mái hơn ngắm cô trong tư thế này khá lâu lúc này men nói ban đầu tôi bảo cô không nên đi cô lại khăng khăng không nghe giờ chúng ta thương lượng chuyện mở công ty một chút đi cô có ý tưởng gì không khả hân nghiêng đầu cười tinh quái rồi nói đúng rồi anh mở công ty muốn mời người có suy nghĩ tới tôi không thấy men vẫn không trả lời cô lại hỏi sao không thể được sao đừng quên công ty thiên hân là tôi một tay nuôi lớn chẳng lẽ năng lực của tôi còn không phù hợp yêu cầu của anh do dự một lúc men nói cái này cũng không phải chẳng qua là cô nhất định phải cùng với tôi làm sao khả hân đáp anh là đang không hoan nghênh tôi có thể không lấy cổ phần chỉ cần một phần tiền lương là được lời nói của khả hân luôn làm hắn cảm thấy bối rối dừng lại một lúc hắn lại nói tiếp lấy năng lực của cô đi bất kỳ công ty nào cũng sẽ có một chỗ ngồi mà tôi bất luận tiền vốn hay là kinh nghiệm đều rất ít có thể nói cho tôi nguyên nhân không nghe hắn hỏi thế khả hân cảm thấy như thật bất ngờ e ấp hồi lâu, như đang làm ra quyết định gì đó, và rồi cô nói, bởi vì tôi muốn hiểu rõ anh. Lời cô vừa nói ra làm trái tim hắn như muốn nổ tung vì hoan hỉ, thấy hắn thần thờ hồi lâu không nói gì Khả Hân nửa thẹn nữa giận quay lưng đi rồi nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Khả Hân đã rời đi chỉ còn mình hắn đứng ẩn người ra đó hồi lâu, rồi hắn lại tự luyến, nha đầu này không phải là thích mình thật chứ. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang làm hắn bừng tỉnh sau cơn mụ mị, nhấc máy lên hắn alo. Xin hỏi ai vậy? tức thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha ha của Ngô Lão là tôi Ngô Quẩn Sinh đây nghe ra là lão men lại quát Đậu Xanh tôi có còn chút riêng tư không tại sao người nào cũng có thể lấy số điện thoại của tôi nói đi chuyện gì Ngô Lão đáp có chuyện quan trọng chuyện vô cùng quan trọng không lâu sau đó tại nhà Ngô Lão cả hai ngồi im lặng một lúc chợt men mở lời nói đi lão đầu chuyện gì mà làm nghiêm túc dữ vậy vẻ mặt nghiêm trọng lão đáp là đại sự chuyện lớn vô cùng quan trọng liên quan đến uy nghiêm của giới y học Hoa Hạ như chưa hiểu gì sau câu nói đó men lại hỏi cái đó cùng tôi có liên quan gì dược thuật của tôi cũng không phải các người dạy ngô lão ngập ngừng một chút rồi nói khách quan mà nói thì không có liên quan như là chúng tôi cần cậu lúc này men khó chịu nói không liên quan tôi dựa vào cái gì hỗ trợ có chuyện gì tự mình xử lý thấy hắn có vẻ khó chịu ngô lão vội nói đừng đừng cậu còn chưa có nghe tôi nói là chuyện gì mà như vậy đi tôi đi vào nhà bếp làm vài món ăn chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nếu cậu mệt có thể đến thư phòng của tôi xem một chút giết thời gian nói xong ông chỉ chỉ tay về hướng nào đó ít lâu sau men đã đứng trước một kệ đầy sách hắn nói làm sao lại có cảm giác đang bị lừa gạt thôi kệ cái gì đến rồi cũng đến tham quan được một lúc thì hắn dừng lại ở một kệ sách thật lớn hắn nói sách cũng thật là rất nhiều phần lớn đều là sách y học xem ra làm chuyên gia cũng không phải chuyện dễ dàng gì ha ha cũng không biết bên trong có cái gì không thể cho người biết không Vừa nói đến đây chợt hắn phát hiện một quyển sách được giấu kín nhưng lại trông có vẻ rất bình thường, chợt nhìn một cái rất dễ dàng bị lướt qua. Nhìn có vẻ như có ma, trên bìa sách có ghi dòng chữ Huỳnh Hoa Bảo Điển, lật ra bên trong thì thấy có ghi dòng chữ muốn luyện võ này phải từ cung trước. Chăm chú đọc một hồi hắn thầm nghĩ, xem ra thì không phải là đồ gì đứng đắn, lão đầu này không nhìn ra tinh lực dư thừa à. Đang còn đọc chăm chú, chợt ngô lão gọi, dịp tiểu ca, cơm làm xong rồi, hôm nay phải để cho cậu nếm thử một chút tay nghề của tôi. Thấy ngô lão đến hắn liền hỏi, đây là sách gì vẻ mặt không mấy tự nhiên lão đáp là tôi lúc nhàm chán mua ở vỉa hè giống như là bí tịch võ công cậu xem cái này làm gì nghe lão nói vậy hắn chỉ chỉ vào cuốn sách rồi nói còn là bí tịch võ công sao có biết tịch không đứng đắn như vậy sao ông tuổi này phải tu dưỡng thật tốt vì sức khỏe của ông cuốn sách này tôi tịch thu à lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên cầm chiếc điện thoại trên tay lão đáp thật không đúng là như cậu nghĩ đâu là một quyển sách luyện võ gạt người mà thôi muốn thì cậu cầm đi nói xong lão vội nhấc máy lên alo ừ ừ được tôi lập tức tới ngay nghe xong lão lại quay và nói với men tôi phải quay về bệnh viện một chuyến cậu cũng đi cùng tôi đi người bị thương cậu cũng biết nghe thế hắn vội hỏi là ai ông lão nói đó là thường tiếu mị nghe nói người bị thương là tiếu mị hắn rất là chấn kinh lại hỏi tiếp cái cái gì cô ấy xảy ra chuyện gì ngô lão đáp bị bắn hơn nữa gương mặt bị thương nghiêm trọng tình hình không lạc quan lắm nghe đến đây hắn mắng to chết tiệt tại sao có thể như vậy lập tức đi ngay. Lúc này ở bệnh viện Tiếu Mị còn đang trong phòng phẫu thuật, Men chạy vội đến hỏi từ cục trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Cục trưởng từ đáp, đang đuổi bắt sát thủ thì bị thương, hôm nay chúng tôi nhận được tình báo, sát thủ vụ ám sát Âu Dương An Nam đang ẩn thân ở trung tâm thương mại, thường Tiếu Mị bị bắn, trước mắt đang ở bên trong cấp cứu. Nghe lời ông nói thầm trách một câu, biết người ta có súng còn không cẩn thận một chút, làm sao lỗ mãng như vậy. Lúc này từ cục trưởng vô cùng khẩn trương lão nói, Tiểu Diệp, cậu nhất định phải mau cứu cô ấy cô ấy quả thật tính khí có nóng nảy một chút nhưng cô ấy thật sự là rất có trách nhiệm bảo vệ mọi người lúc này cửa phòng phẫu thuật đã mở từ bên trong bước ra một người bác sĩ đi đến trước hai người vì bác sĩ nói thật xin lỗi chúng tôi đã tận lực lời này vừa nói ra khiến tâm trạng hai người như rơi vào hố sâu lao đến ôm người bác sĩ từ cục trưởng hét to bác sĩ anh nhất định phải mau cứu cô ấy bác sĩ đáp tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người nhưng người bị thương quá nặng viên đạn là chúng chính giữa ngực phải lời này vừa nói ra từ cục trưởng rất không cam lòng ông liên tục đấm tay vào vách tường từng cái thật mạnh rồi tự hỏi tại sao tại sao lại như vậy lúc này men quay sang hỏi ngô lão ông sao không nghỉ thêm một chút biện pháp nữa lão đáp vị kia đã là tinh anh của bệnh viện chúng tôi rồi phương diện phẫu thuật của anh ta tốt nhất ngay cả hắn cũng nói không có biện pháp vậy thì thấy lão nói thế men vội quát nói bậy chuyên gia cái trò má gì tinh anh sao lên có thể bằng cao thủ nếu quả thật là tính anh mà lại không cứu được người bị thương ư hắn xoay người rời đi rồi nói vẫn phải là chính tôi làm đi được vài bước hắn chợt quay lại nói ngô lão đầu để cho người sắt thúc cầm hai hộp ngân châm cho tôi ngoài ra chuẩn bị một cái thùng lớn và hai y tá nói xong hắn còn dặn dò tôi không cho phép thì ai cũng không được vào thấy men đích thân ra tay ngô lão lúc này vui mừng hẳn lên nếu cậu ta vào thì đồng nghĩa với người bị thương còn cứu được mau mau dựa theo lời cậu ta nói đi chuẩn bị ngay đi lúc này bên trong phòng phẫu thuật đã chuẩn bị một chậu nước lớn men cùng với hai nữ y tá đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật gương mặt tiếu mị lúc này diện tích lớn ra đã bị chảy ngực phải bị đạn bắn trúng, coi như chữa khỏi cũng không tránh được lưu lại vết sẹo lớn. Trước mắt mặc dù có thể dựa vào thuốc bột làm khép miệng vết thương, nhưng ước chừng như này còn chưa đủ, lúc này nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Tiếu Mị hắn thầm nói đậu xanh, đúng thật là xuất sắc, nghe nói loại phụ nữ này rất cứng rắn, nếu như đàn ông không đè ép được thì sẽ phải chịu tội. Nghĩ đến đây hắn lại vào vào mặt mình bông bốp như để trấn tĩnh, rồi thầm mắng đậu xanh rau má, bây giờ còn muốn lộ xộn cái gì tập trung tinh thần. Rồi quay sang nói với hai nữ y tá, hai người đưa cô ấy vào trong thùng, nghe men bảo phải đưa người bị thương vào trong thùng cô y tá ngạc nhiên hỏi người bị thương ngược phải nhưng mà bị thương như vậy bỏ vào trong thùng vết thương sẽ không phải là bị nước vào sao lúc này cầm trên tay một cây kim dài hắn nói không sao chỗ vết thương tôi đã dùng qua thuốc các người làm theo là được thế là hai y tá đưa liền đưa tiếng mị ngâm vào trong thùng nước thuốc lúc này hắn thầm nghỉ giải phẫu mình cũng không phải là giỏi loại thương thế như này coi như ở tương lai cũng là mười chết chín mình chỉ có thể thử một chút phương pháp mà mình thấy ở trong sách nằm đó lúc bấy giờ bên ngoài phòng có rất nhiều người đang đứng chờ vẽ mặt ai nấy đều rất lo lắng nhưng lo lắng nhất vẫn là từ cục trưởng lúc này ông quay sang hỏi ngô giáo sư cũng qua 4 tiếng rồi tại sao còn không có động tĩnh ngô lão đáp tôi cũng không biết tiểu tử kia muốn dùng phương pháp gì kiên nhẫn chờ đợi đi bỗng lúc này có bóng dáng của âu dương thương vũ từ bên ngoài đi vào vừa gặp từ cục trưởng hắn đã hỏi từ cục trưởng hóa ra là đang ở bệnh viện hung thủ đang ở đâu từ cục trưởng nói chưa bắt được âu dương thương vũ cậu tìm tôi làm gì hắn nói đương nhiên là hỏi ông tung tích hung thủ tôi nói các người làm ăn kiểu gì vậy năng lực yếu kém như vậy, dựa vào các người bảo vệ cái gì đây? Thấy tên này có vẽ láo xược một viên cảnh sát đứng gần đấy tức giận mà quát to. Chúng ta cũng đã tận lực, vì vụ án này mọi người đều mất mấy đêm không ngủ. Đội trưởng Thu Ong còn bị thương, đang ở bên trong cấp cứu. Nghe thế hắn vội quay sang hướng viên cảnh sát này mà hỏi: cấp cứu, mạng cô ta quan trọng hay là mày ông nội tôi quan trọng? Lúc này viên cảnh sát nọ không còn nhịn nổi nữa lại hét lớn, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Ông nội cậu mạng quan trọng, mạng đội trưởng chúng tôi thì không quan trọng sao? Đáp lời hắn là vẻ mặt lạnh lùng cùng mỉa mai. Anh là ai? Số thứ tự bao nhiêu? Có tin tôi ngày mai sẽ để cho anh cút ra khỏi cục cảnh sát không? Lúc này từ cục trưởng cũng không nhịn được mà lớn tiếng quát, người trong cục của tôi đi hay ở còn chưa tới phiên cậu khuya tay múa chân. Vẻ mặt lạnh lùng hắn lại nói, từ viễn hoa, ông còn muốn làm chức cục trưởng này hay không? Có tin tôi trong ba ngày sẽ cho ông mất chức không? Đáp lời hắn là vẻ mặt vô cùng tức giận của cục trưởng ông nói, tôi có làm cục trưởng hay không còn chưa tới phiên cậu quyết định. Ngồi một bên quan sát thấy một màn này, ngô quần sinh cũng thở dài, người trẻ tuổi bây giờ quả thật để cho người khác thất vọng lúc này từ cục trưởng hỏi nói ngô giáo sư nếu không ông vào phòng giải phẫu xem một chút nghe thế ngô lão vội vàng đáp không được đâu tiểu diệp giao phó bất kỳ ai cũng không thể đi vào chúng ta hay là gắng chịu đựng chờ chút đi vẫn một nụ cười khinh khỉnh âu dương tương vũ lại hỏi các người nói tiểu diệp có phải là dịp vô thiên hay không họ dịp mà biết xem bệnh ở đông thành này chỉ có dịp vô thiên hắn có phải đang ở trong phòng giải phẫu nghe ra ý tứ tên này từ cục trưởng liền nói đúng thì thế nào cậu muốn làm gì không đáp lời ông hắn hét lớn ra lệnh cho vệ sĩ tiến lên mang diệp vô thiên bắt lại cho tao mang hắn đến xem bệnh cho ông nội tao thấy vậy ngô lão vội đứng ra ngăn cản không được hắn đang cứu người các ngươi muốn hại chết người sao mạng người là quan trọng không một ai được vào lại vẻ mặt đáng ghét hắn nói mạng ông nội tôi so với bất kỳ ai cũng quan trọng hơn ông ấy xảy ra chuyện gì các người gánh nổi không thế là một tên vệ sĩ liền lao vào tấn công ngô lão ngô lão bị ăn một đấm vào mặt thì ngã lăn quay nhưng vẫn gọi tư cục trưởng ngăn bọn họ lại lúc này cục trưởng từ đã giận run người ông lẩm bẩm chết tiệt chết thì chết đi, chỉ là ném đi cái chức này cứu người mới quan trọng. Nói xong ông liền rút súng ra, chỉ vào người tên vệ sĩ rồi quát, ai cũng không thể vào phòng giải phẫu. Một màn này cũng khiến đám vệ sĩ toát mồ hôi lạnh, Âu Dương Tương Vũ thì cũng nhảy ngược về phía sau như một con thỏ. Rồi cả hai phe đều rút súng chĩa vào nhau, lúc này Âu Dương Tương Vũ núp sau đám vệ sĩ mà quát mắng, các người lại dám móc súng sao? Có gan các người nổ súng thử xem, lão tử cũng không tin các người dám. Nghe vậy vẽ mặt từ cục trưởng càng kiên quyết hơn, ông nói, cậu có thể vào phòng giải phẫu một bước thử xem tuy tên này rất cứng miệng nhưng một màn này khiến hắn cũng vã mồ hôi lạnh chợt lúc này có tiếng bước chân đang tiến vào vừa vào đến nơi thấy một màn này âu dương hạnh nguyệt cũng chấn kinh cô vội hỏi chuyện gì xảy ra âu dương tương vũ anh muốn làm gì vẫn vẽ mặt lạnh nhạt hắn nói mời dịp vô thiên về chữa bệnh cho ông nội mà thôi hạnh nguyệt ta là anh của ngươi là nhị ca ngươi nói chuyện chú ý một chút không hề sợ sệt hạnh nguyệt lại tiến tới gần hắn mà nói mời sao anh có cách mời như vậy sao có tin hay không tôi đem chuyện này nói cho đại bá bọn họ biết. Nghe thế hắn cả giận mà hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta. Không có chút do dự cô đáp, anh là anh tôi, tôi sao dám uy hiếp anh. Chẳng qua là trần thuật lại sự thật mà thôi. Chuyện nhà đã xong cô quay vội sang hướng ngô lão nói, ngô giáo sư ông yên tâm, có tôi ở chỗ này không ai dám gây chuyện, từ cục trưởng cũng bảo mọi người thu súng lại đi. Vẫn không bỏ qua, tên mặt láo lại gọi hạnh nguyệt, người tốt nhất không nên cản trở ta, ta làm hết thảy cũng là vì ông nội. Thầy hắn vẫn không có ý định từ bỏ hạnh nguyệt lại hỏi, vì ông nội sao nhị ca đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ bị anh lừa gạt anh thông minh không phải là người khác sẽ đần lúc này từ trong phòng có tiếng nói vọng ra úi trả thật tốt người một nhà mà tranh sáng tranh tối sống không thấy mệt sao lúc này tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói ấy thì thấy từ trong phòng hai y tá đang dìu men bước ra bên ngoài thấy thế ngô lão vội hỏi thế nào rồi đáp lời ông lúc này là cô y tá người bị thương đã khôi phục bình thường hô hấp cô còn lại cũng vui mừng mà reo lên kỳ tích đúng là kỳ tích đã xảy ra thở một hơi mệt nhọc lúc này men mới nói không phụ sự mong đợi của mọi người lời này vừa ra tức thì cảnh sát viên bên ngoài cũng nhao nhao trời ạ một người bị chuyên gia khoa giải phẫu báo tử lại gắn gượng cứu sống lại rồi tất cả cùng với hoan hô trong tiếng cười ha 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 quá tốt thần y thật sự là thần y à từ cục trưởng lúc này mắt cũng sắp ứa lệ không ngừng huông ong về men mà nói cảm ơn thấy thế lúc này ngô lão vội chạy đi tìm một số người tới điều trị tiếp và theo dõi bệnh tình âu dương thương vũ thấy một màn này hắn cũng cảm thán không thôi loại nghịch thiên y thuật này sau ngày hôm nay tuyệt đối sẽ được người đời chú ý ngầm xong hắn lại hét lên dịp vô thiên cậu vừa vặn ra ngoài giúp ông nội tôi bao nhiêu tiền cứ ra cái giá lúc này men đang ngồi bệt dưới đất uống từng ngụm nước vì quá mệt uống xong hắn chợt cảm thán ấy chà không nghĩ tới âu dương gia còn có người cháu trai hiếu thuận như vậy anh thật là quan tâm ông nội mình sao nghe như thế hắn vội hỏi cậu là có ý gì men vội đứng lên rồi nói trong lời nói của anh tôi chỉ cảm thấy được anh muốn chọc giận tôi mà không phải cái gọi là quan tâm nghe thấy hắn chỉ mặt men mà nói đừng ở trước mặt tao giả bộ thanh cao ra cái giá đi muốn bao nhiêu tiền ngươi mới đồng ý cứu ông nội men cũng không chịu thua kém liền chỉ mặt hắn rồi nói anh ngay cả âu dương thiên hào cũng không bằng ít nhất người ta diễn xuất so với anh tốt hơn nhiều lúc này hắn tức điên nói được được lắm biết tôi có thân phận còn dám nói như vậy cậu thật đúng là người đủ ngông cuồng không đáp lời hắn men nói với từ cục trưởng mạng thường tiếu mị là tôi cứu không cho phép cô ấy lại xảy ra bất cứ bất chắc nào cục trưởng đáp cậu yên tâm giao cho chúng tôi không thành vấn đề. Không lâu sau men đã rời khỏi bệnh viện, lúc này Hạnh Nguyệt cũng đuổi theo phía sau mà gọi, Diệp Tiên Sinh chờ tôi với. Diệp Tiên Sinh anh thật là lợi hại, tôi chưa bao giờ nghĩ tới y thuật của anh lại cao mình đến như vậy. Hắn đáp, cô cực khổ đuổi theo tôi như vậy không phải chỉ vì nịnh hót chứ. Lúc này Hạnh Nguyệt mới nói hy vọng anh có thể giúp tôi. Hắn lại nói, tình huống vừa rồi cô cũng thấy rồi, tôi thực sự sẽ trở thành kẻ thù của một số người. Ngay cả Âu Dương gia cũng có người không hy vọng lão gia tử tỉnh lại, vì cái mạng nhỏ của tôi, cho nên tôi không thể chuyện của những đại gia tộc các người tôi không tham gia nổi cô mời người khác đi nói xong hắn xoay lưng rồi đi bỏ lại hạnh nguyệt vẽ mặt buồn bã bi thương một màn này cũng lọt vào trong mắt âu dương tương vũ ngay sau đó hắn lấy ra trong người chiếc điện thoại tìm kiếm hồi lâu cuối cùng hắn cũng nhắc máy lên gọi dã lang giúp tôi làm chút chuyện lúc này sau mấy ngày cuộc sống bình yên của men cũng hoàn toàn bị phá vỡ hắn cũng không thể nào không nghĩ tới mình lại được mọi người săn đón như vậy giới truyền thông cũng không ngừng đưa tin dịp thần y diệp vô thiên y thuật kinh người thực sự cứu sống bệnh nhân bị bệnh viện tuyên bố không thể cứu. Bên cạnh lời đồn tất nhiên cũng có những tin tức phản biện, dịp ra con nhà giàu này có y thuật thần kỳ, tất cả sau lưng đã cất giấu cái gì. Theo điều tra mấy tháng trước, thầy thuốc vỉa hè với người này là cùng một người, như vậy thần y lại bị dịp ra đuổi ra khỏi nhà, bên trong có lẽ có ẩn tình gì. Song song với truyền thông lúc này, các đại gia mắc bệnh cũng điên cuồng tìm kiếm dịp vô thiên. Ai tìm được dịp vô thiên trong lúc này tiền thưởng nóng lên đến 10 triệu. Không dừng lại ở đó khu nhà ở của hắn lúc này cũng luôn đầy ấp ký giả, người đến phỏng vấn, người xin chữ ký kẻ muốn tuyển chồng còn hắn thì đang cố tìm mọi cách để lãng tránh trốn đi được một lúc hắn lại thầm kêu khổ má của tôi ơi mới qua mấy ngày đã đem tình cảnh của mình đào sạch sẽ như vậy tiếp tục như vậy nữa sợ là ngay cả mặc quần lót gì cũng phải bị môi ra lúc này điện thoại báo có một tin nhắn mới mở ra thì thấy gì vô thiên vậy phải làm sao bây giờ tôi cũng đã mấy ngày không dám ra cửa rồi tiếp tục như vậy tin tức chúng ta ở chung sớm muộn cũng bị phơi bày đáp lời cô là một tin nhắn của hắn cái này cũng chưa chắc không phải cơ hội cô nghĩ xem chúng ta không phải định mở công ty sao nghe thế khả hân vội hỏi chẳng lẽ anh muốn mượn sự cường điệu này cái này ngược lại là ý kiến hay có thể áp dụng vậy là cả hai đã thống nhất lúc này hắn mới nói tôi đi bệnh viện xem tình hình của tiếu mị một chút cô cũng cẩn thận nha đừng để cho những ký giả này vào nhà chuyển cảnh đến âu dương gia lúc này âu dương an nam đang nằm bất động trên giường ngồi bên cạnh ông là hạnh nguyệt cùng âu dương cống căn vẽ mặt đang rất tức giận bất ngờ hắn hét lên ngày nào cũng họp một chút biện pháp cũng không ra được chuyên gia trò má gì tất cả đều là phế vật. Thấy ông có vẻ tức giận Hạnh Nguyệt nhẹ nhàng nói cha, cha cũng biết người nhà không đồng lòng, có người không muốn để cho ông nội tỉnh lại, vẽ mặt lạnh nhạt ông nói đúng vậy, không chỉ có bọn họ, ngoài ra ba thế gia kia cũng vậy, trong đó thể lực chữ gia bao trùm chủ yếu ở chiến khu, hẳn sẽ giữ trung lập, nhưng ngoài ra hai nhà kia cũng không như vậy, nhất là Tư Đồ gia, ánh mắt ra xăm Hạnh Nguyệt nói đúng vậy, mấy ngày trước con còn gặp được Tư Đồ Vi, Tư Đồ gia đã bắt đầu dò xét. Trổ Diệp Vô Thiên cũng không chịu ra tay, lý do là chúng ta không có cách nào bảo vệ hắn an toàn suy tư một chút ông đáp chỗ diệp vô thiên từ từ ta sẽ nghĩ cách cảnh chuyển đến khu nhà của diệp ra bên trong căn nhà phi kiều đang ngồi trước màn hình tv khi nghe được tin tức này nước mắt nàng cũng rưng rưng thầm nói ca à, ca bây giờ đang ở đâu em chỉ là muốn để cho anh về nhà lúc này đây ở tại bệnh viện đông thành bên trong viện men đang theo dõi tình trạng của tiếu mị cục trưởng từ cùng ngô lão cũng đang ở đây lúc này từ cục trưởng hỏi tiểu diệp tiếu mị tình hình thế nào men đáp tình trạng khôi phục không tệ ngày mai cô ấy có thể tỉnh lại Ngô lão cũng hỏi thăm tình hình vết thương trên mặt của Tiếu Mị có thể phục hồi như cũ không. Hắn không đáp lời ông mà đang suy nghĩ gì đó, rồi lại hỏi, có biện pháp gì giúp tôi đàn áp đám ký giả kia không? Tôi cũng sắp bị bọn họ ép đến nỗi điên rồi. Ngô lão nói, dịp tiểu ca, đây chính là cơ hội cho cậu nổi danh, cậu có cả một người y thuật. Trời cao nhất định phải khiến cho cậu không tầm thường, vẻ mặt hơi khó chịu. Hắn lại nói, đứng nói chuyện như vậy không mỏi lưng sao. Tôi hỏi các người rốt cuộc có hay không có cách xử lý đám người ký giả. Từ cục trưởng đáp, duy nhất một cách chính là cậu tiếp tục chơi trò mất tích hoặc là cậu xuất hiện trong tầm mắt công chúng trong thời gian dài mọi người sẽ dần dần đối với cậu mất đi hứng thú nghe xong kế sách của từ cục trưởng hắn thầm thắn một câu ông thật đúng là một nhân tài đến ngày đó tôi mặc quần xịp gì phòng trừng thiên hạ đều sẽ biết rõ bỗng lúc này có tiếng tư khởi vang lên bên ngoài cửa cô nói tôi có cách nghe cô nói sẽ có cách nhưng hắn vẫn một nét mặt bình thản nói không hổ là chữ gia nhanh như vậy liền có thể tìm được tôi nói ra cách của cô xem tư khởi đáp tôi có thể giúp anh đè chuyện này xuống cùng tôi đi một chuyến không lâu sau chiếc xe chở hai người đã lao vút đi trên một con đường nào đó tư khởi vẫn im lặng không nói gì còn men thì cứ nhìn trầm trầm con nhà người ta thấy hắn nhìn mình lâu như vậy cô khó chịu nói đừng nhìn tôi kiểu đó có được không vẽ mặt không vui hắn đáp nhìn cô là cho cô mặt mũi lập tức nói ra biện pháp đi rồi như chợt nghĩ ra gì đó hắn lại nói không đúng hẳn là cách của chữ lão đầu dựa vào chỉ số thông minh của cô thì có thể nghĩ ra cái gì chứ vô duyên vô cớ lại bị mắng cô lại khó chịu quát miệng anh sạch chút đi sớm muộn gì có một ngày tôi sẽ xử lý anh thấy mình bị hâm dọa hắn cười khẩy một cái rồi lại nói còn muốn bắn tôi sao lần này muốn bắn chỗ nào mình hay là đầu thấy hắn lại nhắc chuyện của cô gần giọng rồi lại hỏi anh muốn thế nào chuyện kia không phải tôi đã xin lỗi anh sao đáp lời cô vẫn là vẽ mặt lạnh lùng khinh khỉnh rồi hắn nói nếu như tôi đem cô cưỡng ép 20 rồi sau đó xin lỗi cô cô có thể tha thứ cho tôi sao nghe đến đây ngay lập tức cô không nhịn được lại mắng khốn kiếp đồ biến thái anh thật là hiếp người quá đã a à. chọc giận thành công hắn lại ngã người ra ghế rồi ung dung nói phí lời cùng cô nói nhảm muốn dạy dỗ tôi ngày khác tới đi tốt nhất đem cả cái gì vị hôn phu tan đa vô địch gì đó cùng tới nếu không chỉ bằng năng lực của cô tôi thật là coi thường liên tục bị chọc tức cơn giận của tư khởi đã đến đỉnh điểm nhưng cô không nói gì mà đạp ga thật mạnh rồi chiếc xe rít gió mà lao đi như một viên đạn chỉ nghe thấy tiếng la hét của hắn bên trong xe này 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 đường thì có hàng ngàn cái còn mạng thì chỉ có một thôi cô đừng có kích động à nha không lâu sau đó cảnh đã chuyển đến chiến khu đón tiếp men là chữ lão vừa tới nơi ông đã tươi cười với hắn chào tiểu tử chúng ta lại gặp nhau nghe vậy hắn cũng đáp lời chữ lão đầu thân thể khôi phục cũng không tệ mà lời hắn vừa dứt thì ông lão cũng cười ha ha rồi đáp thật là cách gọi thú vị lâu rồi không bị ai gọi như vậy thấy ông nội không được tôn trọng tư khởi cũng mắng hắn khốn kiếp không tôn trọng người lớn không biết lễ phép thấy tư khởi vẫn không an phận mà lại chọc gẹo hắn hắn quay sang hỏi ông lão chữ lão đầu nghe nói chính xác cháu rể ông thân thủ không tệ tôi thật là tò mò hắn có thể quản được cháu gái này của ông không đáp lời hắn ông lão nói, không được, cậu có cao kiến gì sao? Nghe lão hỏi thế hắn bèn đáp, tôi có chút gia trưởng, đàn bà không nghe lời thì trực tiếp quất cho một trận, thấy mình lại bị chưa tức, tư khởi hét ầm lên, ông nội, ông xem anh ta kìa. Ông lão xua xua tay nói, được, được rồi nha đầu, cháu ra ngoài trước đi. Thấy ông nội như vậy làm cô càng thêm ấm ức, cô hừ một tiếng rồi đóng cửa thật mạnh rời đi, cả hai người đều nhìn về hướng đó nhưng lại không nói gì. Lát sau không khí đã trở lại như của ông lão mới cất tiếng, tiểu tử, bộ dạng cậu như vậy, ta cũng không dám đem cháu gái gả cho cậu vừa nghe lão nói mang cháu gái gả cho mình hắn lập tức chấn kinh xua xua tay liên tục rồi nói tha tha cho tôi đi cái này không thể đùa giỡn cưới cháu gái ông không phải muốn giết tôi sao tôi đúng là sợ lão thở dài một hơi rồi lại nói ai vậy thì nói một chút những thứ khác những ký giả kia ta có thể giúp cậu đè xuống như đã quá rõ bản chất của các đại gia tộc hắn bèn nói chữ lão đầu tôi thích thẳng thắn nói điều kiện của ông đi ông lão ung dung đáp tôi đối với loại thuốc hôn đó của cậu có hứng thú cậu bị tư khởi đã thương đã dùng cái đó muốn đem thuốc của cậu dùng cho chiến khu dĩ nhiên tôi không phải lấy không của cậu cậu có thể không biết trong chiến khu bị thương tàn tế có bao nhiêu rất nhiều chiến sĩ cũng là bởi vì không kịp thời chữa trị mới dẫn đến răm cái phát sinh đợi cho lão nói xong hắn liền đáp tôi đối với những thứ này không hiểu nhưng tôi vẫn luôn kính nể các chiến sĩ nhưng tôi là một người làm ăn thuốc bán cho ai cũng được tôi chỉ quan tâm lợi ích của tôi lời hắn vừa dứt thì ông lão cũng đưa lên hai ngón tay thương nhân trục lợi cái này rất bình thường tôi cho cậu hai loại phương thức hợp tác một là chiến khu trực tiếp mua đứt hai là áp dụng kiểu ăn hoa hồng nghe xong điều kiện hắn không chút do so dự lại mà nói tôi tương đối thiên về loại thứ ba do tôi phụ trách giao hàng chúng ta hợp tác lâu dài dĩ nhiên nhìn ở quan hệ hai ta tôi có thể cho ông già ưu đãi nghe xong lời hắn ông lão lại thầm mắng đúng là cao thủ lại gặp thách đấu tiểu tử cậu muốn cạo hết lông trên ngồi tôi dài lâu à nhưng như đã nói qua tôi dù sao cũng phải biết công hiệu của thuốc chứ men đáp cái này đơn giản tôi có thể chế một ít cho ông đi nghiệm chứng xem như chuyện chính đã xong cứ quyết định như vậy cụ thể áp dụng loại phương thức nào chỉ dựa vào tôi thì không cách nào kết luận dẫu sao cái này liên quan đến cấp cao hơn ta chỉ có thể nhận lời cậu tận lực không để cho lợi ích của cậu bị tổn hại bàn điều kiện xong hắn vẫn không quên nhắc nhở ông lão về phần hợp tác đã như vậy tôi xin cảm ơn trước nhưng bên ký giả kia ông phải nghĩ biện pháp giúp tôi giải quyết ông lão cười nói không thành vấn đề chuyện công nói xong chúng ta nói một chút chuyện riêng tiểu tử cậu sẽ không chịu giúp âu dương an nam sao nghe thế hắn khó hiểu hỏi không nghĩ tới ông cũng muốn làm thuyết khách nhưng đáng tiếc tôi thấy âu dương lão đầu rất khó chịu không muốn giúp ông ta nghe đến đây vẽ mặt ông lão có chút nghiêm trọng nói âu dương lão đầu cũng đã bị trừng phạt cậu cũng không cần cân nhắc một chút sao đáp lời ông là vẻ mặt lạnh lùng rồi hắn nói chuyện liên quan gì đến tôi cũng không phải là tôi trừng phạt ông ta tôi tại sao phải xuất thủ hơn nữa tôi không phải thầy thuốc không có tư cách hành nghề chữa bệnh lúc này có tiếng tư khởi bên ngoài thông báo ông nội người đã tới rồi nghe người đã đến ông vội đứng dậy nói với men tiểu tử đi thôi có người muốn gặp cậu một lần không lâu sau đó ở tại một khu nhà nằm biệt lập bên trong căn nhà có bốn người ngồi đối diện nhau bầu không khí lúc này hơi có chút căng thẳng như đã chuẩn bị xong tất cả lúc này cha của hạnh nguyệt mở lời trước diệp tiên sinh chào cậu tôi là âu dương cống căng là cha của hạnh nguyệt lần này tôi tới là hy vọng dịp thần y có thể giúp cha tôi một chút thấy men vẫn im lặng chữ lão lại tiếp lời tiểu tử hiếm thấy cống văn có thành ý như vậy cậu giúp bọn họ một chút đi lúc này hắn vẫn đang im lặng suy nghĩ bên sướng bên họa chữ lão đầu quả nhiên là tới làm thuyết khách ngầm xong hắn lập tức đáp chuyện này tôi thật sự không giúp được gì. Bị thẳng thừng từ chối Âu Dương Cống Can không hề giận mà lại nói, Hạnh Nguyệt nói với tôi việc cậu lo Âu, cậu yên tâm vấn đề an toàn của cậu tôi sẽ phụ trách. Còn sai lầm của cha tôi, tôi ở đây nói lời xin lỗi cậu, Trình tiểu thư ta nhất định sẽ tới cửa xin lỗi, cũng nhất định sẽ bồi thường cho cô ấy. Thấy ông hạ thấp thân phận như vậy lòng hắn lúc này cũng thấy nhẹ hơn, rồi hắn lại nói, tôi có thể cảm nhận được thành ý của các người, nhưng chuyện này tôi sợ rằng không thể ra sức. Tuy phải nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, người này hạ thấp thân phận như vậy, e rằng mình cũng khó lòng mà từ chối. Suy nghĩ xong hắn thở dài một hơi rồi lại nói, đem kết quả chụp CT tới cho tôi, còn tất cả chỉ số tình trạng của bệnh viện, toàn bộ đưa cho tôi. Vốn dĩ đã có chuẩn bị từ trước, lúc này nghe men nói như thế, Hạnh Nguyệt liền đưa tay vào túi, lấy ra một sấp hồ sơ đưa cho hắn rồi nói, toàn bộ đều ở đây. Cầm sắp hồ sơ trên tay hắn thầm thán phục, cô gái này rất giả hoạt, tất cả đều đã chuẩn bị xong đợi mình nhảy xuống hố. Mưa oi phút sau sắp hồ sơ kia đã được hắn lần lượt đọc qua hết, rồi hắn nói, nếu như tôi đoán không lầm, Âu Dương lão đầu lúc còn trẻ phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Đáp lời hắn là Âu Dương Cống Căn, đúng vậy, năm 40 tuổi đã từng té, lúc ấy nghỉ ngơi khoảng một năm mới khỏi. Nói xong ông lại thầm cảm thán một câu, không hổ là thần y, nhìn một cái là có thể phát hiện ra bệnh cũ của lão gia. Như một lời khẳng định, hắn tiếp tục nói, quả thật khôi phục, có thể ở đầu còn có cục máu tụ chưa tan hết. Chắc hẳn ngày đó ông nội cô bị thương lúc ngã xuống đất, đầu đã chạm đúng chỗ vết thương cũ, cảm thấy khó hiểu, Âu Dương Cống Can buộc phải hỏi, căn cứ vào các báo cáo kiểm tra, cũng không phát hiện có cục máu, coi như có thật, tại sao những bác sĩ khác không nhìn ra? Để ông được rõ hơn hắn lại nói, cục máu ở phía trước xương phía sau ẩn nấp, trước mắt kỹ thuật CT không cách nào chụp tới chỗ này, còn tôi tại sao lại thấy? Một lúc không thể trả lời. Bởi vì hắn là đang dùng phương pháp quan trắc học, là kỹ thuật của mấy chục năm sau, nên dù có nói mấy người này cũng sẽ không thể hiểu. Vẻ mặt trầm ngâm âu dương cống căn lại hỏi, Diệp thần y, nếu quả thật như lời cậu nói, vậy cậu xuất thủ sẽ có mấy phần cơ hội? Ông đã hỏi trúng trọng điểm sự việc, khiến hắn cũng phải im lặng phân tích thật lâu vấn đề lúc này cả căn phòng đều một màu tĩnh lặng hồi hộp và chờ đợi thế rồi chính giọng nói của hắn đã phá vỡ bầu không khí này chỉ với hai chữ một phần lời này vừa ra tức thì cả ba đều chấn kinh như không tin đây là sự thật hạnh nguyệt lại nói chỉ có một phần cũng thật là quá ít nếu ngay cả dịp vô thiên cũng nói chỉ một phần vậy người khác thì sao chẳng phải là lại thấp hơn nữa men lại tiếp tục nói thật ra thì cái gọi là một phần cầm chắc cơ bản có thể không đáng kể âu dương lão đầu vận khí quá kém mới động tới bệnh cũ tôi chỉ nắm chắc một chút như vậy Chữ lão nghe thế cũng rất khó mà tin lão lại hỏi thật là khó xử lý vậy sao có phải cậu còn giấu nghề đáp lời lão là vẽ mặt khó xử của hắn chữ lão đầu tôi cũng không phải thần tiên không thể nào chữa khỏi tất cả các bệnh tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng hắn cũng thầm hiểu rõ dù cho là mấy thập niên sau thế giới vẫn không có cách nào giải quyết chứng bệnh này bỗng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng nhấc máy lên thì thấy giọng trình khả hân gấp gáp vang lên mau trở lại tiểu khu thiên tâm xảy ra chuyện rồi hắn hốt hoảng không biết là chuyện gì thì đâu dây bên kia khả hân đã cúp máy làm lòng hắn lo lắng không thôi thấy tư khởi vẫn đứng gác ở cửa hắn bèn nói đàn bà điên mau mau đưa tôi về vốn dĩ còn đang rất bực tức giờ đây nghe hắn nói như thế lòng tự khởi càng thêm bản phần khó chịu cô lập tức đáp thật xin lỗi bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt anh tìm người khác đi vốn được người mời tới giờ có việc cấp bách muốn đi lại không thể đi khiến hắn vô cùng không vui bỗng lúc này giọng hạnh nguyệt vang lên tôi đưa anh đi dù sao tôi cũng rảnh thấy con gái mình muốn phá bỏ quy củ mà đưa men về ông hỏi hạnh nguyệt con nhất định phải làm như vậy sao cô bình thản đáp nó không quan trọng một mà đối đáp của hai cha con khiến men voi cùng khó hiểu hắn bèn hỏi không phải chỉ là đưa người đi sao không đến nỗi kinh ngạc như vậy chứ nhĩ lão tử thật đúng là đủ hẹp hòi Lưỡi đã nói ra tay hắn cũng nắm lấy tay hạnh nguyệt mà kéo đi thật nhanh bỏ lại sau lưng là ánh mắt ngơ ngác của chữ lão cùng âu dương cống căn lúc này chữ lão mới hỏi cống căn ta không nghe nhầm chứ nha đầu hạnh nguyệt muốn đưa tiểu tử kia đi cống căn đáp lão gia tử tôi cũng cho là mình nghe nhầm xe hạnh nguyên cho tới bây giờ không trở qua bất kỳ nam nhân nào tứ đại gia tộc mọi người đều biết chuyện này thậm chí ngay cả tôi là cha cũng không được ngồi nếu chuyện này truyền ra ngoài lại dẫn tới náo động lúc này cả hai đã ngồi trên xe nhưng hạnh nguyệt thì lại ngẩn ngơ hồi lâu mà không cho xe chạy thấy vậy hắn bèn hỏi cô ngớ ra làm gì mau lái xe đi chẳng lẽ cô không được khỏe hạnh nguyệt nói tôi không sao rồi lập tức cũng cho xe lao đi chiếc xe màu tím chở hai người lao đi trên đường với tốc độ rất nhanh không lâu sau đó cũng đã đến tiểu khu thiên tâm đập vào mắt hắn lúc này là màn hai nhưng cảnh chỉ có một căn nhà của hắn lại phát sinh hỏa hoạn khói đen đang không ngừng lan ra từ phía ngồi trong xe nhìn lên nơi phát ra đám cháy hắn thầm mắng đậu xanh nó chứ đốt nhà người khác mà cũng nghiện như thế sao nói xong hắn lập tức lao nhanh về hướng đám cháy trong lúc các chiến sĩ đang tận lực dập lửa thì hắn cũng đã lên tới nơi vừa trông thấy hắn khả hân đã không nghĩ ngợi gì thêm mà lao người đến ôm chặt lấy nhà chúng ta cháy hết rồi cùng với đó là những giọt nước mắt ôm lấy thân thể cô hắn an ủi đừng sợ không có chuyện gì nữa có tôi ở đây rồi tình thế này tôi quen rồi chờ tắt lửa rồi hãy đi vào an ủi khả hân như thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khó chịu hắn đang nghĩ chẳng lẽ lại là âu dương hào tên khốn kiếp kia làm lão tử không đau xót cái nhà chỉ sợ hắn làm cho khả hân sợ hãi bên trong căn nhà lúc này các chiến sĩ vẫn đang tận lực dập lửa mãi hơn 2 giờ sau đó đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn lúc này hắn mới có cơ hội nói chuyện với hạnh nguyệt cô có chuyện có thể đi trước ông nội cô tôi bây giờ không có cách gì hạnh nguyệt đáp chờ tôi nghỉ được biện pháp nhất định sẽ giúp anh anh cũng nghĩ thoáng một chút người không sao là tốt rồi. Lúc này chợt có người lớn tiếng cho cô thuê nhà của tôi ở. mới thuê không được bao lâu thì lại cháy. dùng nhà không cẩn thận một chút, không phải nhà của ngươi ngươi không đau lòng có đúng không? đang lúc bực tức không có chỗ phát tiết giờ lại có cơ hội, men lập tức mắng to, ồn ào gì thế? bà cho là chúng tôi muốn như vậy phải không? nhà là của bà, có thể bà không thấy đồ đạc chúng tôi bên trong phòng không? thấy men mặt mày giữ tợn bà ta cũng cục pha xuống rồi nói đó là chuyện của các người. tóm lại lần này các người nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn phòng này tôi sau này còn có thể cho người khác ở, sửa sang cũng tốn không ít tiền tổng cộng 396 ngàn a. Đáp lời bà là vẽ mặt lạnh lùng, ngày mai tôi lấy tiền, nhà này tôi mua. Thấy men có vẽ lớn lối, bà ta lại nói tiếp, ngược lại là thật biết khoác lác, không biết các người tối nay sẽ ở như thế nào. Hắn thầm nghĩ mụ già này cũng thật khó nhằn, bởi lúc này trong túi hắn thật sự không có nhiều tiền, tiền bán tôm điều đã đưa hết cho khả hân. Thấy hắn đang khó xử, hạnh nguyệt bèn ra tay, đây là 4 triệu, tiền thừa khỏi trả, ngày mai đến sang tên nhà cho anh ta nhận được chi phiếu bà ta cười hớn hở nói nhà các người tùy ý sử dụng nghĩ thế nào đốt chơi cũng được nói xong bà ta liền sao thăng ngay lập tức mọi chuyện cũng đã được giải quyết lúc này hắn mới mở lời hạnh nguyệt tiểu thư đây là tôi mượn cô ngày khác nhất định trả lại hạnh nguyệt cười tươi rồi nói chuyện nhỏ thôi không cần giữ trong lòng nói xong cả ba cùng đi vào bên trong căn nhà lúc này mọi thứ đều đã không còn sót lại thứ gì nhìn khắp nơi một chỉ toàn là cho bụi đổ nát khả hân buồn bã nói quần áo đồ trang sức tất cả đều đã bị thuê dụi còn men thì vẫn đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó vừa tìm hắn vừa mắng chết tiệt hung thủ xem lão tử là cái gì con khỉ muốn đốt liền đốt sao vốn định sẽ rời đi nhưng hạnh nguyệt lại hỏi hai người cần tôi giúp thêm gì nữa không men đáp không cần vốn không có gì để dọn dẹp lời này chưa xong bổng hắn phát hiện ra trên bàn vẫn còn thứ gì đó vẫn chưa bị cháy hình dạng giống như một tờ giấy cầm tờ giấy trên tay hắn tự hỏi đây là thứ gì trước khi cháy mình không nhớ chỗ này đã để cái gì ngẫm nghỉ hồi lâu hắn mới nhớ ra là quyển sách hắn đã lấy ở nhà Ngô Quần Sinh, quyển Hoa Bảo Điển, giờ sách đã cháy sạch sao tờ giấy này vẫn còn. Thấy hắn cầm tờ giấy ngẩn ngơ thật lâu, Hạnh Nguyệt vội hỏi, đó là thứ gì? Thấy cô phát hiện hắn nhanh tay giấu tờ giấy vào trong áo, rồi quay sang nhìn cô, cả hai cùng cười cười không nói gì. Lúc bấy giờ phía dưới của tiểu khu Thiên Tâm, mọi thứ cũng đã trở lại ban đầu vốn có. Cả hai người cùng tiền chân Hạnh Nguyệt đến tận dưới lầu, lúc này men nói, Hạnh Nguyệt chúng tôi phải trở về khách sạn, cô cũng trở về đi. Trầm tư một lúc Hạnh Nguyệt đáp, mặc dù tôi biết lúc này nói chuyện khác không thích hợp nhưng vẫn là hy vọng Diệp Tiên Sinh có thể giúp Hạnh Nguyệt như đã hiểu được tâm ý của nàng hắn liền đáp ông nội cô tôi bây giờ thật không biện pháp gì có biện pháp tôi nhất định giúp cô xem như nể mặt cô Hạnh Nguyệt cũng cúi đầu đa tạ Diệp Tiên Sinh rồi xoay người lên xe mãi đến khi chiếc xe nhỏ dần trong tầm mắt lúc này hắn thầm nghĩ đúng là cô nương tốt a à, thật là con nhà giàu mà thuần khiết chữ tư khởi so với cô ấy thật là trừ mặt ra thì cái gì cũng kém xa thấy hắn cứ đứng đó thần thờ khả hân giận rồi nói cô ấy hình như với anh ấn tượng không tệ dẫu sao người ta là đại tiểu thư đàn ông đều như nhau cô ấy đối với anh lại còn rất nhiệt tình nghe có vẻ cấn cấn hắn bèn hỏi tại sao lại nói như vậy khả hân đáp xe cô ấy cho tới bây giờ không trở qua bất kỳ nam nhân nào bao gồm cả cha cô ấy anh là người đầu tiên nghe tới đây hắn mới tá hỏa rồi ngay lập tức tỏ ra bộ mặt nham nhỡ mà nói còn có loại chuyện này sao vậy tôi chẳng phải là vô cùng vinh hạnh như để khẳng định khả hân lại nói cho nên mới nói cô ấy đối với anh ấn tượng không tệ nghe đến đây hắn lại cười ha ha thật là có ấn tượng ngày khác tôi phải hỏi cô ấy một chút có phải thích tôi hay không đây chính là cơ hội tốt để vào nhà giàu. Trong lúc hắn còn chưa xác thực được hậu quả khôn lường của lời nói kia, lúc này Khả Hân đã hừ một tiếng rồi quay xe. Tiếng vai đập cửa xe hòa vào tiếng động cơ để lại trên mặt đất vài vệt cháy xém, bỏ lại sau lưng tất cả tiếng kêu réo của hắn. Đợi đã, tôi còn chưa lên xe mà. Đợi tôi, cô chẳng lẽ muốn cho tôi đi bộ đến khách sạn sao? Tôi còn chưa lên xe. Màn đêm cuối cùng cũng bao trùm tất cả tại khách sạn nào đó trong thành phố. Lúc này hắn đang cầm trên tay tờ giấy lúc sáng đã nhìn từ rất lâu, rồi hắn nghĩ đây là cái đồ chơi gì ban đầu mình lấy được sách sao lại không nhìn thấy bên trong không có kẹp giấy da trâu chẳng lẽ thật là cái gì bí tịch nhưng phía trên một chữ cũng không có mình làm sao có thể biết được hỏa hoạn nhiệt độ cao như vậy giấy da trâu này cũng không cháy chẳng lẽ cần nhiệt độ cao hơn nghĩ thế hắn bèn hơ tờ giấy dưới đèn mãi đến nửa giờ sau tay đã mỏi run nhưng kết quả tờ giấy vẫn là tờ giấy không phản ứng thật sự là không có phản ứng vẫn không bỏ ý định hắn vội rút ra một cây kim thử nhỏ máu nhận chủ nhưng kết quả tờ giấy vẫn là tờ giấy hắn lại lẩm bẩm một mình thật mình còn là một bác sĩ lại tin loại đồ chơi trẻ con này nhưng không hắn vẫn không bỏ ý định lỡ không được hắn lại dùng nước vì hắn không thể tin đây là mảnh giấy vụn thả tờ giấy vào bồn hắn xả thật nhiều nước không lâu sau đó khi tấm giấy da trâu đã thấm đầy nước thì trên đó lại hiện ra rất nhiều chữ thì ra đây là hiên viên khí thuật vật cổ trong truyền thuyết sao lại ở nơi này bất ngờ lúc này Khả Hân mở cửa đi vào rồi hỏi hắn đói chưa có muốn đi ăn tối không ngay lập tức hắn ôm lấy cô rồi cười ha 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 như chúng ta miệng thì không ngừng nói tôi đã nhặt được bảo bối rồi Khả Hân lúc này thì muốn tôn cái lèo chưa biết chuyện gì đã sắp và sẽ xảy ra lúc này cả hai đang dính sát vào nhau đúng như một loại tư thế nào đó trong truyền thuyết nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì môi đã lại chạm môi liên tục các tình tiết dồn ép lát sau cả hai cũng thở hồn hển không biết là vì mệt hay là vì chính nụ hôn kia làm tim loạn nhịp để rồi cả hai nhìn nhau phải ngượng ngùng hồi lâu khi mọi cảm xúc đều trôi qua hắn mới hốt hoảng lấp bấp nói ồ cô không nên tức giận tôi thật không phải là cố ý vẽ mặt có chút buồn khả hân đáp tôi cũng không phải người tùy tiện hắn lại gài gài đầu rồi nói tôi cũng không phải rồi đột nhiên khả hân lại hét lên anh y quy của anh có phải số âm không đèn nén lại chút tâm tư cô lại hỏi rốt cuộc xảy ra cái gì mà làm anh cao hứng như thế cầm giờ giấy trên tay hắn nói tôi lấy được đồ mình muốn tôi phải cảm ơn cái người đã phóng hỏa đó đồ chơi này so với một ngôi nhà cái gì cũng không bằng khả hân vẫn chưa hiểu ớt giáp gì thầm nghĩ người này chẳng lẽ là bị hun khói thần trí không được bình thường chợt hắn đưa lên tờ giấy rồi chỉ chỉ nói đây chính là đồ tốt chúng ta cùng luyện lui để ý hắn khả hân xoay người đi rồi nói không có hứng thú anh luyện đi dù sao tôi cũng không có khả năng lợi hại như anh tôi chỉ đứng ở sau lưng anh là đủ rồi khả hân đi rồi còn mỗi mình hắn vẫn đứng đó với tờ giấy trên tay hiên viên khí thuật tổng cộng có 5 giai đoạn cường thân kiện thể thoát thai hoán cốt khu khí hành châm khí đáo bệnh trừ ích thọ duyên niên mỗi khi luyện thành một giai đoạn trên người sẽ có biến hóa phiên thiên phục địa nhưng đồ chơi này cũng không phải ai cũng có thể luyện cần phải am hiểu huyệt vị thì mới luyện được nếu không cẩn thận sẽ bị liệt đọc qua một lượt những hướng dẫn lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống nhớ lại các kiến thức vừa mới tiếp thu đầu tiên tưởng tượng trong cơ thể có một cổ khí cổ khí này cần phải bơi vào các huyệt vị trong cơ thể tay cũng phải đè vào huyệt vị tương ứng ngầm xong hắn vội điểm ra từng chỉ một lần lượt theo chỉ tay điểm ra là tên các loại huyệt vị khắc hải thần hung hạ viện trung quảng thiên trì thiên tuyền khúc trạch bộ môn nội quan vừa vận khí vừa điểm chỉ khai mở huyệt vị không lâu sau con đường hành khí cũng đã mở rộng nhưng kinh mạch vẫn chưa được hoàn toàn thông suốt sáng hôm sau khi cả hai cùng ăn cơm khả hân chợt hỏi anh như này là như thế nào bị tờ giấy tối hôm qua làm cho không ngủ. Hắn đáp, tê dại, tối hôm qua luyện suốt đêm, trừ huyệt vị đau muốn chết còn cái gì cũng không cảm giác được. Tôi không tin là sẽ không luyện được nó. Ăn cơm xong hắn tiếp tục trở về phòng ngồi luyện, rồi lầm bẩm, chết tiệt, mình không tin, huyệt vị làm sao có thể bào phát. Nó thật đem huyệt vị của mình cho nổ, nếu không mình tuyệt đối sẽ luyện nó, sau một ngày đêm luyện tập xung phá kinh mạch. Lúc này đây nhưng vách ngăn kinh mạch cũng dần dần được khai mở, kèm theo đó là từng cơn dư chấn, đau nhức dữ dội, nhưng hắn kìm nén cơn đau rồi tiếp tục vận khí xung mạch. Từng chỉ, từng chỉ điểm vào các huyệt vị làm cho vách ngăn kinh mạch vỡ toạc ra, kèm theo đó là từng cơn đau nhức dữ dội, rồi một tiếng hét thảm vang lên a a a đau quá. Lúc này Khả Hân cũng hốt hoảng chạy vào hỏi, tên xấu xa anh thế nào rồi? Anh rốt cuộc là bị làm sao? Đừng dọa tôi a, à, chúng ta đừng luyện nữa có được không? Anh đã rất mạnh rồi. Đừng, đừng luyện nữa. Lúc này hắn rất muốn nói gì đó để trấn an cô, nhưng dư chấn của cơn đau làm cho hắn ngay cả miệng cũng không mở nổi, không thể phát ra âm thanh. Hình ảnh của Khả Hân lúc này cũng mờ dần trong mắt hắn, trong đau đớn hắn thầm nghĩ mình đường đường là một dược thánh tinh thông dược lý tinh thông cấu tạo thân thể con người làm thế nào cũng không nghĩ ra huyệt vị lại thật chó chết nổ tung mặc cho khả hân có kêu gào thế nào cơ thể hắn vẫn nằm yên bất động còn sót trong hắn lúc này là một tia ý thức yếu ớt sớm biết như thế ta đã không luyện rồi mắt hắn cũng dần khép lại theo một tia ý niệm kia thời gian trôi qua không biết đã bao nhiêu lâu khả hân vẫn ôm lấy cơ thể hắn mà gào khóc tên xấu xa anh tỉnh lại tỉnh lại đi mau tỉnh lại rốt cuộc là thế nào và xin anh đừng dọa tôi có được không? Xin anh nhanh tỉnh lại đi, đừng có dọa tôi nữa. coi như anh muốn chơi đùa tôi cũng không đánh anh. cơm sau này tôi nấu cũng được, tôi sẽ một mực nuôi anh. sau bao lâu tâm thức anh chìm trong một màu đen, lúc này hắn cũng đã dần mở mặt ra, cố gắng nâng cánh tay lên lau nước mắt cho cô. giọng hắn thở thào, đừng khóc, khóc lóc mặt cô sẽ xấu đi đó. lời hắn vừa dứt ngay lập tức cô nhào đến mà ôm lấy hắn, nước mắt tuôn ra như suối nguồn, kèm theo đó là âm thanh nước nỡ vang khắp cả căn phòng. hắn vui sướng thầm nghĩ, hóa ra trên cõi đời này vẫn có người lo lắng cho hắn ngầm xong hắn cũng ôm lấy cô rồi nói không sao rồi đừng khóc bây giờ tôi không chỉ thấy thân thể không có khác thường thậm chí còn cảm giác có chút thoải mái tuyệt đối so với bất cứ chỗ nào cũng khỏe đôi mắt ngấn lệ cô sờ mặt hắn rồi hỏi thật là không sao hắn cười tươi rồi đáp dĩ nhiên nhưng tôi mới vừa rồi thật giống như nghe được có người hình như muốn bị tôi bắt nạt nghe đến đây khả hân như bình tĩnh đại ngộ ánh mắt hốt hoảng pha lẫn chút thẹn nhanh như chớp cô phóng xuống khỏi giường miệng lấp bấp vừa vừa rồi vừa rồi không có người nào nói vậy biến thái chết đi khả hân đi rồi hắn vẫn còn ngây ngốc tự hỏi chẳng nhẽ mình nghe nhầm nhưng thôi ít nhất mới rồi chịu đau cũng không uống phí ngầm xong hắn đưa lên một ngón tay thử vận khí ngay lập tức một luồng khí lưu truyền đến ngón tay tạo nên một dòng chân khí bao trùm lấy Thấy thế hắn một phen tự luyến dường như mình đã có một cái gì đó rất khủng báo hiệu cho tầng thứ nhất đã được luyện thành bỗng lúc này điện thoại báo có tin nhắn từ ngô quần sinh hắn lập tức mở ra xem thì thấy tiểu tử cậu tại sao không trả lời tin nhắn thường tiếu mị tỉnh lại hai ngày rồi tình hình vô cùng không ổn định cậu mau đến xem xem cảnh lại chuyển đến biệt thự của âu dương gia bên trong sân lúc này hạnh nguyệt đang ngồi nói gì đó cùng với tiểu ngã rồi vẽ mặt phút chốc trở nên ngưng trọng lúc này tiểu ngã nói tiểu thư theo trí nào tình báo nhà diệp vô thiên lần trước cháy rất có thể có liên quan tới âu dương hào thiếu gia lần này chỉ sợ cũng nghe đến đây hạnh nguyệt lại thở dài một hơi rồi nói âu dương hào thích trình khả hân trình khả hân lại cùng diệp vô thiên ở một chỗ hơn nữa anh ta còn có tiền án quả thật hiểm nghi rất lớn nghe đến đây tiểu ngã cũng nói thêm nếu quả thật là như vậy với tính cách của diệp vô thiên rất có thể sẽ hận toàn bộ âu dương gia trước mắt chúng ta cần nhất là cùng anh ta tạo quan hệ tốt. Vẽ mặt buồn bã Hạnh Nguyệt đáp, đúng vậy. Bây giờ có kết luận còn quá sớm, tiếp tục tra một chút đi, hy vọng không phải là hắn. Lúc này chợt vang lên giọng nói từ Đồ Vi, "Ô Hạnh Nguyệt em gái, sao vẽ mặt ủ rủ vậy? Cẩn thận không lại có nếp nhăn nha." Thấy là Tư Đồ Vi, Hạnh Nguyệt cũng đứng lên. "Chào chị, đã lâu không gặp, làm sao đột nhiên có hứng thú tới nhà em vậy?" Vẽ mặt tinh quái Tư Đồ Vi đáp, "Người ta đúng là rất lâu không thấy Âu Dương gia gia rồi muốn thăm một chút." "Em hay là mở cửa, để cho chị gặp gia gia một chút, nghe ra ý tứ trong lời nói kia, Hạnh Nguyệt lại nói, ông nội ngày hôm qua chơi cờ tướng muộn, còn đang ngủ, hôm nay không tiện lắm. Hạnh Nguyệt liền chuyển chủ đề hỏi, nếu như chị một mình cô đơn, em bồi chị được không? Thiệt là, nói xong cả hai cùng cười phá lên. Tư Đồ Vi thì xoay người đi rồi đáp, người ta mới không cần đàn bà bồi đâu, đi nha. Nhìn chiếc xe Tư Đồ Vi dần xa, Tiểu Ngã mới cất tiếng, nhìn có vẻ Tư Đồ gia đã dục dịch, trầm tư một lúc, Hạnh Nguyệt nói, đúng vậy. Nam Cung gia giống như còn có Tư Đồ ra cùng liên thủ tình hình rất không ổn. Lúc này màn đêm cũng đã bao trùm tất cả không gian, bên trong bệnh viện, Men đang hướng phòng bệnh của Tiếu Mị mà bước thật nhanh, vừa bước lại vừa nghĩ, tại sao lại quên mất thường Tiếu Mị, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị hủy nhan, chắc chắn không cách nào chấp nhận. Bỗng lúc này có tiếng hét ma mị vang lên, "Thần à, tôi yêu người." Làm hắn chấn kinh, dừng lại hắn nhìn sang hướng phát ra tiếng hét, tiếng hét vẫn vang lên đầy ma mị, "Quỷ à tôi cũng yêu người." Tò mò nhìn vào trong một chút thì thấy đó là tình cây hồng đang bò lê dưới đất, mặc cho các bác sĩ khấu chế hắn vẫn kêu gào đầy ma mị lúc này một nữ y tá vẽ mặt sợ sệt nói tiền công tử mau về ngủ đừng làm loạn hắn lại gào lên ta không về ta không đi ta phải ở chỗ này chơi và thế là một cây kim trà bá đã xuất hiện phập một phát thẳng vào mông hắn ít phút sau hắn nằm mê man mặc cho các y tá lôi hắn sền sệt một màn này khiến men cũng toát mồ hôi lạnh rồi hắn chạy vội đến mà hỏi hai người kia hắn là như thế nào mắc bệnh gì mà dọa người như vậy lập tức có người đáp không biết là bị gì chỉ thích bất ngờ ra dọa người hơn nửa đêm cũng không chịu ngủ men lại hỏi người nhà của hắn đâu cũng không để ý hắn sao nghe men hỏi hai người kia vẽ mặt ngương trọng lại nói để ý a, à? để ý cũng vô ích chỉ có thể nằm viện nghe nói mẹ hắn lúc này đang liên lạc với bác sĩ nước ngoài chuẩn bị xuất ngoại chữa trị nghe thế vẽ mặt hắn trầm tư lại suy nghĩ gì đó lát sau hắn phải tay nói được rồi các người tiếp tục đi tôi đi trước đây một lúc sau hắn đã đứng trước cửa phòng của tiếu mị khẽ đưa mắt vào thì thấy trong bóng tối tiếu mị đang ngồi khóc nhẹ nhàng không một tiếng động hắn đứng lặng người hồi lâu lúc này với trực giác của một nữ cảnh sát dường như cô phát hiện ra gì đó cùng lúc đó men cũng bật con tắt đèn để ánh sáng tràn ngập căn phòng ánh đèn vừa sáng cũng là lúc tứ mị quay người lại ngay lập tức hắn liền đứng tạo dáng florentino giám sát tinh hệ ra mà nói tôi là tới cướp sắc cô chuẩn bị xong chưa đang lúc không vui lại bị hắn một phen chấn kinh cô quát cút nhưng không nghe thấy hắn lại nói tiếp mấy ngày không gặp nhớ tôi cũng khóc tình cảm tình này cũng thật là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu a đây chính là một ngày không gặp như cách ba thù nói xong hắn lướt nhẹ tới trước người cô rồi tạo ra biểu tượng hình trái tim đầy thần thái thấy cô vẫn không có phản ứng gì hắn lại nói chào hỏi tùy tiện phối hợp với tôi đôi câu đừng để cho bầu không khí khó xử vậy cười một cái đi chứ những tưởng cô sẽ vui hay chí ích cũng sẽ nói gì nhưng không vẽ mặt cô vẫn lạnh lùng không nói gì mãi cho đến khi giọt nước mắt lan dài trên gương mặt nhỏ xinh cô mới cất giọng anh không nên cứu tôi anh cứu tôi làm gì là bởi vì tôi luôn tìm bắt anh cho nên mới muốn trả thù tôi sao tôi như bây giờ còn không bằng chết hắn vẫn im lặng đứng đó nhưng trong lòng hắn cũng rất làm khó chịu đột nhiên hắn nói nếu như cô muốn chết tôi có thể giúp cô tôi giỏi cứu người thì cũng giỏi giết người rồi hắn lại hét lên cô không phải muốn chết lắm sao tôi có thể giúp cô tiếu mị lúc này cảm thấy rất sợ hãi khóc thét lên khốn kiếp anh có còn là người không trong lúc cô còn hoang mang hắn lại mở cửa sổ ra rồi quát nơi này là lầu 6, nhảy xuống từ đây cơ hội còn sống là rất nhỏ tiếu mị cũng hét lên điên tiết anh cho là tôi không dám sao đáp lời cô lại là vẽ mặt càng hung dữ hắn nói đúng vậy cô dĩ nhiên dám cách tự sát còn nhiều mà cô nếu hành động bất tiện tôi cũng có thể giúp cô tôi chính là cảm thấy tiếc thay cho gì con gái bà ấy chết khẳng định cũng chống đỡ không được bao lâu nghe nhắc đến mẹ cô lại không kiềm lòng được nước mắt lại giàn ruộng trong âm thanh nức nở cô lại nói tôi tôi biết cho nên tôi phải sống nhưng nhưng tôi là phụ nữ mà mở băng ra thấy mặt đã bị hủy hoại nghe thế hắn lại nói được rồi thì ra cô sợ mình là không ai thèm lấy con người tôi cũng không phải kén chọn quả thực không được hay là tôi cưới cô lời này vừa ra ngay lập tức tiếu mị hỏi anh nói lại lần nữa không chút do dự hắn lớn tiếng đáp tôi nói nếu không ai muốn cô ta có thể cưới cô như vẫn còn chưa tin tiếu mị lại quát hắn anh cũng là không thấy mặt tôi mới dám nói như vậy tôi bây giờ xấu xí đủ để dọa chết người hắn đáp giải phẫu cũng tôi làm cho cô vết thương kia tôi chưa xem qua sao không ai muốn nhưng tôi muốn vẫn vẽ mặt bùn bã cô lại hỏi tôi bây giờ vô cùng xấu xí anh chắc chứ đáp lời cô là vẻ mặt lạnh lùng dĩ nhiên không vợ tôi nhất định phải thật xinh đẹp trắng nỏ nà. Đừng quên tôi là dựa vào cái gì để kiếm cơm. Nghe đến đây, vẻ mặt của Tiếu Mị lại trở nên rạng rỡ. Anh, anh ý là tôi còn có thể khôi phục. Như để nhấn mạnh lời nói, hắn đưa lên một bàn tay rồi nói, năm phần chắc chắn. Như không nói cái này, cô chịu làm vợ tôi sao? Tiếu Mị đáp, năm phần cũng quá ít, có thể nhiều hơn nữa không? Tám phần như thế nào? Vẻ mặt khó chịu hắn nói, bà cô, cô đây là mua thức ăn sao, còn trả giá. Nói mười thành luôn có được hay không, Tiếu Mị liền giận dỗi quay ngoắt đi không thèm nói thêm một lời nào. nhưng không quan tâm sự thất thường này của cô hắn lại hỏi, nghe Ngô lão nói cô gần đây vẫn luôn nổi giận, cũng không làm sao ngủ được. Tối nay tôi sẽ miễn cưỡng cùng cô ngủ chung, giúp cô điều chỉnh quy luật cuộc sống. Lời hắn vừa dứt liền bị Tiếu Mị chỉ mặt quát, anh dám? Anh coi chừng tôi nha, tôi coi chừng anh rồi đó. Nghe cô nói hắn lại hỏi, làm sao? Cô ngược lại là giống như lần trước, mang súng lên giường sao? Tôi cũng không tin cô có thể mang súng tới bệnh viện. Đáp lời hắn chỉ là tiếng hừ lạnh ngắt, rồi cô chui thẳng vào trong chăn, thấy cô không chịu nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, ở đúng rồi. Nói cho cô một tin tức tốt, bệnh của bác gái tôi đã có biện pháp, có lẽ trong vòng một năm tôi có thể chữa khỏi. Nghe bệnh của mẹ được chữa khỏi, cô vui mừng liền hỏi thật sao. Hắn đáp, đương nhiên là thật, cho nên cô nghỉ ngơi cho khỏe đừng để cho bệnh tình tăng thêm, ngoan ngoãn đi ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng ừ nhẹ của tiếu mị, rồi không lâu sau đó cô cũng chìm dần vào giấc ngủ, không vội rời đi, hắn đứng đó nhìn cô hồi lâu. Khi thấy cô đã ngủ rất say hắn mới muốn xoay người rời đi, nhưng vừa cất bước thì không biết vô tình hay hiểu ý bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay hắn hắn cảm thấy khó xử vì chưa biết phải xử lý thế nào rồi hắn chợt thở dài ai nhìn kiểu này là tối nay không rời đi được rồi chuyển cảnh sáng hôm sau tại bệnh viện lúc này cục trưởng từ đang hỏi ngô lão ngô giáo sư cô ấy thế nào ngô lão đáp diệp tiểu ca tối hôm qua có nói sẽ đến hắn không có vấn đề gì chúng ta vào xem một chút đi vừa đi hai người vừa trò chuyện không bao lâu thì đã đến trước phòng của tiếu mị cục trưởng từ lại nói không biết tiếu mị gần đây có nghỉ ngơi cho khỏe không Ngô lão đáp, yên tâm đi, dịp tiểu ca vẫn là rất đáng tin. Lời vừa xong hai người vội bước vào phòng, thì bỗng nhiên cả hai đều dừng lại như thấy ma, Thánh thần Thiên Đụng ơi. Thì ra hai đứa ngủ chung một giường còn ôm nhau cứng ngắt, miệng hắn còn đang lẩm bẩm, bánh bao, bánh bao ta cũng muốn ăn. Con tiếu mị thì miệng lại nói meo meo sao mày trở nên nặng như vậy. Còn Ngô lão và Từ cục trưởng thì vẫn há hốc mồm đứng đó, chỉ chỉ, trò trò, còn chưa biết diễn tả sự việc này như nào. Thì lúc này trong cơn mơ, anh me nhà ta đang ôm trầm cái bánh bao trà bá rồi nói, ta không khách khí nữa rồi một ngoạm cắn lấy nguyên cái bánh bao của tiếu mị một giây ngay sau đó chỉ một giây thôi một cú tát như trời giáng được tung ra với tốc độ ánh sáng ad ở cà mau còn nghe một tiếng bốp lúc này có ai đó cũng đã để lại huyết thủ ấn trên mặt anh men chắc là trùng hợp mà thôi trùng hợp mà thôi rồi dây dây thứ hai cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hét của tiếu mị anh. anh 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 bàn tay vẫn còn che huyết thủ ấn hắn hỏi trách tôi sao đáp lời hắn là một đá của tiếu mị kèm theo câu nói ai bảo anh lên giường nằm ăn một đá hắn lộn cù mèo xuống đất nhưng vẫn đáp lời cô cô còn không biết điều là cô tối qua kéo tôi lại không để cho tôi đi chẳng lẽ thật cho là ta sẽ giống như trong manga nằm ở mép giường mà ngủ như thế khó chịu chết đi được lúc này chỉ nghe tiếng cười của ngô lão rồi lão hỏi nói mau tối qua đã xảy ra chuyện gì ô con kéo không để cho đi hai người lúc nào lại có tiến triển nhanh thế này tiếp theo đó là tiếng cười ha 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 của từ cục trưởng rồi ông nói tiểu tử chỉ có cậu mới thu phục được tiểu tổ tông trong cục cảnh sát ai gặp cũng sợ trái với vẽ mặt vui vẽ của hai người hắn nói cười 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 cái rắm ngủ một giấc mà thôi có gì đáng ngạc nhiên còn cô nữa chỉ là ở trên giường ngủ một giấc mà ra tay ác như vậy nghe hắn nói thế tiếu mị lại điên máu tay chỉ vào cái bánh bao còn in dấu răng rồi nói cùng giường ngủ có ai như vậy cùng giường ngủ sao anh xem tôi là mẹ anh sao tôi còn phải cho anh gặp nhủ có phải không nghe tiếu mị mắng thế hắn bèn khom xuống nhìn như để xác minh xem dấu răng kia là của ai. Hắn vẫn còn đang tự hỏi, thật là mình cắn sao? Hóa ra trong mơ gặm bánh bao là như vậy, mình nói làm sao cắn một cái vẫn chưa ăn hết. Ngẫm xong hắn liền tốc biến ra cửa nhưng ca quên thả lại một câu, đột nhiên muốn đi vệ sinh, khi nào rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Cánh cửa đã đóng sầm lại nhưng hắn vẫn phải dính chiêu sư tử hống của Tiếu Mị, khốn kiếp, đừng để cho tôi gặp lại anh. Nghe thế hắn lại thò đầu trở lại mà hỏi, cái đó, ý là ngày mai tôi không cần tới trị mặt cho cô sao? nhanh như chớp trên tay tiếu mị là một cái gối rồi nó thẳng hướng cái bản mặt men mà bay kèm theo tiếng quát ngoại trừ ngày mai lúc này hắn đã bắt được cái gối rồi ngay lập tức ném thẳng vào mặt tiếu mị hắn cười đắc ý mà nói biết rồi tay cô thì vẫn nắm chặt cái gối vốn là để che đậy đi nụ cười bên trong miệng thì lẩm bẩm đúng là một người đáng ghét không lâu sau đó trước cổng bệnh viện hắn đang trầm tư suy nghĩ hiên viên khí thuật tầng thứ nhất đã luyện thành trên lý thuyết bây giờ mình có thể thử dùng khí vận châm Cụ thể hiệu quả như thế nào phải đợi thử nghiệm. Tiếp tục đi thêm mấy bước thì thấy phía trước là Âu Dương Hào đang đứng đợi, vừa nhìn thấy Men hắn liền nói, tôi muốn nói chuyện với cậu. Men hỏi, có chuyện gì tốt để nói sao? Không phải là muốn bảo tôi rời trình khả hơn sao? Như vậy tôi có thể rõ ràng nói cho anh một chút, anh đang nghĩ đến việc ăn dấm. Âu Dương Hào bình thản nói, không rời bỏ cô ấy, cậu sẽ chết rất khó coi, đối với Âu Dương gia mà nói, đối phó một tiểu dân lang thang không tốn nhiều sức. Lời này vừa nghe hắn liền phun ngay một bãi nước bọt, rồi nói, đối với Âu Dương ra các người tôi thật là học được nhiều thứ ha ha ha. Nghe nói thế Âu Dương hào lại hỏi, cậu là cười cái gì? Vẽ mặt mĩa mai men đáp, Âu Dương lão đầu sinh mạng bị đe dọa, các người những thứ cháu trai này, hận một cái hắn không chết được, trong đầu đều là đi tán gái. Chỉ có Âu Dương hạnh nguyệt là bận bịu đi cầu người cứu mạng, các người Âu Dương ra, thật cũng chỉ có Âu Dương hạnh nguyệt, không làm cho người ta chán ghét. Thuận tiện nhắc tới. Muốn đó đối phó tôi tiểu dân lang thang này thì tới đi. Đồng thời cũng phải làm cho tốt, Âu Dương ra từ tứ đại thế gia, chuẩn bị gạch tên. Nghe đến đây vẽ mặt Âu Dương Hào thật khó coi, nhưng hắn một cấu cũng không nói tiếp. Cảnh chuyển đến một khách sạn nào đó, bên trong khách sạn lúc này men đã về tới phòng, khả hân thấy hắn về liền hỏi, anh đã đi đâu? Làm sao ngay cả điện thoại cũng không được? Hắn cười hì hì đáp, đi làm chút chuyện, điện thoại thì hết pin. Nói xong hắn lại quay sang cô mà hỏi, mắt cô bị làm sao vậy? không phải là đợi tôi cả một đêm không ngủ chứ khả hân giận dỗi đáp nào có thấy ai chờ anh một đêm chứ lúc này hắn lại thở một hơi dài ây nha nơi này có thể so với phòng chờ bệnh viện thoải mái hơn nhiều lát sau khả hân đã vui vẻ trở lại cô hỏi ăn trái cây không tôi cầm cho anh một quả cười ha ha rồi đáp không cần à đúng rồi vừa rồi sư huynh cô đến tìm tôi bảo tôi rời khỏi cô khả hân không vui hỏi thế thế anh trả lời hắn thế nào hắn đưa mắt nhìn cô rồi im lặng hồi lâu lại nói tôi dĩ nhiên phải đồng ý rồi nhà hắn cường thế có tiền như vậy cùng hắn chơi tôi nhất định sẽ chết rất khó coi lời hắn nói ra khiến khả hân vô cùng buồn bã cô đứng lên nhẹ nhàng nói để tôi lập tức dọn đi nhưng cô chưa bước đi thì rất nhanh hắn đã nắm lấy tay cô rồi cười ha ha nhưng sau đó tôi lại nói với hắn bảo hắn phi ngựa tới bởi vì tôi thích ở cùng một chỗ với cô lời hắn vừa dứt thì nhận được một cái véo mặt của khả hân được à anh lại dám trêu tôi đúng rồi hôm nay tôi xem tin tức trang đầu trang cuối cũng không có thấy anh nói xong cô lại đưa cho hắn xem quả thật là không có đưa tin về hắn nữa lúc này hắn mới thầm thán chữ lão đầu làm việc quả nhiên được việc thấy hắn có vẻ suy tư cô lại nói anh xem cái tin tức này thật buồn cười hắn cũng đáp lại quả thật rất thú vị rồi chợt dòng suy nghĩ là chạy qua trong đầu hắn tự hỏi mình cùng trình khả hân rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào là trên tình bạn dưới tình yêu sao ngẩm xong hắn lại choàng tay qua người ôm lấy cô chuyển cảnh sáng hôm sau tại bệnh viện lúc này từ xa đã nghe tiếng la hét tôi không ngủ tôi không thể ngủ, khi ngủ rồi thì sẽ đổi siêu nhân. Hết xong hắn hất đổ khay thuốc trên tay y tá rồi chạy ra ngoài, nhưng mẹ hắn đã chặn ở cửa ra rồi nói, thụ hồng, con nghe lời đi, mau đi ngủ một giấc. Hắn lắc đầu liên liện nói không được, con không thể ngủ, con không muốn đổi siêu nhân, không thể ngủ, bà mẹ lại nhẹ nhàng nói, thụ hồng, nghe lời mẹ, mau đi ngủ một giấc. Đáp lời bà là tiếng hét thất thanh của hắn, đã nói không ngủ, không nghe thấy sao, không ngủ, không ngủ, không ngủ. Thấy vậy mẹ hắn cũng thở dài một hơi, rồi quay sang bảo bới y tá, các người xử lý đi, ngay lập tức một cây kim trà bá đã được bơm đầy thuốc. Một giây sau đó cây kim đã phập vào mông tên mập, giây thứ hai hắn đã nằm sấp dưới mặt đất ánh mắt mê man. Trong lúc nữ y tá đang lôi tên mập vào trong phòng thì bà ta phát hiện, men đang đi về hướng này, ngay lập tức bà ta vui mừng reo lên, Diệp thần y, cậu là tới giúp tôi sao? Men cũng chào đáp lại, la tỷ tỷ, tỷ cũng quá coi trọng tôi rồi, tôi cũng không phải bệnh gì cũng có thể chữa trị được. Nghe hắn nói thế, ngay lập tức bà liền ghé sát tai hắn rồi nói bên ngoài cũng truyền tin cậu là thần y cậu thuận tiện giúp chị một tay đi mà thấy hắn vẫn không trả lời bà ta lại áp sát người hơn rồi lại nói chị điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng cậu hành động này của bà làm hắn xém chảy máu cam rồi hắn thầm nghĩ chết tiệt người đàn bà này rốt cuộc có phải cố ý cám dỗ mình hay không yêu cầu gì cũng đáp ứng nói cách khác nghĩ đến đây hắn lại thầm mắng thân thể sắc quỷ đáng chết này gặp phải đàn bà là không chịu nổi mình đường đường là dược thánh há có thể bị đàn bà điều khiển tự kỳ xong hắn lại quay sang bà ta mà hỏi, nói một chút triệu chứng của hắn, là ngay khi ngủ sẽ nằm mơ sao. Miệng thì hỏi thế nhưng lòng hắn lúc này lại nghĩ, hành nghề chữa bệnh là thiện đạo tuyệt đối không là bởi vì cái điều kiện gì à. Ngẫm nghĩ gì đó lát sau bà ta đáp, chỉ cần vừa ngủ thì sẽ mơ, có lúc thậm chí còn đánh người, lúc trước thì chỉ buổi tối mới như vậy, bây giờ ngay cả ban ngày cũng vậy, nó cũng không dám ngủ. Nghe bà kể xong, hắn liền lấy giấy viết ghi một toa thuốc, vừa ghi trong đầu hắn vừa nghĩ, thì ra là như vậy, nếu như dùng huyền viên khí thuật hành châm hẳn có thể khỏi nhưng hắn là loại người thối nát như vậy xứng để mình dùng sức mạnh lớn như vậy sao ghi toa thuốc xong hắn liền đưa cho bà rồi căn dặn theo toa thuốc này uống xem hiệu quả như thế nào nếu không phải nể tình là tỷ tỷ tôi sẽ không cứu hắn nhận toa thuốc xong bà ta liên tục cảm ơn cảm ơn diệp thần y bao lì xì nhất định sẽ cho cậu bao lớn nếu như toa thuốc này hữu hiệu còn đây là danh thiếp của chị lúc này tay hắn thì nhận danh thiếp nhưng lòng thì lại nghỉ ha 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 cứ đem chính cô đóng lại rồi đưa cho tôi là được con trai cũng lớn như vậy cũng không biết là bà ta bao nhiêu tuổi nghĩ xong hắn lại tự thán đậu xanh khẩu vị của mình có phải có chút nặng hay không suy nghĩ vẩn vơ được một lúc thì đã đến trước cửa phòng của tiếu mị hắn mở cửa phòng ra rồi nói thuốc thánh đại nhân đến nhanh lên một chút chuẩn bị chữa trị ngay lập tức đập vào trong mắt hắn là nửa thân giới của tiểu mị đang trần trụi hắn chỉ kịp quao lên một tiếng đã bị cô mắng vào trong bản mặt anh anh không biết gõ cửa hay sao không để ý đến lời của cô hắn lại nói được 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 đừng mặc dù sao một lúc nữa cũng phải cởi. nghe xong lời nói đầy ẩn ý của hắn tiếu mị lại nói chờ đã dừng lại tầm là hai giây lát nữa còn phải cưỡi là ý gì không đáp lời cô hắn bước đến cạnh giường rồi đặt xuống một chiếc hộp thấy hắn vẫn im lặng tiếu mị lại nói oa đây là cái gì hắn mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một con dao và một ít thuốc rồi hắn nói giúp cô thành xinh đẹp tiếp theo có thể sẽ có chút đau kiên nhẫn một chút nói xong hắn lập tức tháo hết băng nơi vết thương ra sau đó tỉ mỉ làm gì đó nơi vết thương chốc chốc lại nghe giọng nói của tiếu mị thật không tưởng tượng nổi hoàn toàn không có cảm giác đau chỉ là có chút tê tê thật là có thể được không thấy cô là đang nghi ngờ tài năng của hắn hắn liền phán một câu nói nhảm tôi đường đường là dược thánh ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được làm sao còn gặp người nói xong hắn nhanh tay khóa lại chốt cửa rồi ra hiệu cho tiếu mị tiếp theo là phải cưỡi quần áo nghe đến cưỡi quần áo tiếu mị cả kinh mà hỏi anh anh nói cái gì hắn liền đáp ngực cô còn có ba vết sẹo lớn chẳng lẽ còn muốn giữ lại không sợ sau này cho con bú đứa trẻ nhìn thấy mà chắn ghét mẹ mình nghe đến đây tiếu mị lại suy nghĩ cái cái này cho tôi chút thời gian được không tôi còn chưa có chuẩn bị xong. Hai, hai ngày, chờ hai ngày nữa được không? Đáp lời cô là tiếng cười khà khà, cùng vẽ mặt nham nhỡ, rồi hắn nói, thân là dược thánh tôi phải giúp cô vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chữa trị. Vẽ mặt hắn lúc này làm cho tiếu mị muốn tôn cái lèo, cô lập tức hét lên, đừng, đừng tới đây, đừng động vào tôi a, à. Khốn kiếp anh đừng tới đây, tôi không chữa. Không đáp lời cô, mà chỉ thấy hắn lấy trong người túi bột màu tím rồi rắc vào không khí, ngay lập tức tiếu mị phát hiện ra gì đó là lạ bèn hỏi, sao vậy? Chuyện gì xảy ra? không cử động được nữa và xin anh mau dừng lại nhưng không hắn không những không dừng lại mà còn quát tôi là thầy thuốc tôi phải giúp cô lúc này tiếu mị vừa khóc vừa la hét rõ ràng anh vẫn luôn nói anh không phải là thầy thuốc không điếm xỉa cô hắn lại nói bây giờ bắt đầu thầy thuốc không phân biệt trai gái tôi sẽ không khách khí tới đây thì tiếu mị la còn lớn hơn mau mau dừng lại a à. cầu xin anh mau dừng lại vẽ mặt nghiêm nghị hắn nói được rồi đừng kêu nữa đừng quên là tôi cứu sống cô lúc này tiếu mị vừa thẹn vừa giận nhưng cũng đành quay mặt đi, phó mặc cho hắn muốn làm gì, thế nhưng chờ mãi vẫn thấy hắn ngồi đó không làm gì, cô lại hỏi, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn cười khà khà rồi đáp, là muốn thưởng thức một chút, hiếm có cơ hội như này. Nói xong hắn vội đưa tay bóp một cái rồi nói, thật là đẹp. Lúc này Tiếu Mị muốn khóc không ra tiếng, đành im lặng cho qua, thấy thế hắn lại nói, được rồi, đừng giả bộ ủy khuất cũng sẽ không lỗ. Lúc này Tiếu Mị đã nhịn hết nổi cô lại hét lên, anh là thầy thuốc, làm sao có thể làm như vậy chứ? Hắn đáp, tôi là thầy thuốc cô còn quên, tôi ngoài ra thầy thuốc, còn là một người đàn ông. Lòng tốt không được báo đáp, cô còn muốn như thế nào? Chữa còn chưa chữa nếu cô nguyện ý, tôi có thể giúp cô mặc quần áo vào, nói xong hắn lại gảy gảy đầu, vẽ mặt ngây thơ vô số tội. Nhìn vẽ mặt hắn cô lại điên máu mà quát, tiếp tục đi, tên khốn kiếp, tiện nghi đều bị anh chiếm hết rồi. Hắn lại cười khà khà nói, nghĩ như vậy là đúng đó, dù sao cô cũng là người của tôi, bởi tôi nhìn một chút thì có là cái gì. Nghe hắn nói như vậy cô lại hỏi, ai là người của anh? Đúng là không biết xấu hổ lúc này hắn lại làm ra vẽ mặt đầy ủy khuất mà gào lên cô là muốn đổi ý tôi ngược lại muốn xem một chút ai dám lấy cô lão tử diệt hắn nói cho cô biết sau này không nên suy nghĩ nam nhân khác trong lòng chỉ cho phép suy nghĩ đến tôi cái mạng nhỏ này của cô là tôi cứu thấy hắn có suy nghĩ như vậy cô bèn nói bây giờ là thời đại gì anh còn muốn tôi lấy thân báo đáp hắn lại nói sai rồi không phải lấy thân báo đáp mà là bán thân xin chữa bệnh tôi giúp mẹ cô bây giờ lại giúp cô phần ân tình này không phải là hai phần cô trả nổi sao lúc này tiếu mị mới nhỏ nhẹ hỏi tôi đi theo anh còn bạn gái anh đâu định làm như thế nào không do dự hắn nói đây là vấn đề nghiêm túc bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ kế hoạch hai năm sau ở một nơi gần sông núi phong thủy bảo địa mua một biệt thự thật to cùng nhau ở nghe đến đây cô thầm mắng tên chết tiệt biến thái này là đang muốn tạo hậu cung sao hắn lại vồ ngực nói tin tưởng tôi tương lai chúng ta một đại gia đình tuyệt đối sẽ rất hạnh phúc nghe đến đây cô cũng lười để ý tên ảo tưởng này không lâu sau đó cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã xong hắn lại dặn dò tiếu mị nhớ vết thương không thể đụng vào nước cũng không thể mở ra xem bất kỳ đàn ông nào cũng không cho phép nhìn cho dù là bác sĩ nam bỗng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên thấy cơ hội trả thù đã đến tiếu mị liền tặng cho hắn một cước rồi quát còn không mau cút đi mở cửa chết tiệt biến thái để cho tôi mặc quần áo hắn mở cửa ra thì thấy đó là một thanh niên tóc vàng thấy men hắn không nói gì mà cầm bó hoa hông trên tay bước thẳng vào trong vừa vào trong hắn liền nói tiếu mị anh là đến thăm em vừa nhìn thấy hắn cô cũng ngạc nhiên rồi hỏi bạch phú anh làm sao lại tới hắn không đáp lời cô mà lại hỏi vừa rồi sao lại khóa trái cửa thấy tiếu mị khó xử men liền nói để giải vây tại sao không thể đóng cửa không thấy tôi là thầy thuốc sao nghe men tự xưng thầy thuốc hắn lại thắc mắc cậu ăn mặc như vậy chỗ nào giống thầy thuốc men không đáp lời hắn hắn lại quay sang nói với tiếu mị em làm sao bị thương như vậy cũng không nói với anh tiếu mị đáp là vết thương ngoài ra thôi không cần phải ngạc nhiên nghe thế hắn lại hỏi là mặt mũi bị hủy hoại sao Tiếu mị buồn bã đáp, trước khi có kết quả, còn bây giờ thì. Cô chỉ kịp nói tới đây đã mị men bịt miệng. Rồi hắn hét lớn hơn để che lấp tiếng của cô, Bạch Huynh, tới đúng lúc lắm, nhanh khuyên nhủ cô ấy một chút. Không phải mặt mũi bị hủy hoại đặc biệt hơn người. Dù sao có Bạch Huynh sẽ yêu cô ấy phải không? Hét xong hắn lại đá mắt cùng tiếu mị bảo cô hãy im lặng. Như hiểu ra ý hắn là đang muốn kiểm nghiệm tên họ Bạch này, nên cô cũng im lặng phối hợp. Men lại nói, mau, Bạch Huynh mau khuyên nhủ cô ấy, vừa rồi còn muốn tự sát đấy nghe như vậy lòng hắn đang hoang mang vội hỏi tiếu mị thật là bị hủy dung sao tiếu mị ngồi đó vẽ mặt buồn bã không nói gì làm lòng dạ tên họ bạch càng thêm loạn hắn thầm nghĩ cô ấy không nói lời nào là đang ngầm thừa nhận sao một vết sẹo lớn như vậy vạn nhất mặt mũi bị hủy hoại còn không phải khó coi chết à thấy lòng hắn đã không vững men vội ghé tai nói nhỏ bạch huynh là nhanh lên một chút an ủi cô ấy đi không phải mặt bị hủy hoại bạch huynh cũng không phải là cái loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhất định là huynh thích vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy nghe đến đây tên họ bạch đã toát mồ hôi lạnh buộc miệng nói đúng 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 đương đương nhiên là vẻ đẹp tâm hồn bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy không thể phẫu thuật thẩm mỹ sao men đáp bác sĩ nói thương thế kia coi như đi khắp thế giới cũng vô dụng đời này chỉ có thể như vậy bạch huynh nhất định phải nghĩ cách an ủi cô ấy vết thương trên mặt đã coi là cái gì còn bụng ngực cũng có vết sẹo lớn thì phải làm thế nào đây nghe đến đoạn này tên họ bạch đã tá hỏa tam tinh luôn rồi hắn hỏi cái lề gì thốn bụng với ngực còn có sẹo lại là sẹo lớn đáp lời hắn men nói cũng không phải đặc biệt lớn chỉ có bằng cái chén như vậy mà thôi chưa có chút thâm cũng không có gì bạch Huy nhất định phải thật tốt an ủi tiếu mị làm tâm tư của cô ấy tốt lên lúc này tên họ bạch mồ hôi đã ướt áo nhưng mồm thì vẫn nói đúng đúng tôi tôi nhất định an ủi thật tốt cô ấy men vỗ vỗ vai hắn mà nói rất tốt coi như tiếu mị không nhìn lầm người nếu không thì như vậy anh dứt khoát ở chỗ này cầu hôn cô ấy cô ấy bây giờ rất cần sự ủng hộ của anh vốn tâm tình đã hoang mang chấn động nay nghe đến hai chữ cầu hôn khiến hắn lại hốt hoảng thốt lên cái gì cầu cầu hôn sao vì trong lòng hắn nghĩ để cho mình cưới một người xấu xí về người khác coi mình ra cái gì đây thấy hắn vẫn do dự không quyết men lại nói bạch huynh nhất định là phải cưới còn phải nói bảo đảm yêu cô ấy cả đời nếu không tiếu mị làm sao có dũng khí để sống tiếu mị lúc này vẫn ngồi im ở đó nhưng vẽ mặt dường như lại rất hài lòng còn tên họ bạch lúc này thì mùng cứ như mắc xương cứ đừng u ớ hai chữ tôi tôi nhưng bụng dạ thì lại nghĩ chỉ cần có tiền lão tử đàn bà xinh đẹp nào lại không tìm được cần gì phải đeo một người xấu xí trên người nghĩ xong hắn lại chinh cút rồi nói chuyện này ngày khác nói sao tôi nhớ tới có việc gấp chưa xử lý ngày khác lại đến thăm thấy hắn đã rời đi lúc này tiếu mị mới lên tiếng dù sao tôi vốn dĩ đối với hắn cũng không cảm giác chỉ là một người theo đuổi bình thường mà thôi nghe thế men lại quay đầu lại rồi hỏi thế nào lần này hài lòng chưa tôi chỉ là muốn để cho cô biết cõi đời này không ai so với tôi thích hợp với cô nghe hắn tự luyến như vậy tiếu mị bèn nói Bạch Phú trước kia ngày ngày cũng thể nói thích tôi, muốn một lòng yêu tôi. Kết quả thế nào? Đàn ông các người đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Thấy cô có vẽ cua đủ cả bó hắn lại nói, tôi thừa nhận, tôi quả thật không phải đàn ông tốt. Nhưng nếu tôi thích một người, tuyệt đối sẽ không buông tha, bất luận thế nào cũng sẽ từ đầu đến cuối đều thích người đó. Nghe hắn nói ra lời trong lòng ánh mắt tiếu mị bổng xa xăm rồi cũng nói, tôi cũng có thể giống như anh nói vậy, thích một người sẽ vĩnh viễn thích. Điều kiện tiên quyết là người đàn ông kia không thể thích đàn bà khác anh có thể làm được sao? Mên đáp, cái này. Tôi mê gái cũng là vì cô, thay cô tìm mấy người tỉ muội, không có chuyện làm có thể ngồi một chỗ đánh mặt trượt. Nghe đến đến Tiếu mị không kìm được giận mà quát, anh, anh còn có thể giữ lại một chút liêm sĩ hay không? Hắn vừa ho khụ khụ rồi lại hỏi, à đúng rồi, cô biết từ đồ vi không? Cô ấy tự xưng là đường tỷ của cô, nghe đến đây ánh mắt tiếu mị lại buồn, cũng lại có chút xa xăm. Rồi bất ngờ cô lại nghiến răng mà hỏi, cô ta nói cái gì với anh? Thấy cô tức giận như vậy hắn liền xua xua tay mà nói, không, không có cô là thân thích của tư đồ gia sao cuộc sống lại khó khăn như vậy chứ vừa hỏi xong câu này hắn lại bị cô quát có ai quy định cuộc sống của tôi nhất định phải giàu có sau này đừng ở trước mặt tôi nhắc tới người đó anh tốt nhất cũng đừng tiếp xúc nhiều với cô ta lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi đến là ngô quần sinh bắt máy lên hắn hỏi ngô lão đầu có chuyện gì sao đầu dây bên kia ngô lão đáp chính là lần trước cậu tới nhà tôi chưa kịp nói sự kiện kia cậu tới vi cư gặp tôi một chuyến lúc này đêm đã về khuya tại vi cư một hội sở sang trọng bậc nhất ở đông thành men đang cười trên lưng con xích thố định tiến vào trong thì bất ngờ có vệ sĩ ngăn hắn lại thật xin lỗi tiên sinh chúng ta nơi này có hội viên quy định có thể hội viên mới được vào trong bị ngăn không cho vào vẽ mặt đang rất quê hắn thầm mắng vô cửa còn phải có thể nữa ngô lão đầu làm sao không nói chuyện này với mình muốn chơi kha mình sao đang đứng chờ bên ngoài thì có chiếc xe sang trọng chạy tới nhìn thấy men chiếc xe kia cũng dừng lại bên trong xe là tư đồ vi thấy men cô liền hỏi đây không phải là diệp thần y sao Trùng hợp như vậy, tên vệ sĩ khi thấy Tư Đồ Vi chào hỏi Men thì cũng vô cùng hốt hoảng. Thấy Men không đáp lời cô lại nói, nhìn có vẻ anh là bị chặn ở chỗ này, lên xe đi, tôi đưa anh vào. Thấy cô nói như thế khiến hắn cũng lúng túng, rồi như hiểu ra sự lúng túng kia là chuyện gì, cô lại nói, xe đạp để đó đi, không ai dám trộm đâu. Nghe cô nói vậy hắn cũng an tâm bước lên xe, nhưng không quên nói một câu, được rồi, nói trước chiếc xe yêu dấu của tôi có giá trị không rẻ à. Vừa ghé mắt vào trong xe hắn liền á đu một cái, vì phong cách ăn mặc của Tư Đồ Vi lúc này. Như cũng phát hiện ra ánh mắt tham lam của hắn Đồ Vi liền hỏi, chân chứ cái gì còn không lên xe. Thế rồi chiếc xe chở hai người cũng tiến thẳng vào trong sân, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy thắn phục cùng ganh tị của hai tên vệ sĩ, chết tiệt, tiểu tử kia có lai lịch gì? Lại được Tư Đồ tiểu thư xem trọng. Tôi là lần đầu tiên thấy, Tư Đồ tiểu thư cho phép đàn ông ngồi xe cô ấy. Lúc này chiếc xe chở hai người đã vòng qua một đại sảnh khác, Tư Đồ Vi thông báo với hắn đã đến nơi rồi. Hắn không nói gì, ánh mắt hắn vẫn tham lam nhìn Tư Đồ Vi rồi suy nghĩ gì đó lại lần nữa tư đồ vi phát hiện ra ánh mắt của hắn cô hỏi tiểu đệ đệ cậu nhìn chằm chằm tôi một đoạn đường rồi có muốn tôi cởi ra để cho cậu nhìn rõ không sợ rằng mình sẽ bị chảy máu cam nên hắn bịt mũi trước rồi mới nói tư đồ tiểu thư ta rất dễ dàng biến thành cầm thú đó xin cô nương hãy tự trọng đáp lời hắn là cú va chạm cơ thể đầy quyến rủ của tư đồ vi rồi cô nói tôi thích cậu gọi tôi là chị gọi chị thử nghe một chút đi chưa vội đáp lời mà ánh mắt hắn lúc này lại tham lam quét qua một lượt rồi chợt dừng lại ở cặp thỏ ngọc mà thầm thán thật là trắng à không thật là bự rồi hắn tự nhủ không không được gần quá nhìn ánh mắt tham lam của hắn tư đồ vi cũng có chút khó chịu rồi cô lại nói nhìn đi đâu vậy em trai cậu đúng là xấu xa có muốn chị đem đầu cậu vùi vào để nhìn cho rõ không lúc này mũi hắn đã chảy đầy máu cam trong lòng thì lại thầm mắng tình huống gì đây lão tử anh minh một đời lại bị đàn bà đùa dẫn à tại sao cô còn ở đây người ta chưa bắt cô ra pháp trường sao yêu tình. Nghe đến đây tư đồ vi lại nâng cầm hắn lên rồi nói, chỉ cần cậu thích, chị đây sẽ làm yêu tinh của cậu. Bỏ lại phía sau nụ cười đầy ma mị của cô, hắn lập tức tốc biến ra khỏi xe rồi nói, là tôi sai, xin cô đừng cám dỗ tôi nữa. Tư đồ vi thấy vậy thì cười khúc khích nói, em trai tốt, làm xong chuyện nhớ gọi điện cho chị, chị muốn cùng cậu nói chuyện riêng tư một chút. Nghe vậy hắn càng như nhìn thấy quỷ, rồi vừa chạy thật nhanh miệng lại lẩm bẩm, xem, xem tình hình thế nào đã, xin lỗi chịu không nổi à không lâu sau đó hắn đã vào đến bên trong vi cư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm ngô lão chợt ngô lão gọi diệp tiểu ca chúng tôi ở bên này đáp lời ông lúc này là vẽ mặt khó chịu của hắn rồi hắn hỏi ngô lão đầu ông thật là nham hiểm biết rõ tôi không có thể hội viên còn kêu tôi tới có phải thấy tôi hay khó chịu ông lại chơi tôi không ngô lão xoa xoa cái đầu bạc trắng rồi nói không phải không phải tôi là quên thật thật sự xin lỗi nói xong ông vội hướng sang người trung niên bên cạnh ta giới thiệu cho cậu một chút vị này là chu hoài sương bí thư nhiệm kỳ đông thành thích nhất làm vệ sinh được ngô lão giới thiệu qua chu hoài sương cũng đứng lên bắt tay men rồi nói cậu chính là đại danh đỉnh đỉnh dịp vô thiên hân hạnh hân hạnh hắn đáp không dám nhận xin hỏi lần này gọi tôi tới là có chuyện gì đáp lời hắn lúc này là ngô lão ông nói bốn ngày sau là ngày hoa hạ chúng ta với nước hát trao đổi y học chúng ta đang muốn mời cậu đi cùng men nói nước hát chính là cái thế giới khởi nguyên tri quốc kia gọi tôi đi làm gì chuyện này với tôi không liên quan vẻ mặt ngương trọng ngô lão đáp chủ yếu là gọi cậu đi chống đỡ tình cảnh năm ngoái chúng ta bại rất thảm lần này bất luận như thế nào cũng phải thắng lúc này chu hoài xương cũng nói tiểu diệp lão ngô đối với cậu đánh giá rất cao cho nên tôi muốn mời cậu cùng đi nghe thế hắn lại không do dự mà đáp tôi ngay cả bác sĩ cũng không phải danh không chính ngôn không thuận không tốt lắm đâu như đã có toan tính từ trước khi nghe men nói vậy chu hoài xương liền cười tươi rồi nói cái này đơn giản bất luận thủ tục gì tôi cũng có thể giúp cậu bổ sung lúc này ngô lão cũng nói bổ sung nhiều nhất năm ba ngày là có thể trở về sẽ không làm trở ngại quá nhiều thời gian của cậu diệp tiểu ca cậu coi như là giúp tôi một tay đi nghe lão nói thế men lại hỏi ngô lão đầu ông cũng là người có tuổi thắng thua đối với ông còn nặng như vậy sao trao đổi ý tưởng mà thôi thua cũng không có gì đâu lời hắn vừa dứt thì ngô lão cũng bừng bừng khí thế mà nói cậu không biết năm ngoái nhật quốc thắng chúng ta như thế nào đâu hận không thể cưỡi lên đầu chúng ta mà thôi còn chỉ vào người của chúng ta mà nói hoa hạ chỉ là dòng thứ bọn họ mới là chính thống chuyện liên quan đến vinh quang hoa hạ tranh vinh quang tuyệt đối không thể thua nữa nghe đến đây hắn cũng hiểu ra được nguyên nhân chính là tranh mặt mũi thái độ lão thành khẩn như vậy quả thật không thể cự tuyệt hơn nữa mình có được hiên viên khí thuật cũng là nhờ vào quyển sách kia của ngô lão đầu như đã thông suốt lúc này hắn mới nói thôi được rồi tôi có thể cùng các người đi nhưng nói trước không nên đối với tôi kỳ vọng quá cao ngô lão đáp có cậu gia nhập phần thắng tăng lên rất nhiều ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường ngàn vạn lần cậu đừng tới trễ như để ngô lão thêm phần an tâm hắn liền nói được 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 đáp ứng chuyện gì tôi nhất định sẽ làm lúc này điện thoại của hắn đột nhiên reo lên hắn nhấc máy lên thì nghe giọng tư đồ vi em trai tốt vẫn chưa xong chuyện sao chị đang đợi cậu đó 5 phút sau chị tự mình tới đón cậu không cho phép chạy trốn được rồi chị sẽ đối xử với cậu như một cậu bé thuần khiết thấy mình liên tục bị đùa dần hắn hét to với tư đồ vi không cần cô tới tôi tự mình đi tìm cô sẽ để cho cô biết cái gì gọi là đàn ông